hello có nghe được không có nghe được không uh, thực ra thì brush nào cũng được thôi nó cũng ná nhau rồi đã nghe được chưa anh em alo alo ờ ừ. bảo là cái này là 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 cái uh, clip hôm nọ post thì uh, hôm nay uh, sâu cái clip full của nó thôi là nó là real time tức là vẽ như nào nhanh chậm như nào thì nó đúng như vậy đây đang sâu thì um, đại khá là nhiều người thì người ta kiểu kiểu quan trọng uh, Uh, kiểu người ta quan trọng là là, là dùng bút, dùng biết các thứ thì thực tế thì nó cũng không cần thiết lắm. Uh, đây đang vẽ bằng một cái bút nó rất đơn giản. Đấy, bút nó rất đơn giản. Đấy, cái bút nó tạo ra như nào thì lúc đầu có lẽ mình cũng nhìn thấy rồi về cách tạo bút rồi. Thì uh, Vậy đó. À, Đợt tới sẽ có một cái event ở trong cái group uh, tập vẽ máy. Ấy. Thì nếu mà anh em nào rảnh thì tham gia nhé. Thực ra chỉ là vẽ một cái tranh thôi. Thích vẽ như nào cũng được. Thích vẽ như nào cũng được. Giải thì đang có một cái... Uh, uh, XP Pen Decor 4. Và khoảng một triệu tiền mặt tiền giải. Thì... Uh, có thể chia ra làm hai ba giải hoặc uh, có thể chỉ có một giải duy nhất thôi kiểu kiểu như thế hello mai tuấn hùng nhé đã học online bác nói lên giật cả mình hôm nay thứ mấy mà học online ấy nhỉ? hôm nay từng chủ nhật, À hôm nay thứ hai rồi đã, đã nhỉ? đã thứ hai rồi? lũ quá lớp nào cũng 2 giờ chiều đăng ký hết nha em nha các bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi nha Anh có xem rap Việt không? Anh có, anh có xem rap Việt. Ờ, mà, hôm nọ vừa xem xong, vừa xem xong, có là mai âm nhạc, với cả các thứ, c trên, à, cái gì đây, vi sâu à? Ờ uh, một lớp anh tuyển bao nhiêu vậy? Một lớp thì khoảng 25 người em nhé Lớp khoảng 25 người. Hello, chất Nguyễn. Cho phải chia sẻ một chút lên uh, uh, group cho xôm xôm ít người quá. Uh, cái nhân vật này tên là gì? Nhỉ? Squid Game. À... tên là gì quên mẹ tên này. sao <laughs> nó không ghi tên này nhỉ dung full time cái bức đấy là bức con mẹ gì nhỉ À, bước đấy không có đâu bước đấy lâu rồi đăng ký khoán nâng cao cần phải xem tranh trước không anh có em ạ thì thì uh, em uh, có tranh thì em inbox cho anh nhá yeah. để anh xem qua phát. Anh thích màn dự thi nào trong tập 1 nhất? Tức là ý là của cái phim này hả? Uh, hay à à, của cái um, ấy á à, của cái gọi là rap việt đấy để anh nhớ lại xem nào thực ra thì anh cũng không thực ra thì anh cũng chưa thực sự thích cái, cái, màn nào lắm tức là cái màn nào nó cũng có một cái hay riêng của nó nhưng mà để mà tức là ý là kiểu mình mình thực sự thấy thích hay mình thực sự choáng váng cái gì đấy thì thì anh chưa thấy cái màn nào hay cả ví dụ như là bài của mai âm nhạc thì đối với anh nó cũng nó cũng được được thôi anh thì không phải là rapper hay gì cả tức là anh nhận xét trên cái quan điểm của anh thôi là khi một người kiểu như lại khá là tức là một người khán giả người ta xem và người ta cảm nhận cả toàn bộ của cái bài trình diễn đấy thôi thì người ta thấy thích hay không thích thôi thì tức là anh chỉ nhìn trên quan điểm ấy thôi thì anh cũng chưa thực sự thích bài nào chưa thực sự tại vì anh nghĩ chắc là các vòng sau thì nó mới hay hơn à, kiểu nó sẽ đầu tư hơn nó sẽ có những cái bài mới hơn những cái bài mà nó uh, nó chen hơn kiểu kiểu đấy nó nó gần hơn hiện tại thì hiện tại các cái bài kia thì có lẽ là nó vẫn hơi nó vẫn chưa có gì nổi bật quá còn đương nhiên mỗi người thì họ có một chất riêng Uh, mình có thể thấy điều đấy, uh, cũng như cái chất lượng thí sinh của là năm nay thì cũng gọi là mạnh đấy chứ không phải là yếu đâu. Nhưng mà những thứ mà dạng đặc biệt um, như mà mình 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 muốn thấy như kiểu như là như kiểu là từ linh cái thứ ấy thì thì anh muốn tìm thấy những người kiểu kiểu như thế xem cho nó sướng ấy. thì uh, cho đến hiện tại thì vẫn chưa có những người đặc biệt như vậy tức là cái chất nó rất nó rất mới nó rất tây nó rất tây kiểu kiểu như vậy <laughs> Hồi mới tập anh có lên kế hoạch kiểu hôm nay study gì, mai study gì không thì thực ra thì anh cũng không lên kế hoạch đến mức như vậy. Nhưng mà anh thì tức là đại khái là trong cái giai đoạn nào mà anh bị yếu về cái vấn đề gì thì anh sẽ uh, luyện tập về thứ đấy chỉ thế thôi. Đấy. Tức là mình tìm ra cái điểm yếu của mình sau đấy rồi mình uh, sẽ luyện tập để mà mình bù đắp cái điểm yếu đấy thôi chỉ thế thôi chứ cũng không hẳn là một cái kế hoạch thật rõ ràng là luyện tập cái gì cho từng ngày đâu cái đấy nó không có đâu à... tập sau có black card gọi ừ. là black ca thì khá mạnh à... có một số cái mà mà ý là anh thấy rằng là như kiểu tức là Black Car có kiểu có vẻ là skin khá kinh nhá, uh, freestyle các thứ này nọ kia khá kinh nhưng mà uh, cái việc mà đi thi như này ấy, thì giống như là sẽ lên dòng mà mainstream ấy uh, khi khi lên là mainstream ấy thì uh, tức là mình sẽ cần nhiều thứ khác nữa đấy có lẽ là thứ mà Black sẽ phải sẽ phải học sẽ phải luyện để 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 có thể là tốt được cổ có hơi dài không chú thì chưa đây chỉ là sketch thôi có thể về sau nó sẽ ngắn hơn nhưng mà anh thì cũng không chắc lắm là nó sẽ ngắn hơn đâu để anh tìm xem cái cái ảnh rap mà anh mà anh tham khảo thì uh, chỉ xem nó như nào đây cái ảnh red mà anh tham khảo thì trông nó như này thì trông nó như này và uh, anh sẽ đo rồi anh sẽ đo nhé đo uh, phần từ phần chán tức là từ phần chân uh, tóc từ phần phía trên này xuống đến cầm này thì phần này sẽ dài hơn so phần cổ một chút phần này sẽ dài so phần cổ một chút thì hiện tại thì có lẽ rằng là nó đang là chính xác vãi đái yeah, đang chính xác vãi đái ờ, thời như mình pau này lại một chút nhé thực ra cái này thì anh lúc anh vẽ anh chỉ áng thôi nhưng mà, nhưng mà bây giờ anh sẽ đo để để giải quyết cái vấn đề tưởng tượng của em nhé xem là cổ nó dài ngắn như nào soi mẫu nhé đây là cái đây này tức là anh đo cái phần này này là cái phần này nó sẽ nó sẽ dài hơn so với phần cổ đây như mình nhìn thấy là nó đang như thế này bây giờ mình thử xem cái cái ảnh mẫu này mình thử xem cái ảnh mẫu này đây, à, cái ảnh mẫu đây xem cái tỷ lệ của phần từ từ đỉnh này xuống đến đây đây so với phần cổ nó như thế nào thì có vẻ rằng là tức là hình như là, là 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 nó cũng gần xem xem nó cũng gần xem xem nhá gần như nó cũng gần xem xem chứ nó không đến mức là dài quá đâu đấy đây nếu mà cái áo mà nó ngắn đến khoảng tầm này thì là nó khá chính xác này đấy Nhưng mà thôi tức là nó không đến mức tệ lắm về tỷ lệ đâu nhá <laughs> Hello Tuyên Ngô Phạm à, Anh có định Từ từ nhé để Để anh check lại à, Tuyên Ngô này Chờ chút nha Anh định chuyển tiền cho bạn Tuyên Ngô À đây được rồi này Anh vừa chuyển tiền nha Tuyên Ngô nha Cho cái job vừa rồi nha À. Ừ. Ảnh vẽ bức tranh gần đây anh tạo ra hai trăm mấy layer có nhất thiết phải biết mỗi layer anh đã vẽ là gì không? Thực ra anh biết chắc chắn mỗi layer đấy là gì nhở? Anh biết chắc chắn mỗi layer là gì nhé Huỳnh Nhật Bình nhé. Anh biết chắc chắn luôn ạ bởi vì sao anh lại làm như vậy? bởi vì sao anh lại tách tất cả những layer đấy ra à, và để nó như thế? À, bởi vì anh muốn à, mỗi cái đối tượng mà anh vẽ nó đều được nằm trên một layer và để về sau anh sẽ làm một cái ảnh gip à, tức là một cái ảnh theo kiểu chuyển động ấy, làm một cái ảnh theo kiểu chuyển động à... Uh, từ đầu đến cuối của cái uh, của cái tranh đấy thì uh, thì thì anh mới giữ lại layer thôi chị chỉ để nó đạt cái hiệu quả đấy thôi. Chứ nó không để làm gì, cả thích gộp lại cũng được. Tức là nó giống như những cái art trước thì anh uh, sau khi mà vẽ xong thì khi mà bật từng cái layer lên thì nó giống như một cái animation nó 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 nó, nó nó từ nó từ đơn giản cho đến nó hoàn thiện đấy kiểu kiểu như thế thì anh giữ lại ở với cái nhu cầu đấy thôi nhá. Yeah. Chứ nó không có gì hơn cả, nó không có gì hơn cả. cái hiệu quả đấy nó giống như là cái này này. Chờ chút nhé. Hiệu quả đấy nó giống như là cái uh... Đây. Nó giống như cái này này. giống như cái này này. Đấy, là thực tế ra thì đây là từng cái layer thôi. Từng từng cái layer được bật lên rồi chứ nó không có gì đâu. Đấy thì mình muốn giữ lại layer để mình bật được giống như này thôi để mình làm một cái ảnh gif giống như này thôi thế thôi. Còn nếu mình không thích thì mình có thể gộp hết lại tại vì mình đâu nhu cầu bật lên lại đâu. Đấy thì đấy, vì vì mình 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 muốn bật nó như này. Nên là mình phải lưu lại từng từng layer. Và em biết chắc chắn mỗi layer ấy là gì nhá Biết chắc chắn luôn đấy Mỗi layer ấy là gì Bởi vì mình phải biết thì mình mới bật được lại chứ Chứ không thì tạo ra là con mẹ gì Chả có ai tạo ra cho vui cả thực ra là nó ghi là 200 mấy chục layer nhưng mà bản chất thì nó chỉ có mấy chục layer đến lúc cuối thôi còn tất cả những cái layer kia thì đều được gộp lại hết rồi tức là ví dụ chẳng hạn như khi em vẽ mà em tạo ra ví dụ đây là, là layer một này em tạo ra một cái layer thì nó sẽ ghi ở layer số 2 khi em gộp hai layer này lại thì nó sẽ vẫn là layer hai thì việc em tạo ra một cái lần nữa thì nó sẽ là ghi layer 3 và em gộp lại nữa thì nó lại là layer 3. Thì cái layer mà 200 bao nhiêu đấy thì tức là do anh uh, tạo và gộp rất nhiều lần, rất nhiều layer thì nó mới thành 200 mấy. Đấy, đấy, là tổng số layer anh tạo trong cái tranh đấy còn khi giữ lại thì chỉ có mấy chục layer thôi. Để để bật cho nó hiện lên như vậy thôi. Diablo 2 à, uh, là nó giống cái Diablo 2 cũ ấy gì nhưng mà nó đẹp hơn thì mà nó bán mà đắt đắt phết đấy thì bọn này bây giờ nó thế đéo nào nhỉ bọn này nó kiểu nó hết trò để làm rồi nó làm ra game mới thì nó thất bại hoài nên bây giờ nó lại làm lại cái bản Diablo này nhưng mà đẹp hơn <laughs> ôi 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 để làm gì đây nó có gì mới không hả em nó có gì mới so với bản cũ không hay nó vẫn y hệt như thế không có gì mới cả chỉ là đẹp hơn thôi đây người ta gọi là Ăn mày dĩ vãng Hết thứ để làm rồi sao Yeah, Riot nó, nó 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 lên ngôi bởi những nhà vua này đã hết đã hết ý tưởng Những nhà vua này uh, Tức là có những khoảng thời gian Mà Blizzard nó gần như là một cái thế lực Khủng khiếp Nó là một cái thế lực khủng khiếp Nó là top đầu Của việc làm game Này nọ kia uh, Đây nếu em nhìn kỹ em có thể thấy Ở góc đây nó là 2500 x 2009 Đấy, kích thước của cái chân dung này kéo hình ngay lúc vẽ mà không cần khoanh vùng kiểu gì thì làm gì có kiểu nào Đâu nhà anh có kéo cái gì mà 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 mà, mà trong lúc vẽ mà lại không cần khoanh vùng đâu Có thể bấm V để kéo, có lẽ là như vậy. Có lẽ là bấm V Anh cho em xin thông số tiêu chuẩn để build PC chuyên về mảng digital được không ạ? À? Tại em bên nước ngoài mà cũng không dành về đồ điện tử cho lắm. Thế thì anh khuyên em như này này. Để vẽ nha, đây là để vẽ thôi. Còn là 3D thì nó vô vàn. Tức là để em render, để em dựng 3D này nó nọ kia thì anh không nói. Tại vì cái đấy anh cũng không chuyên. À nhưng mà nếu mà là 2D nếu để vẽ thì anh khuyên em rằng anh nên build một bộ PC chơi game, chơi điện tử. Bởi vì để vẽ thì nó cần cực kỳ đơn giản, nó cần cực kỳ đơn giản, nó không có nhu cầu gì phức tạp với việc để vẽ cả. Nên như nào cũng vẽ được à, như nào cũng vẽ được à. Nên là xét cho cùng thì em cứ build một cái bộ PC để chơi game ấy là em vẽ ngon lành thậm chí còn hơn cả ngon luôn và ngoài việc đấy ra em còn có thể chơi được game nữa. Chơi game rất cháy nữa, thì cứ build bộ như thế là em vẽ bình thường à, vẽ thoải mái luôn nhá. Anh có quen ai làm trong mảng 3D không ạ? À? Có, anh có quen. Có quen em nhé. Hồi đó tụi em chơi Hearthstone còn hào hứng Thế, nhưng sau này thì không Giờ thì chả mấy ai mặn mà với nó Thực ra thì Hearthstone cũng là một trong những cái tượng đài Khá kinh uh, Của là, là Blizzard Nhưng mà uh, Thế như thế thì Lâu lắm Blizzard không làm ra một cái gì đấy Mà nó làm cho người ta bất ngờ ấy. Hay thế này nọ kia đó. Đa số là nó mất rất nhiều fan Sau rất nhiều năm nó mất rất nhiều fan bởi những cái hành động của những năm vừa qua rồi đó với những con game mới những con game cũ này nọ kia nó đều rất tệ đều rất tệ nó không có gì hay cả tức là để làm ra những thứ như kiểu đời cũ ấy như kiểu mà Warcraft hay này nọ kia ấy. đấy thực sự là 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 cái con đường mà gần như là nó 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 là đỉnh cao nhất ở trong việc làm game ấy. Tức, là, tức là mình sẽ tạo ra game và sau đấy thì nó mở đến mức mà người chơi có thể tạo ra những cái trò chơi ở trong chính cái con game đấy. đấy cái đấy hay vãi đái luôn đấy và nó vẫn tồn tại nó vẫn sống cho đến tận bây giờ và không biết nó đẻ ra bao nhiêu những cái thứ biến thể chỉ với cái trò Warcraft ấy thôi đấy, kiểu kiểu như thế rồi mốt uh, mốt uh, mấy cái mép, uh, bản chất cái Dota thì nó cũng chỉ là một cái mép mốt ngày xưa của Warcraft thôi. Thêm mới thấy cái trò đấy nó bao la như nào. thì thì mình hy vọng, tức là anh anh thực sự hy vọng được thấy Blizzard làm những thứ dạng như vậy, những thứ đấy nó sẽ tồn tại kinh khủng lâu. nó nó như một dạng không kiểu mẹ nó cái đế chế của một cái trò như thế nó phải rơi vào tầm khoảng mười mấy năm yeah, mười mấy năm đầu rất to để làm ra những thứ như thế đầu rất to để làm ra những thứ như thế anh có chơi môn thể thao gì không anh thì anh có em anh chơi môn thể thao điện tử. Yeah. Thực ra thì anh thi thoảng cũng có chạy chạy uh, thể dục thế thôi, không có gì nhiều. Anh cũng chơi Dota 2, à? em thấy anh đăng Facebook. Thực ra thì anh có chơi Dota 2 và anh chơi rất lâu rồi anh chơi rất lâu rồi. Em có thể xem cái profile này của anh thì sẽ thấy rằng là đây pau này lại chút. Đây. Đâu nhỉ? Nó sao xóa mẹ mất đô tả đây rồi. À, anh có làm sao để sâu vào đây nhỉ? Uhm, game à? À đây này. Đây này, anh có chơi Dota 2 khoảng 989 giờ. 989 giờ. PUBG 851 tiếng. Đấy. Và Naraka là hơn hơn 500 tiếng rồi. Thì đấy, thì anh có chơi Dota 2 nhưng rất lâu rồi, tức là anh bỏ trò đấy rất lâu rồi. Và ngày xưa anh là gọi là trader như như em nhìn thấy ở đây thì thấy là rep về việc <laughs> giao dịch buôn bán đồ đô ta là từ năm 2013 này rất lâu rồi anh có chơi đồ ta nha nhưng mà anh chơi uh, gọi là khá ốc nha người ta gọi là ốc chó ấy anh chơi khá ốc uh, thực ra là không biết chơi thực ra là không biết chơi uh, chơi khá lâu nhưng mà chơi khá ngu cho đến khoảng giai đoạn khoảng uh, cách đây khoảng uh, một hai năm thì anh mới thực sự hiểu chơi game nó là như thế nào thì lúc đấy thì anh chơi game nó đỡ hơn nhưng mà nhưng mà đô tai thì bỏ rồi nên là thôi Ờ à, đúng rồi một công đôi việc nha nha rồi build PC vừa chơi điện tử mà lại vừa vẽ được hợp lý quá thì tại vì vẽ thì nó không nó không cần nhiều nên cứ build một cái PC để chơi điện tử vẽ thoải mái chính cái con máy mà anh đang build này là chính là để chơi điện tử chứ có phải để vẽ đâu nhưng mà anh vẽ vẫn bình thường thậm chí vẽ ngon luôn nên là vẽ thực ra nó không cần gì vì nó quá nhẹ đi nó quá nhẹ đi nó không có nhu cầu gì cả vẽ cái cần nhất của vẽ đấy là màn hình thôi và và một cái bảng có cảm ứng tốt thì như cái bảng bây giờ nó kể cả một hai triệu cảm ứng nó nó cũng tốt thì giờ bảng cảm ứng thì có rồi thì một cái màn hình tốt thì mua một cái màn hình tốt nữa còn lại là kêu build một cái cây pc uh, theo kiểu dạng game yeah. thoải mái vẽ thoải mái Như Riot thì sang chơi phim cộng ca nhạc các thứ. Thực ra thì Riot nó 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 bây giờ nó nó làm khá hay, nó làm khá hay. Theo như anh thấy tại vì nó tức là kiểu nó sẽ đi theo dòng khác ấy mà không phải cái dòng của của Blizzard hay này nọ kia. Mà cái dòng của Riot nó như này này. Nó build ra một cái thế giới chỉ từ một cái con game là cái con game lờ của nó à, sau khi nó build ra thế giới đấy xong và nó sẽ tìm cách để nó nó viết tất cả những cái câu chuyện gì đấy nó liên quan đến những cái nhân vật ở trong cái thế giới đấy của nó à, sau đấy thì nó cho phép những studio nhỏ hơn mà cho phép những studio nhỏ hơn à, dùng cái thế giới của nó, dùng những cái nhân vật của nó, dùng những hình ảnh của nó để tạo ra những cái đề tài game khác. Và nó đang đi theo hướng đấy, nó đang đi theo hướng đấy. Nó vẫn là người quản lý cái chất lượng về đầu ra của những con game đấy. Đấy, nhưng đại khái là gần như những cái ý tưởng nó không cần phải nghĩ nhiều mà đa phần là đến từ những cái studio bé và cái điều đấy nó có thể làm cho cái thế giới của nó siêu phong phú Cực kỳ nhiều thể loại game Và đến từ khắp nơi Trong vài năm tới thì bọn em sẽ được Có lẽ sẽ được chơi rất nhiều game nữa Sẽ được chơi rất nhiều game nữa Đến từ những cái đề tài của Riot Những cái đề tài đến từ Cái game LOL đấy Đấy là điều chắc chắn nhé đấy là Điều chắc chắn với những dự án Thực ra là, là nó sâu sẵn những thứ đấy trên Ở trên web rồi ấy. Thì mình cũng biết sơ sơ đấy Đấy như vừa rồi thì có game bắn súng này rồi hàng loạt những game uh, uh, ở trên uh, mobile đấy có mấy game của Riot này trên mobile đấy đấy rồi chính kể cả LOL trên mobile thì về sau có cả game uh, RPG ở trên mobile hình như là trên mobile không biết có PC không nhưng mà hình như trên mobile thì cũng là Riot làm đấy và Riot đấy là nó đưa cho studio bé nó làm thì thì cái kiểu đấy nó khá hay là cái, là cái kiểu kinh doanh đấy mẹ khá khôn đúng rồi bây giờ nó làm tất cả mọi thứ dựa vào lờ lờ mà yeah. nó làm tất cả mọi thứ dựa vào lờ vào. tức là nó chỉ nghĩ ra một cái thế giới đấy duy nhất thôi xong thi thoảng ấy nó sẽ làm phim nó sẽ làm phim để nó kể một cái đoạn chuyện nào đấy về thế giới đấy nó giống như một cái một cái liều thuốc mẹ cho mấy thằng fan ấy là thi thoảng phải trích một chút cho đỡ nghiện nhưng mà nó sẽ không làm nhiều cứ thi thoảng nó lại làm tí thi thoảng nó lại làm tí đấy và nó nó luôn cố gắng để nó build cái thế giới của nó ấy là đẹp nhất là thú vị nhất là long lanh nhất để nó câu kéo fan sau đấy fan sẽ chơi tất cả những sản phẩm mà liên quan đến cái thế giới đấy đấy và nó lụm lúa đấy. nó là đỉnh nha nó là đỉnh nha tức là nó không cần phải nghĩ ra một con game epic cái gì đấy cả vì cần mẹ phải nghĩ để thằng khác nó nghĩ nó kinh doanh hình ảnh của nó đỉnh mấy cái phim với cả ca nhạc các thứ của bọn lờ lờ đấy nó chỉ phải cố gắng để nó 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 làm cho thế giới đấy của nó phong phú hơn thôi mà nó làm đẹp cái thế giới của nó ấy. đấy là cách mà nó chơi nó rất khôn đấy nhưng bây giờ bọn em uh, kinh doanh hay bọn em làm cái gì nó cũng sẽ như thế kể cả trong việc vẽ này nó cũng sẽ như thế tức là nếu mà mình là một người artist nhé thì thì bản thân là nếu mà bọn em muốn chơi solo thì bọn em hãy tạo ra một cái thế giới của riêng của em hay là ngày xưa thì với các ông thời xưa thì họ gọi là trường phái tức là họ sẽ gọi là tạo ra một cái triết lý nào đấy một cái trường phái nào đấy à, và nó có quy tắc đàng hoàng và sau đấy những cái người xem ấy thì họ sẽ hiểu được cái quy tắc đấy và họ sẽ thấy rất cuốn với những cái sản phẩm đấy và lúc đấy thì mình sẽ tạo ra sản phẩm để mình kinh doanh dựa trên cái triết lý đấy dựa trên cái thế giới đấy Dựa trên cái trường phái đấy Thế thôi <laughs> Em thấy át vẽ hình tròn Rất đẹp Là dùng Elite Tool hả anh Ừ đúng rồi tại vì người giỏi họ ao hết Blizzard là thực ra thì anh nghĩ cũng không hẳn đâu <laughs> tại vì là tại vì là giả tiền thì thì lại thuê được lại thôi mà có gì đâu nhưng mà cái chính là cái, cái 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 tư tưởng của những cái người đi đầu về việc là tạo ra sản phẩm ấy thì có lẽ rằng là họ đang bị dở hơn so với ngày xưa rồi nên là đâm ra là nó không còn nó không còn cuốn nữa thôi kiểu kiểu như vậy em dùng cả Quadro P600 với Ryzen 5 1400 SSD và 16 GB RAM nhưng vẽ đơn giản vẫn rất là thì đúng mẹ rồi cái máy đấy của em cái máy đấy của em nó bị có lẽ là Ryzen 5 1400 thì nó bị hơi yếu này Yeah, thì em nâng em nâng chip lên năm đời mới hơn bốn mấy chẳng hạn hay ba nghìn mấy đấy nó sẽ ok hơn em đừng dùng cái cạc đấy vì cái cạc đấy theo như người ta nói nó gọi là cạc đồ họa cạc render hay là gì đấy mà, anh thấy thì vẽ thì nó cũng chả cần đến mấy cái cạc đấy làm gì cả thì em mua mẹ cạc chơi game ấy mà dùng mà chơi game cho nó đã 16 sáu thì cũng ok rồi nó không đến nỗi nào nó không đến nỗi nào và em nên mua một cái SSD mới một cái SSD hiện tại bây giờ uh, nó có cái tốc độ đọc ghi cực kỳ nhanh mà giá nó cũng không quá đắt thì có lẽ cái SSD của em nó cũng là dạng đời cũ có thể như vậy đấy thì uh, thay bằng một con cạc chơi game đấy nâng regen lên cao hơn ba uh, mấy bốn nghìn mấy kiểu kiểu như thế Đấy, ram như thế cũng được uh, ssd mới uh, ssd mới uh, nó sẽ có tốc độ đọc ghi nhanh hơn kiểu kiểu như thế uh, Minecraft thì cũng là một trong những dạng kiểu kiểu game dạng game mở để để cho người ta thích làm con mẹ thì làm ở trong cái game đấy thì thì đấy cũng là một dạng hay thực ra tạo ra những thứ thứ đấy nó nó không dễ đâu nhưng mà những những cái công ty lớn như Blizzard thì chắc chắn là họ sẽ làm được những điều đấy chủ yếu là không biết họ đang định hướng cái gì trong những năm vừa rồi họ tạo ra liên tục những siêu phẩm xịt rất chán rất chán nick facebook của anh đến giờ vẫn bị chặn lại Thực ra thì có thể bị chặn hoặc có thể không bị chặn Nhưng mà anh không quan tâm lắm Tại vì anh sẽ không like Facebook nữa Bởi vì bọn lợn Facebook đấy nó Nó đụng tí là nó chặn à Nên thôi kệ mẹ đi nha <laughs> Riot đang làm game RPG online dựa trên lờ là Đúng rồi, thực ra anh biết mấy thứ đấy lâu rồi mà Anh biết mấy thứ đấy lâu rồi mà Chắc chắn là nó sẽ làm những thứ như vậy thôi Anh ơi bé nhà anh học lớp mấy rồi ạ? À? Bé nhà anh học lớp 3 em nhé, học lớp 3. Tự trước còn có mười mấy ông viết chuyện nổi tiếng về để bưu mười mấy ông, mời mấy ông viết chuyện nổi tiếng về để build thế giới. Nó thấy khủng thiệt luôn anh ạ. À. Hồi xưa có chuyện của game chán òm xong cái mới. Xong cái mười mấy ông này về có chuyện phất hẳn lên. ơ ừ, đúng rồi. Uh, thì uh, thì đấy chính là co nó mà Tức là như đã nói rồi nó sẽ cố gắng để build cái thế giới đấy hay nhất có thể thú vị nhất có thể và câu được nhiều fan nhất có thể và bám theo chen nhất có thể đấy và sau đấy nó sẽ để ra sản phẩm chỉ về cái thế giới thôi anh ngồi vẽ nhiều bị đau lưng không ạ em mới 2 k 5 mà ngồi tí vãi mới 2 k 5 mà ngồi tí đã đau lưng là dở nha dở nha thế thì khả năng là phải mua ghế làm việc cho xịn hoặc là build cái chỗ làm việc cho nó đàng hoàng để mà ngồi được lâu thực ra thì không ngồi lâu nó cũng chả sao cả nhưng mà à, đại khái là cứ ngồi khoảng hai một hai tiếng thì đứng dậy thay đổi à, uốn éo tí kiểu kiểu như thế thì cũng ok À, nên bưu cái phần ngồi cho nó tử tế, bàn cao bàn thấp này nó kia nó phải cẩn thận vào. Anh Bill thì nó cũng bừa thôi nhưng mà nhưng mà bản thân thì anh tôi là anh cũng bị đau lưng đấy nhưng mà ít thôi. tình trạng này nó không xảy ra nhiều, tại vì anh anh cũng không tôi là trước kia thì anh ngồi nhiều nhưng mà vào hiện tại thì mỗi ngày anh ngồi cũng ít thôi. khi nào có công ty vượng lê game với anh thực ra thì anh sẽ không bao giờ làm công ty cả, tại vì anh là một người cực kỳ sợ cam kết. đấy điều đầu tiên và điều thứ hai đấy là, tức là cái số của anh ấy, cái số của anh là cái số từ bé giờ anh đều trải nghiệm điều đấy rồi, tức là anh luôn luôn bị nó gọi giống như nói như này nhỉ Tức là bị những người ở phía dưới mình ấy, nó bật, nó bật, tức là nó khinh thường hoặc là nó làm một cái gì đấy, chống phá hoặc là kiểu đại khái rằng là nó không, 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 tức là nó không được tốt đẹp khi mà mình quản lý những thứ như vậy. Nó rất khó tại vì cái tính anh ấy là anh nói thẳng, anh hay nói thẳng và anh khá là đại khái áp lực ở trong công việc khi mà có ai đó làm việc với anh. Nên là cái điều đấy nó rất dễ dẫn đến cái việc mà nhân viên hay là các thứ ở phía dưới ấy, nó nó thù hằn hoặc là nó căng thẳng với mình đấy kiểu kiểu như thế à, nên anh nên anh không làm được những việc như vậy anh xua luôn là anh không làm được những việc như vậy không thể đấy tức là không thể tạo ra một công ty và quản lý nhiều người đấy điều không thể đối với anh ạ anh chắc chắn luôn nên là anh thực ra thì anh cũng nghĩ về việc đấy anh cũng muốn làm nhưng mà anh cứ càng nghĩ sâu thêm thì thấy việc mà cam kết với một team sau đấy là nuôi bọn nó dù có job hay không có job thì vì mình làm công ty mà thì mình vẫn sẽ phải nuôi một team như vậy thì cái việc mình cam kết đường dài nên mình rất sợ và sau đấy thì đến những cái lúc mà chia ly ấy, thì mình cảm thấy mình 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 không chịu được những điều đấy. Ví dụ chẳng hạn như là mình gọi những thằng nó thân tín về với mình để làm nhưng mà sau một khoảng thời gian thì như kiểu đương nhiên là là chính mình cũng thấy như thế chẳng hạn như là uh, nếu mà mình làm ở một công ty và ở nơi khác nó giả lương cho mình cao hơn thì đương nhiên là mình sẽ đi hoặc là khi mà mình làm ở đấy mà mình không học được gì đương nhiên là mình sẽ đi chỗ khác thì, thì anh rất sợ những điều đấy với những người anh gọi về bởi vì là khi khi anh gọi về rồi thì đang người ta đang làm việc bình thường đang mọi thứ nó đang trôi chảy thì tự nhiên họ lại bảo thôi uh, cho là hết tháng này thì em xin nghỉ thì em thì em cũng uh, thực ra thì em thấy làm đây nó rất ok anh anh giả lương nó cũng được nhưng mà thế này nó ok sau đấy mình lại phải ngồi mình điêu lại rồi là mình lại phải van xin nó đừng đi hoặc là mình hoặc là mình đồng ý cho nó đi thì mình lại phải đi tìm thằng khác được thế này thôi mẹ thôi mệt lắm phải thôi, không thôi, mệt thôi. lắm nên là nên là anh sẽ không chơi cam kết mà có job thì anh đưa làm thì làm không làm thì nách thế thôi anh gọi thằng khác thế có phải đơn giản không À, thế còn công ty công tiếc là con mẹ đau đầu anh anh nói thật thì anh không nhu cầu kiếm nhiều tiền là công ty đương nhiên là kiếm sẽ được rất nhiều tiền anh biết điều đấy nhưng mà anh anh, anh không cần tiền lắm nên là đấy là xét ra đó là như vậy đến kể cả về cái việc mà uh, mua nhà mua cửa của anh nó cũng như thế tức là anh không tức là anh không thích vay mượn dù rõ ràng là anh có thể vay được và anh có thể giả được cái tiền vay đấy nhưng anh không bao giờ vay cả đấy, tại vì anh rất sợ cái sự cam kết đấy người ta suy rằng là ông ông thu nhập như thế thì ông vay ngân hàng là người ta cho ông vay ngay chỉ cần 15 20 triệu thu nhập một tháng thì đương nhiên là ông sẽ được vay tiền của họ rồi giả trong vòng bao năm này okay, nhưng mà anh rất sợ cái việc đấy anh rất sợ cái việc đấy việc là mỗi tháng phải chắc chắn phải giả cho họ bao tiền trong vòng mười năm hay mười mấy năm mẹ nghe nó sợ vãi đai không ai đến lúc nó bị sao thì sao hay lúc mà mình tự nhiên không kiếm tiền nữa thì những tháng đấy mình giả kiểu gì này nó kia bảo tốt nhất là khi nào có tiền thì mua không có thì nách nên tất cả những cái thứ mà liên quan đến việc cam kết đấy giống như việc mở một cái công ty game đấy đối với anh là anh sẽ không làm chắc chắn là sẽ không làm trên 10k follow là bị chặn live stream ấy, mẹ vào đấy mất dạy ấy nhỉ phải liên kết với pet nó mới không chặn chả hiểu liên kết với pet kiểu gì nói chung là không hiểu lắm không hiểu lắm tức là chắc chắn là sẽ phải live bằng pet thì nó mới được thì thôi về sau có thể sẽ làm việc đấy nhưng mà không phải bây giờ nói chung là nó rách việc lắm. nó rách việc lắm. nó không cần thiết đau lưng đau cổ thì em thấy tập xà hiệu quả lắm anh thi thoảng chẳng ơ ờ, tập xà có vẻ nghe nó hợp lý cho việc đấy đấy mấy tháng mới đỡ đau nhưng mà tập xà thì có vẻ là hợp lý đấy tại vì nó sẽ giãn tất cả những cái phần cong đấy nghe mà hợp lý học ngồi sai tư thế nên bị bệnh cuộc sống rất sớm em cũng hay nhắc các cháu ở nhà thực ra thì tức là mình nên sắp xếp nếu cho bọn con nít ấy, thì mình nên sắp xếp nó cho hợp lý kiểu như là bàn ghế các thứ ấy cái độ cao độ thấp nó 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 chuẩn đấy mình phải quan tâm điều đấy thì mẹ ngày xưa hồi 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 mình bé mình học ấy, thì mẹ có ai quan tâm đeo đâu có có cái bàn ngồi ăn thì cũng ra đây ngồi học xong rồi nó cao vãi cả đái cái ghế thì thấp nó vẫn ngồi xong rồi đến lúc thì cái bàn thì thấp vãi đái xong cái ghế thì cao kinh khủng vẫn ngồi chính ra thế hệ ngày xưa nó không có mấy thứ đấy nên là đâm ra là trông người nó cứ giặt ra giặt dẻo anh có ý định về sao chuyển ra chỗ thiên nhiên trong lành rời khỏi hà nội thực ra thì anh có ý định đấy anh có ý định đấy tức là Uh, anh uh, anh có tính là anh sẽ mua một cái mảnh đất ở trong uh, là nha trang uh, nó ở cách thành phố vài cây cũng như cách biển khoảng một hai ba cây gì đấy đấy khoảng khoảng thế Thì anh định mua một một cái mảnh đất như vậy và anh vứt ở đấy cho đến khi nào tầm khoảng uh, uh, khi mà con anh nó đi du học thì anh sẽ vào trong đấy anh xây nhà và anh sẽ vào đấy ở đấy thế thôi tại vì sao mà mình thích những cái nơi đấy hơn so với ở ngoài này bởi vì là cái thời tiết của nó sẽ dễ chịu hơn à, nó sẽ sống nó sẽ sướng hơn anh có từng không biết là anh có từng làm chung ở một studio không ạ à? cho em nghe vài kinh nghiệm nếu mà anh có từng rồi ạ à. làm ở studio nào đấy thì anh có chứ anh làm nhiều studio rồi em như, như em muốn nghe về kinh nghiệm gì thì em phải nói rõ Gupuchi... Uh, thì em phải nói rõ, tại vì anh cũng không biết là em cần cái kinh nghiệm gì, còn anh làm thì anh cũng tính tổng ra thì anh làm cũng phải được 2 ba năm ở các studio khác nhau ở Hà Nội này, thì anh cũng làm cũng nhiều nơi rồi, cũng biết sơ sơ vài thứ. Em thấy khi bị kẹt, vẽ hoài không ra cái mình muốn thì nên có một khoảng thời gian dừng lại relax và quan sát sau một thời gian quay lại vẽ thì mình sẽ có góc nhìn mới để vẽ tốt hơn nhiều hơn gì đúng. Điều này là đúng, tức là nhiều khi thì mình sẽ bị kẹt như vậy đúng, chính xác là như thế. Tức là không phải ai cũng sẽ nhìn ra được bản thân mình là mình yếu ở điểm nào hoặc là mình mạnh ở điểm nào thì thì cái đấy nó khá là 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 nhạy cảm. Nên là nếu nếu mình cảm thấy mình không tiến bộ hoặc mình cảm thấy mình khá mệt mỏi với cái việc luyện tập của mình thì đương nhiên mình có quyền nghỉ ngơi bọn em có thể nghỉ ngơi rất lâu ấy. bọn em có thể nghỉ ngơi hàng nửa năm một năm mới gì đấy nó cũng được thoải mái thoải mái yeah. uh, và và vẽ lại thì nó vẫn sẽ tiến bộ lên nha yeah. uh, sao càng ngày nghe sao càng nghe càng thấy em giống anh ở thì nó cũng có một cái trường phái tư tưởng như thế mà có một trường phái tư tưởng về việc là người ta sợ cam kết người ta sợ những cái thứ mà đi quá lâu dài theo kiểu như vậy và mình không biết là sau này mình có thể đảm bảo được việc đấy nữa hay không thì anh là một người như vậy chính vì thế với cả là anh sống thì anh thường anh không tức đương nhiên là khó khăn thì mình phải vay mượn nhưng mà anh hạn chế hết mức có thể về việc là nhờ cậy và vay mượn người khác hoặc có những cam kết gì đấy với những người xung quanh mà rất dài thì những điều đấy nó 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 làm cho cái tâm trí của mình nó bị nó bị bận nó bị vất vả thì làm sao mình sống mà cái tư duy của mình nó thoải mái nhất ấy, là được thế thôi tại sao cái cổ áo của nhân vật anh không vẽ rộng ra như trong phim nhìn cổ hơi dài thực ra cái đấy nó là một thứ mà nó rất là vớ vẩn đấy bạn thực ra nó là một thứ rất là vớ vẩn đấy. em em quan tâm đến nó nhiều làm gì nó là một thứ rất phụ rồi em đang xem cổ áo em đang xem chân dung tức là khi anh vẽ thì anh chỉ cố gắng anh tập trung vào cái chân dung thôi còn như em thấy từ nãy giờ anh đâu có vẽ thì đến cái cổ áo ấy đâu, đấy. nó là quá là phụ đi. Hiểu không? 16 triệu có nên mua laptop cũ Để vẽ minh họa không Anh thì theo như anh thấy thì 16 triệu là cũng mua được Một con laptop đấy Mua được một con laptop khá khỏe đấy Mua được một con laptop khá khỏe đấy Nếu là laptop cũ Thì vẽ bằng laptop cũng được Nhưng mà cái mà anh thấy là như này này Laptop ấy Thì Tức là màn hình của nó khá là trung bình nó không Thứ nhất là do nó bé tức, là cái kích thước màn hình của nó thường nó sẽ bé toàn là 13, 15, 17 inch à đấy, uh, Nó bé bé tầm vậy thôi Nên là riêng việc đấy là mình đã thấy nó hơi nó hơi bị chật trội Nếu mà em chấp nhận được cái việc 15 hay 17 inch nó cũng ok thì đồng ý đấy, Ngoài việc đấy ra thì uh, lab nó có một cái nữa Đấy là nó sẽ không bền bằng PC yeah, nó sẽ không bền bằng PC Mà em lại mua một con lab cũ nữa Thì em phải cẩn thận với điều này bởi vì người ta đã dùng rồi và khi em dùng tiếp thì cái tuổi thọ nó đương nhiên không thể nào bằng một con láp mới được thì cái tuổi thọ nó sẽ ngắn hơn thì mình tức là mua những cái láp cũ theo dạng như thế mình phải nghiên cứu rất kỹ mình phải nghiên cứu rất kỹ à, nên mua dòng World Station này mua dòng Mark cái vòng đời của pin của của cái con Mark mà em mua cũ đấy nó có còn nhiều không hay thế này nó kia đấy những thứ đấy là là những thứ em phải quan tâm à, thì với với cái số tiền đấy mua một con laptop cũ là cũng ok, cũng ok. Còn để build một con PC với 16 triệu đấy thì thì cũng chỉ thì mua PC cũ thì nó may ra nó mới khỏe khỏe thôi chứ còn PC mới thì gần như không build được, gần như không build được với 16 triệu đấy Nó bị yếu quá. Nếu mà lại tính cả màn hình nữa thì vỡ mặt. Màn hình hỗ trợ nhiều màu với có HDR mà lệch màu vẫn hơn màn chuẩn màu mà không có mấy tính năng trên này không cái này nó không cái này nó không hẳn cái này nó không hẳn tức là cái này nó phụ thuộc vào cái cái vấn đề công việc của em nhé vấn đề công việc của em tức là nếu em thực sự làm những cái thứ mà chắc chắn để dùng để nó in ấn thì đương nhiên em phải tìm màn chuẩn đấy và em cần gì mấy cái tính năng kia để làm gì Tại vì bây giờ nhu cầu của em là để em in ấn, em in ra và cái sản phẩm in ra đấy màu nó phải chính xác. Thì em phải dùng màn đấy. Chứ bây giờ những cái màn mà nó 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 nhiều màu rồi nó HDR này, tức là cái màn đấy nó hiển thị rất đẹp. Đấy. Tức là cái nhu cầu của em sẽ là ngoài việc vẽ Đấy ra thì em còn để thưởng thức phim ảnh rồi thế này nọ kia Chứ cái màn đấy Thế em mua cái màn đấy còn nếu em muốn màu cực kỳ chính xác thì đương nhiên là em phải tìm những cái màn có cái độ màu chuẩn nhất chứ nó HDR các thứ thì nó liên quan mẹ đâu. Yeah. Thì đấy là tùy từng nhu cầu nha. Yeah. Chứ không phải là màn nào sẽ hơn màn nào, màn nào sẽ đỉnh hơn màn nào. Đấy. Okay. Mỗi màn nó sẽ thiên về một cái nhu cầu. Anh nói về kinh nghiệm ngày đầu tiên đi phỏng vấn, đi làm. Thực ra thì anh cái việc phỏng vấn này của anh nó khá ngớ ngẩn trong rất nhiều lần đi phỏng vấn của anh thì uh, cái lần đầu tiên mà anh đi phỏng vấn thì thực ra là do một thằng bạn anh nó giới thiệu về việc là đây này tôi đang làm cho công ty này này thì ông có đi làm không thì ông để tôi giới thiệu ông xong là sau khi giới thiệu thì đến thì bảo là em được bạn em mới giới thiệu bạn em tên là thế này nọ kia ấy giới thiệu em uh, vào đây làm thì cái ông giám đốc đấy ông cũng khá là xề xòa thôi chứ ông cũng trả hỏi gì nhiều ông bảo ừ, nếu mà uh, em vẽ kiểu này thì em vào team này rồi thì em nhu cầu của em uh, sau này em định hướng là em sẽ làm gì thì ông hỏi sơ sơ thì mình lúc đấy mình cũng nói đơn giản và nói chung là em thì đại khái là em muốn sau này thì cứ vẽ thôi uh, vẽ nhiều rồi là có thể là làm triển lãm vân vân này nọ kia kiểu kiểu thế tức là ông hỏi để ông biết xem cái định hướng của mình trong cái nghề này nó ra làm sao Xong là cũng có những người khác hỏi theo kiểu dạng như là um, thế mày đi làm như này thì thì cái nhu cầu mà mà thăng tiến ở trong công ty mày có muốn điều đấy không bây giờ hiện tại ở đây nó đang không có lead chẳng hạn thế thì mày có muốn là phấn đấu để trở thành leader này nọ kia không thì mình nói thẳng mẽ luôn mình bảo là không anh ạ em không nhu cầu đấy lắm em chỉ đơn giản là đại khái là là, là là cứ làm việc vậy thôi cứ làm việc vậy thôi chứ còn lít hay không thì kệ mẹ đi em không quan trọng điều đấy lắm đấy là một công ty mà anh phỏng vấn thì đôi khi nó xề xòa như vậy cũng có những công ty mà người ta đưa những cái bộ phận cực kỳ phức tạp đến để 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 phỏng vấn mình thì cái công ty mà khởi điểm như là cái công ty đầu tiên mà phỏng vấn là công ty quê quê thời đấy là nó mới sang Việt Nam nó có nhu cầu tìm uh, nhân viên để làm gia công cho uh, là studio chính của nó ở bên Nhật thì nó sang Việt Nam nó tìm uh, khi nó sang Việt Nam nó tìm thì nó đến cái trường của anh gọi là trường mỹ thuật Việt Nam ấy để nó tìm học viên vì nó biết chắc chắn là trong đấy là bọn nó biết vẽ, ừ, ok thì mình cũng xin vào làm. đầu tiên thì mình không biết gì cả, thì mình uh, uh, đấy là tức là mình đi mình nghe đến một cái công ty mà nước ngoài thì đương nhiên là lương nó phải cao, đấy, mình nghĩ nó là như vậy nhưng thực tế thì nó không phải như thế bởi vì bọn rõ ràng bọn Nhật đấy nó nó sang với nhu cầu là nó muốn tìm bọn thợ gia công, bọn công nhân ấy. đấy nên là nên là nó giá nó rất rẻ thì lúc vào nó nó hỏi tức là qua tất cả các vòng nha qua tất cả các vòng test, các thứ vẽ vời các thứ thì đến một cái vòng cuối người ta gọi là vòng phỏng vấn. Thì cái vòng phỏng vấn thì nó ngồi cùng với khoảng bốn năm người gì đấy. trông khá cứng của bên quê đấy. Toàn mấy ông Nhật rồi mấy ông uh, uh, phiên dịch các thứ ấy thì nó có hỏi đấy, nó hỏi là thế uh, mày có kinh nghiệm đi làm chưa thì mình bảo là chưa uh, em chưa có kinh nghiệm gì cả Em uh, vẫn đang học công trường nên đương nhiên là em chưa có kinh nghiệm đi làm nên nó hỏi là thế ví dụ như được vào làm thì cái mức lương mong muốn của mày là bao nhiêu thì mình bảo là uh, một nghìn đô thế xong bắt đầu là bọn nó cười hô hố là địt mẹ mình cay vãi đái bọn lợn đấy rồi tại vì nó cười cười cái đéo mà cười Tại vì sao? Vì rõ ràng là nó hỏi là mức lương mong muốn đi mẹ tôi mong muốn 1 nghìn đô thì đấy là quyền của tôi còn ông giả 200 đô là quyền của ông hay ông giả 100 đô đấy quyền của ông kệ mẹ ông chứ. Còn tôi tôi đồng ý hay không đấy quyền của tôi nhưng tôi mong muốn là như vậy thì thì cười ạ. À. Thì thì cái đoạn đấy cười là mình đã thấy cay rồi. Sau lúc sau bọn đấy nó rất hay hỏi để nó xem cái tính cách của mình nó như nào ấy. Thì nó hỏi là nó hỏi là cái cái điểm mạnh của ông là gì? Thì ông có thể nói cho tôi biết về điểm mạnh của ông không? Thì Minh bảo là em em thì em nghĩ rằng điểm mạnh của em đấy là em em luôn cố gắng làm ra những cái điều mà người khác không làm được. đi mẹ nó lại cười, thì mẹ cay vãi cả đái luôn là nó cười vào bố cái thằng con lợn này là thế thì mày kinh rồi đấy kiểu thế là thế thì mày kinh rồi mày làm ra thứ mà người khác mà không làm được thì mày kinh là nhất mày rồi mày là nhất đấy kiểu kiểu thế là nó cười ơi là cười nhưng mà địt mẹ bọn này Cày thế nhở thế xong là là nó hỏi là ừ thế đấy điểm mạnh của mày thế là điểm yếu của mày là gì thế anh bảo là điểm yếu của em ấy là ừ, ừ nhiều khi em hơi hoang tưởng nhiều khi em hơi hoang tưởng thịt mẹ nó lại cười thịt mẹ cay nó cười ơi là cười mà nó cứ thế nó cười cho mình bảo thôi thịt mẹ giờ rồi giờ rồi giờ rồi thịt mẹ thế là thế là chắc chắn fail rồi thịt mẹ thế là đấy 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 là đợt đầu tiên anh đi phỏng vấn ấy thì nó bị như thế thì mẹ nói chung là oan nghiệt nó là oan nghiệt thì tức vãi đái luôn bọn đấy nó cứ cợt nhà nếu hiểu sao kiểu mình ngây thơ ấy thì thì mình như thế thế là về sau thì anh có một cái phỏng vấn nữa nó cũng nó cũng khá là oan nghiệt nó cũng khá là oan nghiệt mà anh nhớ hiểu vì sao nó lại thành bị như vậy là cái 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 cái, cái cái phỏng vấn thứ hai đấy là sau 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 rất nhiều năm sau khi anh làm ở một vài công ty rồi thì thì đợt đấy là anh bị thất nghiệp tức là sau khi anh sau khi anh bỏ việc và anh ở nhà anh anh nghỉ hai năm anh không vẽ vời gì cả thì lại vẫn là một thằng bạn anh nữa ngày xưa là ngày xưa nó cũng làm với anh ở vtc thì nó nó giới thiệu cho anh sang cái cái công ty đấy cái công ty đấy về sau nó gọi là dna thì lúc đấy là anh có con rồi Lúc đấy là anh có con rồi Và thực sự thì anh cần công việc Bởi vì trong gia đình anh lúc đấy nó khá căng thẳng uh, Nó khá căng thẳng uh, Kiểu mình không kiếm được tiền ấy. Thế lúc đấy anh cũng cố để đi xin đi làm Thì thằng đấy nó bảo là Ở bên công ty đấy nó đang tuyển người vẽ background Rồi vân vân này nọ kia Thì uh, ok rồi mình cũng vẽ Rồi mình cũng làm bài test Rồi mình cũng qua bài test Thì đến lúc mà vào phỏng vấn Thì, uh, thì mình phải ngồi và côn trực tiếp với một thằng người sinh thằng đấy là thằng giáo nghệ thuật người sinh mà anh thì lại đéo biết nói tiếng anh anh bảo thôi thì mẹ quả này dở rồi quả này mình đéo biết nói tiếng anh mà nó lại bắt côn với thằng người sinh này đéo được thế tự nhiên nó gọi một đứa vào để để nó phiên dịch cho anh thì đã khá là nó hỏi khá nhiều câu hỏi thằng đấy nó bảo là ừ đã khá là tao mày vẽ nó cũng ok thế nó ổn thì uh, bây giờ tao muốn hỏi thêm một số thứ về cái tác phong làm việc của mày cũng như cái việc thế này nó kia mức lương thưởng vân 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 kiểu kiểu thế thì nói chuyện thì nó cũng bình thường và anh thấy là có lẽ là nó cũng khá mất thời gian tại vì địt mẹ nó hỏi nhiều vãi đái luôn thì mình các cụ nói rồi thì mẹ nói nhiều nói dài mà nó dễ thành là nói dài lắm Thế là nó cứ hỏi hoài xong cuối cùng là nó chốt lại nó có một câu là nó bảo là uh, thế mày uh, nếu mà ở hình như kiểu kiểu như vậy tức là khi mà mày ở cái chỗ nhà mày mà đi đến đây mà nó, nó 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 cũng hơi xa một chút như thế thì mày thì mày có đi làm muộn không tức là mày có hay đi làm muộn không hay thế này nó kia thì thì anh có nói là nó bảo là uh, mà Tôi thì bây giờ hiện tại là tôi có gia đình Đấy Hiện tại tôi có gia đình Tôi có vợ con Và con tôi còn khá nhỏ Nên là Tôi nghĩ rằng cũng có Tức là cũng có một cái lúc nào đấy Tôi sẽ phải đi muộn Nhưng mà có lẽ rằng là sẽ không nhiều Bởi vì là Đương nhiên thì vẫn sẽ phải theo Giờ giấc của công ty à, Đấy Nhưng mà sẽ có những trường hợp đặc biệt nào đấy Có thể sẽ phải đi muộn một chút đi, đi, Thế đéo nào mà Cái bạn cái bạn mà bạn đi dịch ấy thì đéo là mà lại thành ôn quay là như kiểu là tao nói chung là pho xua sure luôn là bố mày là luôn luôn đi muộn đấy xin lỗi mày luôn đi nói hẳn như thế cho mày hiểu là tao khi nào đi muộn luôn kiểu đấy nếu hiểu là sao, sao lại đi mà nó lại thành như vậy nó ảo ơi là ảo ơi thế là lại trượt đó thì không biết là có phải do việc đấy không hay là do một số thái độ gì đấy của anh ở trong việc đấy hoặc là cũng thể do anh điêu lương như nào đấy mà cuối cùng thì phải lại trượt. Nói chung là anh là trượt hoài à, trượt hoài à, anh đi phỏng vấn. Anh cũng có phỏng vấn ở một vài nơi nữa, cũng có phỏng vấn ở một vài nơi nữa. VNG, VNG. VNG là là Vina Game ấy. Ngày xưa có cái studio ở, ở ngoài miền Bắc này, thì thì lúc đấy thì anh chỉ đơn giản là anh ở nhà anh vẽ thôi và anh cũng đang thất nghiệp. Thì có khá nhiều những cái người bạn của anh đang làm ở VNG thì đợt đấy thì anh cũng có vào đấy phỏng vấn và mẹ VNG nó có một cái gọi là nó có một cái một cái cách hoạt động mà nó theo một cái kiểu mà như kiểu gọi là nó phụ thuộc vào những người đứng đầu rất nhiều uh, tức là họ có quyền rất rõ ràng về những cái việc đấy um, lúc mà anh đến tôi nói chuyện với ông sếp của bên vng đấy có hai ông sếp một ông giống như kiểu giáo đốc nghệ thuật và một ông giống như kiểu là uh, Xếp lớn hơn đấy kiểu kiểu như thế thì mẹ mình, mình vào mình làm thì mình vào mình vào phỏng vấn thì đấy mình cũng sâu bảo là đây thì em cũng có vẽ một vài cái tranh thì nó cũng được vào uh, sách này sách nọ sách kia đấy thì em cũng đi làm ở đây làm ở kia cũng có chút kinh nghiệm nhưng thực ra thì rõ ràng là anh không hề có cái thái độ theo kiểu dạng như tỏ ra là mẹ một kênh hay là thế này nọ kia tỏ ra tinh vi hay là hay là oai oách gì cả thì anh không hề có thái độ đấy vì rõ ràng là thể hiện thái độ đấy chả được cái con mẹ gì cả ấy nhưng mà nhưng mà người ta thì người ta hay có cái cách đánh giá riêng của họ thì thì cũng anh thấy rằng nói chuyện nó cũng bình thường nó không có gì cả đến khi Đến khi về thì về sau thì mấy bạn nó bảo là đại khái đéo thấy bọn bên đấy nó nó liên hệ lại mình Mình sốt ruột thì mình mới hỏi mấy bạn xem là thế tình hình như nào thì thì mấy bạn bảo là đít mẹ mày đít mẹ em kiểu trông mày kiểu đít mẹ em cất láo mày, mày, mày kênh 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 nga nghênh ngàng mấy ông đéo tuyển mày đâu nói chuyện nói chuyện như mày thì đéo ai tuyển mình mà ờ ừ, thôi ok Thế đi mẹ biết rồi nói chung là cuộc đời mình ấy, để mà nói về việc mà đi phỏng vấn với cả các thứ ấy, là nó là những con số không tròn chỉnh tức là đéo bao giờ mình sẽ đi phỏng vấn nữa luôn đấy mình sẽ làm một cái gì đấy để mà người ta sẽ phải thuê mình mà đéo cần phải phỏng vấn đi mà tức là anh cảm thấy khổ vãi đái luôn ấy vào cái thời đấy của anh ấy là anh đi phỏng vấn đến ví dụ như năm bảy công ty hay gì đấy thì, thì lúc đéo là nó cũng thành như thế à nó nó coi mình trông nó kiểu nát vãi đai không là thằng này trông lớp ca lớp là cất làm ăn thì trông thì vẽ cũng có ra cái đầu buổi gì đâu mà oai, oai 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 này thế nhưng mà mình có thấy nó ở lỗi vãi đái luôn như kiểu như kiểu là mặt mình nó có vấn đề thế đéo nào ấy là nó cứ nó cứ bị vậy à tức là người ta không người ta không có cảm tình ấy người ta không người ta không có cảm tình với mình thì mẹ cay vậy đấy Thế về sau mà là... thôi đeo đi phỏng vấn đi mẹ về sau mà thằng nào mà muốn thuê mình ấy thì mẹ các ông cứ xem tranh tôi đéo nói chuyện nhiều bây giờ các ông xem tranh đi các ông thấy thuê tôi được thì thuê không thuê tôi các ông phạt mẹ thì nó buộc Ê, là đéo nói chuyện nhiều chả có điều điếc cái đeo cả. Đấy. thì tự nhiên lại vào việc nhé mẹ đời nó thế nó với chó tức là nhiều khi mà mình đến oh, cho anh nhá em là này ok em xin giới thiệu qua về bản thân của em em uh, tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật hà nội uh, trường đại học mỹ thuật việt nam em có rất nhiều năm kinh nghiệm mà uh, làm cho công ty a công ty b công ty c em đã nghiên cứu rất sâu về công ty của anh và em muốn phấn đấu uh, ở trong công ty này uh, trở thành một người đóng góp như là làm cho công ty có thể uh, phát triển mạnh hơn trong tương lai vân vân vân. Uh, thôi, đi, mẹ. là nói thế là trượt hoài à? Thì lại phải chuyển sang là, à. để ông xem tranh tôi đi, đi. Ông thích thì ông thuê thôi mà không thì ông nách mẹ đi nó nhanh. Ơ, thế nào nó lại thuê nhá? Đi, mẹ, thế nó phải đầu chứ. đời người ta lại cứ phải thế, cơ. Đi, mẹ nó khó khăn. Ơi là khó khăn bảo thế ông uh, muốn uh, điều lương như là vợ ông thích lương thế đéo nào cũng được để ông nói mẹ luôn đi đấy. thích lương thế đéo được ông đọc luôn thì chứ bây giờ ông đừng thì mẹ mèo vườn chuột với tôi ông hỏi lương của tôi làm đéo ấy bây giờ ông giả được cho tôi bao tiền ông nói luôn đi đấy là đéo hiểu sao nó lại thuê mình đi với cái kiểu mà bố láo đấy của mình thì nó lại thuê có cái kiểu mà mình cứ văn mẫu văn miếc các thứ là nó đuổi mình đi nhanh vãi đái luôn À, bạn kia bạn hỏi về Tim uh, team quốc đây nha thử thử nha để anh, uh, anh, anh cần phải cóp một vài thứ ra để trả lời tại vì không sợ nó sẽ trôi mất đừng 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 áp dụng đi mẹ đời anh nó nát lắm rồi nói chung là đừng đừng nghe anh làm theo anh làm gì cả đi. Nó, nó dở lắm áp dụng làm gì áp dụng làm gì bọn em cứ có cái gì nói cái đấy thôi cứ nói thật thôi mình muốn gì thì mình nói thế mình muốn gì thì mình nói như thế chứ mình cũng không cần phải nhì nhằng làm gì cả mình không phải nói dối mình cũng không cần phải văn vở mà bảo là em uh, vẽ được bao nhiêu rồi là em uh, Em có kinh nghiệm gì đấy thế này ok thì cứ nói đúng như thế em vào đây để làm gì em học cái gì em, em phân tích em phấn đấu cái gì kiểu kiểu thế thì cứ nói rõ ra được dạ về teamwork ấy ạ à, việc hợp tác với họ nhiều khi không thể tìm được ý tưởng tiếng nói chung rồi đâm ra sản phẩm không hiệu quả à, đúng thì <laughs> làm ở trong công ty thì nó sẽ bị như vậy là điều rất bình thường Nghe em điều đấy là điều cực kỳ bình thường và cái điều đấy là cái điều mà em sẽ phải tập làm quen với nó thôi Ví dụ nha, anh nói là trong một cái công ty nó sẽ có rất nhiều thành phần Nó bao gồm có giám đốc này Nó bao gồm có gọi là những người quản lý dự án này Nó bao gồm có giám đốc nghệ thuật này Nó bao gồm có game designer này Rồi nó có bên code này Rồi nó có bên animation này Rồi nó có artist là em chẳng hạn như thế thì cái, cái việc mà mình phải gọi là tranh luận về những ý tưởng hay thậm chí là những cái sản phẩm của bọn em trong lúc mà làm gọi là team work như thế là điều rất bình thường và chắc chắn nó sẽ có những cái tranh cãi hoặc là những cái mà mình không hài lòng nhưng mà bọn em cứ xác định một điều như này này cái việc mà bọn em đi làm ấy là mình đi làm để kiếm tiền mình mình sẽ đưa ra những cái nhận xét của mình cũng như những cái cống hiến của mình cho người ta nhưng nếu người ta từ chối những điều đấy thì hãy đừng coi nó như là một việc gì đấy nó quá căng thẳng mà nó chỉ đơn giản rằng là ừ, họ thấy không phù hợp đấy là việc của họ và mình thì có tư tưởng của mình nhưng mình vẫn phải đảm bảo rằng mình sẽ làm được cái công việc theo ý họ muốn vì em chỉ làm được điều đấy thì người ta mới trả tiền cho em thì hãy cứ coi như đấy là việc mà đi làm công an lương em được giả tiền để làm theo ý họ muốn. Vậy em đưa ý tưởng vào họ không đồng ý hoặc ngược lại hoặc thế này nó kia không thể tìm ra tiếng nói chung. Thì đấy là một phần thôi, đấy đấy là một phần thôi, đừng căng thẳng với nó, hãy thật thoải mái nha, hãy thật thoải mái. Nó hiệu quả hay không ấy thì cái người mà chịu trách nhiệm nhiều nhất đấy, đấy chính là thằng giám đốc. Nó đang bỏ một đống tiền ra cho một lũ mẹ ở dưới làm việc và bọn ở dưới làm nó không hiệu quả thì giám đốc nó phải chịu nó phải mất tiền chứ em có mất còn mẹ đâu em vẫn được giả tiền hàng tháng mà nên là nên là hãy thoải mái ra nha yeah. mình cống hiến được thì mình cống hiến đấy mình cống hiến nhưng họ từ chối thì ok đồng ý cũng rất thoải mái rằng là ok em sẽ làm theo những ý mà mọi người muốn bởi vì đây là công việc của em hãy rõ ràng như thế hãy rõ ràng như thế thì khi mình nghĩ được theo dạng như thế thì đương nhiên là cái việc làm việc của mình nó sẽ không còn mệt mỏi nữa Chứ nếu bọn em nghĩ rằng là thực ra bọn em có tiếng nói rất lớn Bọn nó không nghe mình, đấy là điều mà thực sự không thể chấp nhận được cái thế này nó kia Thì nó lại bị căng thẳng quá rồi, nó bị căng thẳng quá rồi và, và có thể em chưa hiểu được ý của người ta Cũng như ngược lại có thể họ không hiểu được ý của em đấy cái đấy phải từ từ để để tạo ra một team và cái team để nó ăn khớp nó ăn ý với nhau mấy chục người cùng làm việc nó đâu dễ vậy đâu khó lắm như và thậm chí kể cả em làm công ty đấy chưa chắc đã là cái công ty mà thực sự nó hợp lý với em em có khi em còn phải làm đến nhiều năm trời hết công ty này đến công ty kia đến công ty nọ để để tìm ra một cái công ty mà thực sự nó 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 thoải mái nhất về em nó hứng thú nhất về em điều đấy nó khó lắm khó lắm mặc dù nghề uh, nghề này làm được phải cố gắng đều đặn một thời gian dài mà đâu đó vẫn có nhiều bạn đến với nghề vì FOMO à, uh, à. Uh, anh nghĩ bao lâu nữa thì những người đến với nghề này vì fomo sẽ rời bỏ anh nghĩ là nó sẽ không bao giờ có cái chuyện đấy cả bạn nó không bao giờ có chuyện đấy cả người, các cụ người ta có câu là uh, không biết câu đấy có đúng không người ta gọi là uh, để anh Google nha, để anh, để anh Google đúng câu này nha. cũ cũ người mới ta đấy nó có một câu như vậy tức là đôi khi có thể là cũ với người khác nhưng lại là mới với mình và ngược lại nó cũng sẽ như vậy thì nó sẽ luôn luôn có những người mới và nó sẽ luôn luôn có những người mà có những ảo tưởng uh, rất là phức tạp về cái nghề này trong khi họ sẽ quên đi những thứ khác tức là họ có thể có những ảo tưởng về việc là à, nghề này kiếm rất nhiều tiền nghề này nó sẽ thế này nọ kia nó rất nhàn rồi nó vân vân và vân vân Đấy, kiểu kiểu như thế à, Cái từ FOMO này Để 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 tìm theo uh, uh, Nó Nó giống như kiểu như là một cái uh, Dạng như là một cái Một cái ảo tưởng về một cái trào lưu Nào đấy Đấy uh, Kiểu kiểu như thế Tức là thấy rằng là dạo này là cái trend Nó đang là theo Theo cái nghề digital này thì tất cả mọi người sẽ ào 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 đi vào cái nghề đấy à, chỉ là nó theo Trào Lưu thôi chứ thực ra họ cũng không thực sự đam mê cái nghề này kiểu kiểu như vậy. Thì đấy là dạng kiểu FOMO nó là dạng như thế, tức là họ cũng không hiểu lắm về cái nghề này nhưng mà họ cứ theo cái bong bóng theo cái Trào Lưu này để họ lao vào thôi. Kiểu vậy. Thì nó sẽ luôn luôn có người mới như vậy. Nó có thể ít hoặc nhiều thôi nhưng chắc chắn nó luôn luôn là sẽ có người như vậy và vẫn sẽ có những người ảo tưởng và sẽ vẫn có những người mà họ đến từ đam mê điều đến điều rất bình thường cuộc sống nó là như vậy nó luôn hoạt động như thế thế là sẽ chả bao giờ mà người ta tức là họ rời bỏ hẳn tức là họ sẽ không hề không hề quan tâm đến nữa thì, thì không có đâu không có đâu nó luôn luôn như vậy như, như bọn em chơi coi nhé chẳng hạn đấy đi à, thì cái việc mà ví dụ như coi coi có thể là nó chen từ cách đây khoảng uh, nửa năm hay là một năm chẳng hạn như thế đấy đấy là cái lúc mà coi đang, đang lên cao nhất ví dụ thế đi nhưng mà đến tận bây giờ chẳng hạn như khi mà bắt đầu nó ổn định trở lại nó không còn như vậy nữa nhưng mà đối với một ai đó thì thì cái việc coi đấy họ mới tìm hiểu vào ngày hôm qua và họ có những cái tư tưởng mới về cái việc rằng là à, tao nhìn ra được rằng là có thể coi nó sẽ xuống hoặc nó sẽ lên theo thế này nọ kia họ tự tin với điều đấy và họ vẫn chơi thôi đấy điều bình thường như làm gì có chuyện <laughs> mà mà người ta sẽ không vào nữa hay chứng khoán nó rất nhiều năm trời rồi đây cũng có những người họ chết vì chứng khoán có những người họ giàu lên vì chứng khoán vân vân và vân vân nhưng mà để đến bây giờ thì người ta vẫn chơi à Và vẫn có những người mới roi vào để chơi Ngày xưa ông già anh chơi đấy Ông già anh đã đúng là một dòng phô mô chính hiệu đấy Ông già anh không biết con mẹ gì cả Về về chứng khoán Cái việc mà cái lệnh đấy nó lên hay xuống Thì ông già anh đều chỉ nghe theo những cái người anh em họ chơi cùng và Họ nói là ơi Hôm nay là anh em phải vào lệnh này Ngày mai phải vào lệnh kia Và và không hiểu gì hết Và không hiểu gì hết Nhưng vẫn roi vẫn chơi cho đến một ngày thì mất mẹ hết tiền thì thôi không chơi nữa chỉ thế thôi đấy thì thì cứ phải có những cái bài học nên là họ cứ roi thôi người mới bây giờ họ vẫn roi và vẫn có người ăn và cũng có người thua điều đấy rất bình thường nha rất bình thường nghề này vẫn có người sẽ giỏi và cũng có người sẽ giỏi lên và cũng có người thì cũng đi ăn cắp đấy. giống nhau mà Lát em dùng 4 năm xong ổ cứng nó bị uh, bad sector lưu file nhiều quán hỏng luôn ổ ơ ờ, thì thay ổ mới có ờ, gì đâu. <laughs> Nay em đi kháng nghĩa vụ em cũng thấp bé lắm nên cũng khó trúng mà cũng đang lo lắng ngộ nhỡ đi bảo vệ tổ quốc lại phải bỏ giờ 2 năm. Ui có 2 năm. Anh nói thật với em nha. Anh nói thật với em như cái việc mà đi nghĩa vụ ấy mà đi khoảng 2 năm ấy thì thực sự ấy là nếu nếu mà là anh ấy uh, vào vào cái thời của anh nhé vào cái thời của anh thì anh thực ra anh cũng sợ điều đấy tức là anh cũng sợ phải đi nghĩa vụ nhưng mà lúc đấy ấy, thì anh làm thằng lông bông tức là anh làm thằng lông bông theo kiểu dạng anh chỉ chơi điện tử thi đại học thì trượt rồi vân 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 thế này nọ kia và anh không có một cái mục tiêu phân đấu anh cũng không có một cái đam mê gì cả uh, thì anh sợ như thế uh, nhưng mà bây giờ anh nghĩ lại ấy. Thì bản thân tức là cái đấy nó cũng là một cái trải nghiệm ấy mà máy nghĩ là nên là nên thử là nên thử tức là mình cũng không phải là mình cố gắng để mình xin đi uh, mình xin đi nghĩa vụ hay là mình không phải là mình cố gắng để mình trốn nghĩa vụ mà hãy thật thoải mái theo dạng như là ừ, người ta bảo đi khám thì đi khám uh, được đi thì đi mà không được thì thôi tức là như nào cũng được Uh, đi đi nghi, đi nghĩa vụ nó cũng có những cái trải nghiệm hay của nó nha nó cũng có những cái trải nghiệm hay của nó nha và hai năm thì không phải là quá dài đâu thực sự đấy đối với anh thì hai năm không phải là quá dài đôi khi em ở nhà và thoáng phát em hết hai năm mà thậm chí hai năm ở nhà thì em vẽ không ra cái gì luôn tức là thậm chí em còn chưa chưa nhích được một bước nào luôn ấy <laughs> hay là giống như anh thì anh vẽ thì cũng đến khoảng thời gian nay cũng bỏ tận 2 năm anh đâu có vẽ đâu sau đấy rồi mới vẽ lại thì thực ra nghề vẽ nó cũng không cần thiết đến mức là như vậy. cầy điên cuồng lắm này này nọ kia đâu đấy, mình 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 đi đúng thì nó vẫn được à nên là đi nghĩa vụ hay không thì uh, nếu phải đi thì đi còn nếu không thì thôi nó cũng nó, nó không có gì cả nó là một cái trải nghiệm thôi nó là một trải nghiệm thôi và anh thấy thì thực ra nghĩa vụ bây giờ ấy thì mẹ bọn anh đéo hiểu là anh xe trên mạng mấy thứ đấy nó có đúng không nhưng mà anh còn thấy cả mấy ông mà bóng vãi đái mà đánh nền trước mà đánh giặc sau rồi các thứ mà nó quay tiktok ấy thì anh thấy là có lẽ nghĩa vụ bây giờ nó khá thoải mái thì phải kiểu nó <laughs> nó cũng không căng quá ấy. nó không căng quá nên là, nên là anh thấy nó bình thường à nó bình thường à chú vượng có nhận xét tt không nhận xét tt là nhận xét cái gì chắc là nhận xét tranh ở có nếu thích thì cứ gửi lên nha cứ gửi vào nick chat của anh ấy người yêu em cũng đang làm cho một công ty hà, à, Hàn mảng website mà lương bèo kinh khủng, bọn nó thuê mình vì mình rẻ mà nó khinh mình còn hơn cả bọn Trung Quốc nhiều, Điệt mẹ nếu nó khinh là không được rồi, tại vì sao? vì 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 đừng làm cho những nơi mà nó khinh mình, khinh mình thì làm làm đéo. anh thật. Nếu mà lương rẻ như thế thì chạy mẹ ở đáp thì đéo ai khinh mình cả. Yeah, mình thích thì mình chạy mình không thích thì nách thế thôi cho đơn giản nên làm cho mấy cái thằng đầu buổi mà cứ tỏ ra là này nọ kia nách mẹ mình không phải là mình giỏi hay là mình yếu hay này nọ kia mà đây khá là đều là con người thôi hãy tôn trọng nhau một chút kể cả trong việc làm ăn mình làm thì mình mới kiếm được tiền nó cần mình thì nó mới thuê mình nhưng vì sao nó lại tỏ ra trên cơ vậy để làm gì Anh nói những sai lầm mà học viên hay gặp phải đi ạ, à. anh có thể chia sẻ một chút về quá trình tự học của anh được không? Những sai lầm mà học viên hay gặp phải, cái sai lầm lớn nhất mà học viên nó hay gặp phải, ấy. đấy là nó không làm bài tập. Đấy. Vì nếu mà nếu mà làm bài tập ấy, thì mới có cái để mà nhận xét, để mới có cái để mà hướng dẫn, để mà hỗ trợ cho người ta tiến bộ thì thường thì học viên là nó sai nhất đấy là nó không làm bài tập nó không dành thời gian ra để nó làm bài tập nhưng khi nó học xong hết khóa có thể là sau khoảng nửa năm hay một năm thì nó sẽ chat lại với một câu rằng là em khá tiếc vì hồi đấy em đã không làm bài tập đàng hoàng để anh nhận xét thì bây giờ anh có thể nhận xét tranh cho em được không thì thường anh sẽ nói rằng là không anh không thể nhận xét cho em được bởi vì anh lấy tiền của em và anh nhận xét cho em ở trong cái khóa học em học xong rồi thì anh không nhận xét cho em nữa, đấy, thì bọn nó sẽ thấy rằng là nó rất đáng tiếc là tại sao trong lúc học nó không làm bài để được nhận xét. Đấy là sai lầm nhiều nhất đến từ những đứa học viên mà anh đã từng dạy nó hay bị như vậy. Quá trình tự học của anh nó không có gì cả. Đầu tiên là đến từ việc là thích, thích uh, một họa sĩ ở trên mạng tên là Ruanzia anh thích người đấy và anh nghĩ rằng là anh có mơ ước rằng là một ngày nào đấy anh vẽ được ra những bức tranh giống như họ đấy là cái khởi điểm sau đấy thì tập vẽ thôi và khi mà tập vẽ thì thì gọi là ích ngồi đấy giếng tức là sao tức là mình vẽ rất xấu nhưng mình cứ nghĩ rằng nó rất đẹp và mình sẽ có thể đạt được cái trình độ của thằng đấy rất nhanh và anh cứ mải cố gắng để quan sát nó để đuổi theo nó trong rất nhiều năm trời thì cho đến một ngày nhận ra rằng là đéo thể đuổi được, tức là đại khái rằng là có đuổi cũng không đuổi được đâu thôi. À, khi mà mình đuổi theo người ta, mình lấy người ta như là một người thần tượng để mà mình bám theo họ, để mà mình theo dõi cái cách họ đi, để mà mình học hỏi họ, thì đến một ngày mình cũng có được một cái thành quả nào đấy. Ở đây nó không phải là so sánh, nhưng mà đây rõ ràng là thần tượng rồi đấy, mình không thể so, so sánh được vì vì mình vì mình là số 0 và họ là số 10 ngay từ ngày xưa rồi thì đây không phải so sánh mà đây là như dạng thần tượng và nó như một cái động lực để mình bám theo họ rồi đến đến một ngày thì mình thấy rằng là cái việc bám theo họ gần như mình không thể bám được theo họ nữa bởi vì họ đang ở rất xa và mình cũng có một cái nội lực hay mình có một cái nội tại nào đấy nhất định vào khoảng thời gian đấy rồi thì bắt đầu mình sẽ tự tách mình ra thành một cái con đường riêng tức là mình có nhu cầu vẽ những cái thứ của cái thế giới của mình hơn mình có nhu cầu để mình vẽ những cái câu chuyện riêng của chính mình và khi những cái câu chuyện riêng đấy khi cái thế giới riêng đấy nó nó được phản hồi một cách tích cực đến từ những cái cộng đồng thì nó lại là một cái động lực nữa để mình tiếp tục tiến bộ thì mình cứ thế mình vẽ và tìm ra những cái động lực nhỏ dạng như vậy thôi à, rồi sau đấy thì mình nhìn nhận bản thân À, mình nhìn nhận bản thân để để mình biết rằng mình đang yếu cái gì, mình đang cần phải bổ sung cái gì thì uh, thì khi mà mình uh, nhìn nhận bản thân như vậy. Đấy, uh, mình cố gắng để mình bù đắp những cái thiếu sót ở trong bản thân của mình như vậy thì ngày ngày mình càng hoàn thiện hơn, chỉ thế thôi. Đấy và, và và mình làm như thế trong một khoảng thời gian dài thì khi mình quay lại mình sẽ thấy mình rất tiến bộ, chỉ thế thôi và cũng chỉ so sánh với chính bản thân mình thôi, còn mình cũng không nhu cầu so sánh với người khác nữa. Vì những cái giai đoạn so sánh với những người khác nữa thì nó nằm ở giai đoạn đầu game, tức là những giai đoạn mà mình thực sự chưa biết gì mình mới hay đi so sánh. Đấy còn những giai đoạn ở ở về sau này thì mình sẽ không so sánh. Đương nhiên thì cũng có lần anh nói về cái sự đặc biệt của là năng khiếu ấy. À, nhưng mà về sau này thì nó không phải là so sánh mà nó giống như một dạng chấp nhận nhiều hơn tức là khi 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 về sau ấy mình sẽ nhìn nhận những cái uh, con người khác những những artist khác và họ nhìn uh, mình nhìn ra cái sự đặc biệt của họ và mình chấp nhận điều đấy chứ nó không giống như thời trẻ rằng là mình sẽ uh, là mình sẽ kiểu như mình gọi là ếch mà tức là mình sẽ giống kiểu mình sẽ tìm bằng mọi cách để mình vượt người ta chẳng hạn này, này này đó thì thực ra là đéo thể mỗi người nó có một cái màu riêng mỗi người nó có một cái đặc biệt riêng mình không thể mình không thể tìm cách để vượt họ được đấy kiểu kiểu như thế nên là nên là về sau nó sẽ thành như vậy respect nhiều hơn học cách tôn trọng người khác nhiều hơn đấy học cách gọi là xác định được những cái điểm mạnh điểm yếu của những người khác cũng như của chính mình để gì để để đơn giản là mình chỉ là có nhu cầu duy nhất đấy là mình biếu up bản thân mình thôi thì anh vẫn dùng cái tư duy đấy là, là cho đến bây giờ là cho đến bây giờ để 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 luyện tập để tự học thì anh vẫn dùng đúng cái tư duy thôi chứ nó cũng chẳng có gì khác cả và cho đến hiện tại thì anh tạm dừng cái tư duy lại bởi vì anh bị vướng vào điện tử anh bị vướng vào việc chơi điện tử nên anh cũng không quan tâm lắm đến việc tư duy cái gì cả mà bây giờ anh chỉ đau đầu về việc là tại sao thằng đấy nó mẹ mẹ nó đỡ hết cả đòn của mình mà mình đánh mà trượt ơi là trượt nha em nhá. Bên đầu anh nó chỉ có mỗi mấy thứ đấy thôi. Sao mấy ông tuyển dụng nào cũng đánh giá thấp anh vậy? Cái này thì anh cũng không biết được nha, à, có thể vì hồi, hồi đấy vẽ rất xấu, cái đấy nó đành phải chấp nhận nha, cái đấy nó đành phải chấp nhận. Tại vì mình vẽ xấu thì mình phải chấp nhận, và người ta đánh giá thấp rằng là họ thấy rằng thực ra cái trình của mình nó không đủ cao, nhưng mà mình lại cứ mình lại tỏ ra này nọ hay là gì đấy kiểu kiểu, thì họ thấy ngứa mắt thôi, à, phải chịu thôi, phải chịu thôi, à, phải chịu thôi. em thấy có nhiều artist khoe bán tranh nft được khá nhiều sáu ether anh thấy mảng này như nào anh thấy mảng đấy ok nha anh thấy mảng đấy ok thích thì chơi mà không thích thì thôi nha nó không quan trọng anh là một người chơi rồi nha anh là một người chơi rồi và anh bán nft rồi và anh được tiền rồi chứ không phải là không được nha nhưng mà bây giờ vẫn có những người họ vẫn được tiền như thường và được hay không thì nó có rất nhiều vấn đề nó có thể do may mắn nó có thể do khả năng về tranh của em về tư duy của em tạo ra những sản phẩm nó đặc biệt nó cũng có thể do cái khả năng gọi là, gọi là marketing của em nó có rất nhiều những thứ như vậy và cái việc mà em tổng hợp tất cả những cái skin đấy lại thì em chơi cái đấy nó dễ thành công hơn em bắt chen tốt hơn tư duy về nội dung tranh của em nó tốt hơn em tạo ra những cái sản phẩm mà em có thể quảng cáo được nó đến với những người mua vân vân và vân vân thì mới được nếu em thiếu một trong những thành phần đấy cái việc bán để em tên nó sẽ rất khó khăn à, và đấy thì nó có phải lừa đảo không thì anh nghĩ rằng nó không phải là lừa đảo nó có thể đang bị thổi phồng lên cách quá đáng trong một vài khoảng thời gian ban đầu của nó đến đến hiện tại thì nó cũng không nó cũng không còn phồng quá nữa rồi à, nhưng mà đại khái thì rồi về sau người ta vẫn sẽ dùng đến cái thứ này thôi nhưng mà bây giờ hiện tại thì nó vẫn đang có những cái luồng trái chiều về việc nó không chấp nhận hay là này nọ kia nó khác gì một cái ảnh bình thường tại sao lại phải mua nó vân vân và vân vân nhưng mà anh thấy như này này nếu em thích thì em cứ chơi và em cứ thử Nhưng đấy là một bộ môn mà nó cũng không phải là chơi miễn phí nhé Mà em sẽ mất tiền để thì em mới chơi được nha Nên là uh, nếu thích thì có thể thử nha. Nếu thích thì có thể thử 5, 7 triệu, 10 triệu để chơi Tại vì nó mất phí mà Sau đấy nếu mình không mình cảm thấy không thành công thì thôi Mình nách nó cũng chả sao cả Nhưng mà anh thì nói rõ rằng là anh bán được tiền nhé anh bán được tiền đàng hoàng nhé chứ không phải là không bán được em thấy ngày 14 à, 14 giờ ngày 21 tháng 10 là lịch đăng ký khoa học mới tức là đến giờ đấy mới được đăng ký ở anh đúng rồi nhá tiên trần nha à, đúng rồi nha đến đúng giờ đấy thì em inbox cho anh nha chứ anh chưa nhận sớm đâu nghề nào cũng vậy luôn làm theo làm theo ý khách theo ý sếp là được thì đúng thì đúng người ta giả tiền cho mình mà Ngành này tầm bao nhiêu tuổi nghỉ hưu là hợp lý Cái ngành này thì cái Tức là cái tuổi làm việc của em ấy Nó sẽ khá dài Nó sẽ khá dài Tức là em còn ngồi được Em còn vẽ được Thì Thì em vẫn còn kiếm ăn được Và em có thể không nghỉ hưu Tức là em vẽ đến chết mà em luận được Nha yeah. Em vẽ đến chết luôn được và và mỗi cái thời kỳ ấy, thì nó sẽ có những cái thứ khác nhau. Nó sẽ có những cái thứ khác nhau. Tức là ví dụ chẳng hạn như là khi mà em ở giai đoạn còn trẻ thì cái việc mà em phô diễn về kỹ năng, em thể hiện về kiến thức là thứ mà mà người trẻ người ta quan tâm nhất nhưng mà đến khi đến một cái khi nào đấy nó đến cái tầm trung của cái độ nghề ấy, của 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 cái tuổi nghề ấy, thì đấy nó lại là cái giai đoạn mà mà em cố gắng để thể hiện ra những cái sản phẩm nó mang tính hoàn thiện nhất nó mang ra cái tính mà theo dạng như là, uh, gọi là làm sao mà ổn định nhất uh, tức cái thời kỳ đấy giống như kiểu thời kỳ đỉnh cao vậy Xong là sau cái thời kỳ đấy khi mà mình quá độ về những cái những cái sản phẩm mà mang cái tính ổn định ấy và nó theo một cái phong cách nào đấy nó cố định theo nhiều năm ấy thì nó sẽ đến một cái thời kỳ khác nữa, người ta gọi thời kỳ đấy là cái thời kỳ mà nó giống như gọi là lối mòn hay là gọi là quen tay hay là gọi rằng là mình bị mất dần đi cái sự sáng tạo. Thì cái đáng sợ nhất của cái nghề này là bắt đầu vào cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà nó sẽ trở thành lối mòn đấy là cái giai đoạn mà người ta bắt đầu cảm thấy chán với những cái xu hướng đấy rồi người ta bắt đầu chán với những cái phong cách đấy rồi người ta bắt đầu muốn nhìn thấy những thứ nó khác hơn bởi vì là là kiểu mình vẽ cái đấy trong nhiều năm trời mình vẽ cái đấy trong mười mấy hai mươi năm ấy kiểu kiểu như vậy thì thì ở ở cái tuổi mà gọi là cái tuổi mà em muốn nghỉ hưu ấy nhưng mà nếu mà lúc đấy em vẫn đang còn làm việc theo dạng là em tìm đến với cái mới em vẫn luôn thử nghiệm mình dù kể cả em đang ở cái tuổi già đấy em vẫn thử nghiệm mình em vẫn tìm ra cái mới em vẫn tìm ra những thứ để mà nó tạo ra sự thú vị mới mẻ trong từng cái bức tranh của em đấy. thì thì đại khái là em vẫn sẽ có cái chỗ đứng rồi nha và em vẫn sẽ có một sự đặc biệt nào đấy của riêng em rồi thế là nên là anh, anh luôn có tư duy về việc rằng là anh sẽ vẽ cho đến khi nào anh không thể vẽ được nữa thì thôi và anh làm việc luôn luôn từ từ trước cho đến giờ anh luôn luôn có cái tư duy rằng là anh sẽ sợ phải đi vào một cái lối mòn vì vậy anh luôn luôn tìm ra cái thứ mới để anh cố gắng uh, gọi là trải nghiệm nó để cố gắng mà như kiểu mình mình mình, mình làm mới cái bản thân mình uh, là điều đấy nó sẽ không bao giờ làm cho mình cảm thấy chán cả nên là nên là sẽ không có tuổi nghỉ hưu đối với anh là vì như vậy theo anh thì ngành này khả năng giao tiếp có quan trọng không có chứ thực ra ngành nào cũng cần khả năng giao tiếp cả nó không cần phải là quá quan trọng đến mức là như kiểu em phải siêu hoạt bát thế thế này nọ kia okay, thì nó không cần thiết nhưng mà anh cảm thấy rằng cái việc mà giao tiếp tối thiểu ấy thì em cần phải có ví dụ như là chào hỏi đàng hoàng hỏi vài câu văn minh lịch sự nói vài câu chuyện phiếm mà, cười đùa vui vẻ này nọ kia vân 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 thì nên như thế ít yeah. nhất mình là một người anh rất ghét những thằng mà nó cứ ủ lì ậm ừ hỏi mà đeo trả lời xong là xong là cứ lấy một cái lý do ra rằng là thực ra là vì em ngại vì em ngượng vì em sợ vì em thế này nọ kia và nhưng mà ngược lại ấy, là người khác ấy, là cái người mà hỏi cái câu hỏi đấy hay là người đang tương tác với em ấy thì họ sẽ thấy rằng là em nó không phải là ngại hay là nó ngượng mà nó giống như là em là một thằng láo toét nhiều hơn em là một thằng khinh người hoặc là gì đấy tại vì bây giờ người lớn hỏi em thì em lại cứ cầm như hến thế này nọ kia nên nên này thì nó cũng không cần khả năng giao tiếp nhiều nhưng ít nhất thì nó phải là một thằng bình thường tức là hỏi thì phải trả lời được đấy gặp người lớn thì phải chào rồi vân vân đấy nó chỉ cần đến thế thôi nha nó chỉ cần đến thế thôi thì đa số nhiều ông cứ biện minh cho việc là tôi làm nghề này tôi làm freelance tôi có giao tiếp với đéo ai đâu tôi cần đéo phải nói nói chuyện với ông chào em nhé hôm nay Ừ, vẽ trông được quá nhỉ xong địt mẹ cứ cầm như hến Bảo thế sau này thì em có định là sẽ vẽ cái dòng tranh a dòng tranh b dòng tranh c không kiểu kiểu như thế lại cũng đéo nói gì thì mẹ thề gặp mấy cái đấy, ngoài đường muốn đấm vãi đái luôn đấy nên là anh nói rõ cho em nghe là việc là cái khả năng giao tiếp cơ bản ấy thì tốt nhất là ai nên có điều đấy chứ không phải là nghề nào cả nó 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 nên cụ thể anh thấy mấy thế hệ trẻ bây giờ ấy, mấy cụ cháu mà nó tủ lắm không hiểu sao mà không ai nói gì sao ngày xưa ấy mà anh mà như thế thì mẹ ông già anh đấm vỡ mồm luôn và anh toàn bị như vậy à tức ví dụ nha là anh ở trong mâm cơm nhá ví dụ bình thường là ngày xưa người ta sẽ nói là bảo là mày mày khi mày vào mâm cơm mày ăn ấy thì mày phải mời những người lớn hơn mày, mày có thể mời là con mời cả nhà ăn cơm hoặc mày có thể mời là uh, uh, mời ông mời bà mời thế này nọ kia. Ít nào mà anh có lần mà thế đéo nào mà mà kiểu đói như nào đấy, mà mình mà mình ăn nó bị gấp nên là ăn nguyên một cái bát cơm vào mặt luôn mà, đấy kiểu thế là bị đánh vãi cả đái luôn đấy đấy nói chung là những cái thứ dạy theo kiểu như thế thì nó hơi thô thiển hay là nó hơi căng thẳng đối với con nít nhưng mà chính vì những điều đấy mà thề anh ra anh gặp mấy anh cu cháu mà bây giờ nó tầm khoảng chín mươi chín hai anh toàn chào bằng anh à xong là bọn nó hỏi cái gì là anh dạ vãi đái luôn à là vâng em ừ, em thế này em thế kia tức trừ khi mình biết chắc chắn tuổi nó nhá là nó kém hơn mình thì mình mới thế này nó kia nhiều thằng nhiều thằng danh con bây giờ à, à, ông à, à ông ông à, dạy vẽ à hay như nào à, à, tôi à, có cô em mà muốn học ông à, cô em còn, còn trẻ nhưng mà đại khái là đấy ừ, thì muốn học ông thì này kia xong mình bảo là ừ, vâng thế bạn cho mình hỏi là bạn bao tuổi đi mà à, tôi tầm này tôi cũng hơi già tôi chín hai mà địt con mẹ danh con này bố mẹ đấm vỡ con mẹ mồm bây giờ đấy lại ôi rồi bây giờ mấy cô cháu nhá là kinh rồi Thế là nói chuyện ấy giao tiếp bình thường người ta không cần phải là trên cơ hay dưới cơ mà người ta chỉ có một cái từ duy nhất là văn minh lịch sự nha à, làm ơn văn minh lịch sự rất bình thường thôi à giọng ơi là giọng người thì, là, cày vãi đái nhưng <laughs> chắc chắn là cần khả năng giao tiếp nha à, ừ, Căng vãi này Tôi cũng già Tôi già rồi tầm này Tôi xin cho em mà Mấy anh em Mấy anh em ở khu mà mấy anh em chơi cả nhau thì đấy kiểu <laughs> mấy anh em <laughs> mấy anh em kiểu xã hội ấy, ấy kiểu gì <laughs> cực <Cứng> lại lịt cực <laughs> lịt. ông bao tuổi tôi già 92 hai mẹ lãi lìn kinh rồi mẹ kinh ơi là kinh フフフ。<laughs> <laughs> Đi nghĩa vụ vui lắm, hồi bị gọi đi cũng sợ mà lúc sắp ra quân thì không muốn về rồi chết rồi. Ông này vào đó, ông ấy chơi cái bộ môn đi trong này rồi. Mẹ chết rồi. À. ông này ông chơi bộ môn gì mà ông lại không muốn về là như nào đây? Ông nhớ ai trong này hay là ông yêu đương như nào đây mà lại Bây giờ bao giờ anh lên 3090 cho em đặt gạch con 3070 nhé thì thực ra thì anh sẽ cho em xem một cái uh, gọi là một cái nội dung về việc <laughs> anh kiếm bao tiền từ việc uh, từ việc bán tút nhé thì, thì thì khả năng là em sẽ biết được khi nào thì anh sẽ lên 390 rồi khó lắm em ạ à bán tút mà có bán được đâu đây, nhìn đi. đây là đây là tháng này đây là tháng này tức là thực ra là chỉ chỉ ở trong tuần này nha, thì xét uh, ra anh bán được đâu sau đấy khoảng đến mẹ bốn mươi đô tiền của cái tút mới đấy thôi ấy ăn từ nấu hốp mẹ rồi nấu no hốp rồi ôi rồi nấu rồi mua vào mắt nha, nha mua vào mắt rồi khó khó cuộc sống giờ nó khó khăn lắm nó kiếm được tiền đâu bán tút bán tiếc à có ai mua đâu Mr. Vượng có đọc truyện tranh không? Anh có đọc truyện nào của tác giả Việt không? Thì anh Ô, anh không đọc chuyện nào của tác giả việt cả à, thực ra là bản thân bởi vì anh cũng ít đọc truyện tranh những cái chuyện mà anh đọc thì nó <laughs> lòng vòng là doraemon này là à, 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 one piece này rồi là à, hi hi no Go này đấy à, lòng vòng nó mấy chuyện đấy và những chuyện rất cũ ấy, như tép pi siêu quậy tép pi là cái chuyện thì đến ngày xưa thì anh đọc thôi còn bây giờ thì... bây giờ anh chả đọc cái gì đọc mỗi con piece thôi nên là chắc chắn là không đọc chuyện việt rồi chắc đâu không... vì anh không phải là người đọc nhiều truyện tranh vào thời hiện tại lên sola Chứ anh thì lên sola lâu rồi nhưng mà nói chung là nó cảm thấy là chơi game nó khó khăn nha chơi game nó quá khó khăn 25 tuổi đang làm designer bên marketing muốn chuyển sang minh họa có bị muộn không Đấy nghĩ là không muộn tức là nó không muộn bởi vì có lẽ rằng em đang làm cái lĩnh vực đấy thì em cứ làm và em thích học minh họa thì em cứ học đấy. thì em học cho đến khi nào em kiếm tiền được bằng minh họa thì em có thể bỏ nghề nghề kia thế thôi thế có phải là vẫn là nghề đấy mà vẫn là nuôi được em học minh họa không có phải hợp lý không thế nó trả muộn sớm được thoải mái mà vẫn làm và vẫn học Thế có phải là đơn giản hơn không chứ cũng đâu cần là phải là sang minh họa thì tự nhiên lại phải bỏ designer bên marketing như gì đấy mình đâu cần phải thế đâu mình vẫn designer bình thường mình vẫn làm bên đấy bình thường và sau đấy mình vẫn học minh họa bình thường cho đến khi nào mà mình cảm thấy rằng là mình có thể làm được sống được bằng với cái nghề minh họa này thì mình không làm designer nữa anh có nhận kèo Naraka không anh đã nói rồi anh chỉ chơi một mình anh chỉ chơi một mình và anh vẽ cũng một mình nên là anh sẽ không có bất kỳ một cái sự giao lưu nào nếu mà không ai bọn em mà gặp anh ở trên uh, Nanaka Naraka thì chào nhau cái thôi nhưng mà anh thì anh sẽ chỉ chơi một mình thôi nha Thế anh không thích party lắm ít mẹ là party vào xong là xong là hôm sau các ông lại bảo mẹ ông này ông chơi ngu quá ông, ông chơi như này mà ông với naraka hoài thì mẹ ông bưu máy bưu miếc mà ông đánh như này thôi ngượng lắm nha nên thôi anh anh, anh không bật tí với ai đâu thì mẹ trốn mẹ đi chơi mình cho đỡ ngượng. Cho em hỏi là có phải mảng mạnh nhất của anh là mảng chân dung không anh? Thì ra thì không phải đâu. Yeah. No. Uh, thì thì cũng không phải đâu và anh thì anh cũng không biết được là cái 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 mảng nào là mảng mạnh nhất của anh đâu. Tại vì là anh như anh đã nói rồi anh có nhu cầu vẽ tất cả mọi thứ, anh có nhu cầu vẽ tất cả mọi thứ. Còn có lẽ những cái nhìn nhận về việc là mảng chân dung hay mảng gì đấy, mảng nào mạnh nhất của anh thì thì cái đấy bọn em nên nhìn nhận chứ. Thì bọn em thấy anh vẽ cái gì đẹp nhất thì bọn em biết mà nhưng còn anh thì anh cũng không nhu cầu đấy lắm Tức là anh không hay tự phân định điều đấy Anh chỉ tìm cái yếu của anh là chính thôi Còn những cái mà theo dạng như là Uh, nếu mà mình vẽ quen với cái này quá rồi đương nhiên mình có thể vẽ được thú vị hơn so với những cái thứ khác nhưng mà anh thì anh luôn luôn tìm cái mới mà anh đã nói rồi anh luôn luôn có nhu cầu tìm cái mới đấy vì vậy anh cũng không quan tâm lắm đến cái việc điểm mạnh đấy làm gì cả từ trước tới giờ dự án nào khiến anh thấy hứng thú nhất à, dự án thấy hứng thú nhất thì à, à, cứ cho là dự án làm video đi cứ cho là dự án làm với Riot game đi, dự án làm minh họa cho Riot game hay là dự án làm concept cho Riot game thì đấy là những dự án cứ cho là hứng thú nhất đi bởi vì là mình học được nhiều thứ ở trong đấy thì có lẽ mình sẽ hứng thú với điều đấy. Yeah. Còn thực ra thì đối với anh bây giờ hiện tại thì cái gì là hứng thú nhất thì đối với anh bây giờ hiện tại là những cái công việc nào mà nó ít cam kết nhất, nó ít cam kết nhất nó không tốn quá nhiều thời gian nó ít cam kết và mình được làm việc một cách thoải mái nhất thì đấy là những dự án nó sẽ tạo ra hứng thú nhiều hơn đấy. anh design set Dota bán trên workshop thực ra thì anh cũng có muốn làm điều này từ rất lâu từ khi anh còn chơi Dota 2 nhưng mà lúc đấy thì trình vẽ của anh nó lại không đủ còn cho đến hiện tại thì anh nghĩ rằng anh có thể design được Thì design được không thì cũng không đủ Tại vì em sẽ cần đến những người làm 3D nữa Để để chơi cùng và điều đấy thì đối với anh rằng là rất khó Bây giờ kiếm người kết hợp nó là rất khó Nó sẽ là rất khó khăn nha Nó sẽ là rất khó khăn để. Hello thắng Victor lô tụt <laughs> biết game gọi là Titanfall Titanfall là game mình chưa biết luôn này mình chưa chơi dòng này bao giờ mấy á? đây để xem gọi là game play nào V game kiểu này chắc là không khoái lắm đâu đó. không phải nó không phải dòng của anh cái game bắn súng mà anh chơi anh chơi có mỗi hai game mà anh chơi hát live thứ hai là anh chơi pop gì về say cũng không thích cái dòng này nhiều lắm thế nên là nên là có lẽ là đây không phải là một dòng mà anh thích đâu Anh vừa có xem ti hôm qua không? Ừ, có, anh có xem ti hôm qua Thực ra anh cũng không biết vì sao Mà à, Mà nó không ban con gọi là mang nớt Anh cũng không biết vì sao mà nó làm điều đấy Tại vì rõ ràng là có cái game 3 và game 4 ấy Khi mà à, khi mà nó khắc chế rồi con gọi là mang nớt đấy ở cái game 3 là nó khắc chế bằng con rubik thì phải ở cái game 4 thì nó pick mẹ luôn còn mang nớt là thì thì bọn mình kia bọn spirit đấy rõ ràng là nó rất khó đánh, nó rất khó đánh tại vì nếu mà nếu mà để ý ấy, thì thì sẽ thấy rằng là bọn uh, bọn spirit đấy nó gần như nó mở con bát bằng con là mang nước đấy luôn ấy nó gần như là là nó mở con bát bằng con đấy nên nếu, nếu nó không mở con đấy nó không biết mở con nào luôn thì mẹ trông nó lòng vào vòng mà trận cuối thì vì sao lại lại không ban con đấy có lẽ là vì pick được mấy con tủ rồi pick được tiny với cả lý cẩn các thứ kiểu kiểu tủ tủ rồi nên là nên là như vậy nên là ý là cho mày chơi Magnus tại vì thực sự Magnus đối với bọn tao bọn tao khắc chế rồi nó đơn giản nhưng mà nhưng mà nó đéo phải thế mới đau thì bọn kia nó lại cháy ơi là cháy làm thế nào để cải thiện cách giao tiếp với người lạ em giao tiếp kém lắm thực ra em không cần phải giao tiếp với người lạ đâu <laughs> chỉ là những người mà đại khái là uh, uh, bình thường thôi, tức là họ có thể là, là 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 đang có một nhu cầu công việc gì đấy với em nhưng nó không hẳn là người lạ. thì uh, theo như thấy thì thì cái việc mà mà giao tiếp nó bị khó khăn ấy, nó khó khăn cái chính ấy là bởi vì cái tư duy của mình, tức là cái tư duy của mình nó bị nghĩ quá nhiều, nó tự gây cản trở ra vậy uh, em uh, về em hãy cứ thử một lần mà em nói thật rõ và đàng hoàng ra và em có thể nói cũng được ví uh, uh, dụ như có thằng uh, nào đấy nó, nó 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 giao cho em một cái kiện hàng vậy? và đáng lẽ thì em sẽ bảo là uh, em cảm ơn anh nhé uh, đây là tiền ship này nó okay. đáng lẽ em sẽ nói những câu như vậy nhưng mà em ù lì em không nói thì thì một lần nào đấy thử thử nói thật rõ xem sao này anh ơi à, em gửi tiền ship thế thôi con <laughs> mẹ đâu nó rất bình thường à, tức là đôi khi nó khó khăn đến mức đấy chỉ nói một chữ này thôi nhưng mà sau đấy hãy cứ nói rõ là hết này anh ơi em gửi tiền ship nha cảm ơn anh thế không phải căng ngày xưa anh cũng bị khó giao tiếp kiểu kiểu như vậy, à, cái cách để mà anh cải thiện được là giao tiếp là anh liên tục ăn ăn tác ăn uh, gậy và ăn ghế của ông già anh thì uh, rồi anh cũng phải mở mồm ra nói thôi. đấy thì thì đấy là cách của anh nha, là đấy là cách của anh. đương nhiên là em sẽ không thích học theo cách đấy đâu. tại vì uh, nếu anh như <laughs> anh là người lớn ở trong nhà em mà em mà em uh, Kiểu em cứ ấp a vúng không nói là anh sẽ cho em ăn ngay một cái tát. Đương nhiên là nó sẽ là như thế. Mà, nhưng mà nhớ mình cũng không cần phải cách đấy. Anh yeah. thể rất bình thường thôi. Hãy nói to và rõ ràng. Và em có quyền nói sai. Nhiều người người ta nói sai bỏ mẹ thì sao đâu. Nói sai thì, thì chữa lại cho thành đúng. Như, như có gì đâu. Nhưng cứ phải nói. Cứ phải mở mồm ra. Nói một cách rõ ràng. Nói một cách đàng hoàng cứ bình tĩnh mà nói đấy. là được nó vài lần là quen à giống như là anh anh có ông bạn ấy tức là anh có ông bạn thằng đấy nó cũng bị giống như em vậy tức là nó sẽ ngại giao tiếp mà đến mức mà khi nó vào một cái quán ăn nhé đương nhiên là nó bỏ tiền ra ăn đúng không nó bỏ tiền ra để nó ngồi nó ăn cái bữa ăn đấy nhưng mà đi mình bảo nó là thế mày đâu mày thử gọi mày order cho tao thêm một đĩa thịt thế nào là nó đéo dám nói luôn xong đến lúc mà có em gọi là nhân viên đi ra xong tao bảo đấy mày nói đi mà, ơi em em ơi uh, cho anh đĩa thịt nhá xong sau là con kia bảo dạ 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 cái gì à, dạ đéo hiểu lý nha ly nhí xong là, là anh mới bảo là mày nói rõ lên xong là mày nói chậm lại mày mày chỉ hẳn vào cái tờ menu này này em ơi cho anh cái đĩa thịt này này thế mày nói mẹ đi thế là tức là sau khi mà mình bắt nó nói vài lần ấy thì về sau là nó order nhoay nhoáy mẹ luôn thậm chí nó còn trêu cả nhân viên nữa, ê à, con ơi à thế thì là xinh quá đi cho order có được không hả đấy vì trẻ nó còn chê ôi là chê ôi kiểu thế <laughs> <Làm> công luôn. <laughs> anh kể lần bắt đầu đi thực tập nhé. Anh không có thực tập, tức là thực tập thì anh không biết em đang họ đang hỏi về thực tập gì. Nếu mà là thực tập thực tập mà học của trường mỹ thuật thì thì anh có chứ còn thực tập khi mà đi làm công ty thì anh, thì anh không có tại vì anh xin là anh làm nhân viên chính thức luôn à chứ có thực tập gì đâu <cười> <cười> anh kể lại lần hợp tác với rốt là có con mẹ đâu mà kể em. Thế nó thuê mình thì mình cũng đồng ý làm rồi mình làm rồi mình không làm được xong rồi mình uh, cố gắng hết sức xong rồi mình làm được thế rồi là mình xong thôi. <laughs> có gì đâu. Nó như làm job cho cho người khác thôi mà nó chỉ là feedback của người là người ta gò mình vào để mà mình ra cái sản phẩm như người ta muốn thôi thì cái đấy là cái giỏi của giáo đốc nghệ thuật bên đấy còn cái khả năng vẽ của mình mình có thì họ cứ thuê mình là mình làm thôi à? Naraka có cha nào mà anh không thích không? kiểu không bao giờ chơi, ờ, chính là con kurumi nha chính là con kurumi con búp bút, con búp đấy anh không thích chơi, thực ra anh không biết chơi luôn đấy, mà nó gần như sẽ không bao giờ pick con này, như sẽ không bao giờ pick con này. Lần đầu đi thực tập, đấy lần đầu đi thực tập thì anh không biết là em nói về thực tập gì, còn thực tập làm game thì anh không có thực tập, thì anh anh chỉ là nhân viên chính, chính thức thôi, chưa giờ thực tập cả. Anh chơi mấy con game lấy tiền đè để mạnh hay mấy con fair play mà ai cũng như nhau thì anh thích chơi theo kiểu uh, fair hơn chứ, còn lấy tiền đè để mạnh thì chơi làm gì? Đương nhiên thi thoảng vẫn phải vướng phải mấy con game đấy nhưng mà ví dụ như cái con gần nhất mà anh chơi mà vẫn phải lấy tiền để mà để mà quay tướng ấy chính là con là Genshin đấy. Chính là con Genshin đấy nhưng mà chơi thời gian thấy nó hơi phí tiền nên là về sau anh không muốn chơi mấy game ấy lắm, muốn chơi mấy con theo kiểu dạng là mô ba hay là dạng kiểu chặt chém mà mà kỹ năng hơn vì vì mấy dạng đấy thì thì mình không bị ức ấy, mình không bị ức chế ấy. mấy cái dạng kia kiểu kiểu mình đụng vào nó mình đéo thể thắng được nó luôn ấy vì nó nhiều tiền hơn mình quá nhiều mình đánh thì thua hoài à Thế nên là thôi chơi mấy game đau đầu lắm mình biết thừa luôn là mình thua tiền đó mình không thể ăn được. Biết thuê anh thì việc tư vấn nó diễn ra như là làm phi len em làm phi tức là online thôi à làm tại nhà thôi à, chứ chứ không có gì cả. Nãy giờ em tưởng anh uh, vừa vẽ vừa lại like, ừ thế cũng được cứ tưởng thế cũng hay. nha yeah. thì thế thì nghĩ bảo bọn, bọn LGD ngày hôm qua ấy là ý là sau khi nó đánh hai game kia là nó đánh bọn kia là như con nít mẹ luôn đấy thì nó nó rõ 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 ràng là anh thấy là nó có một sự tự tin là nhất định và ai cũng nghĩ rằng nó sẽ thắng game cuối cùng bởi vì bởi vì nó quá mạnh đi nó ao chỉnh mẹ luôn đấy nhưng mà không ngờ thì lại là như vậy đó tức là lại không còn con để mà cao tờ con gọi là mắc nớt nữa thì đứt thôi <laughs> em thấy nhiều artist mở tab navigator để làm gì với anh để để soi cái size bé này thôi để, để soi cái này ở cái size bé bé của nó thôi chứ nó có gì đâu Em vừa bị leader người Hàn cho nghỉ việc hơi buồn vì mình cháy hết mình là ăn gáo nước lạnh. Đấy là điều bình thường anh nha, Đấy là điều cực kỳ bình thường. Anh có những lần mà anh cháy vãi đái nó còn mẹ nó còn phạt tiền anh luôn. Không những đuổi việc nó phạt mẹ tiền anh luôn. Ngày xưa anh có làm cho một cái công ty, công ty đấy thì anh không tiện nói tên lắm. Thực ra bây giờ thì nó không làm game nữa nhưng có thể là có ai đó vẫn biết nhưng mà anh có làm cho một cái công ty và công ty đấy thì anh có kể rồi đấy. Tức là anh cũng có kể nhiều lần rằng anh thích cái công ty đến mức mà anh đi làm vào lúc 6 giờ sáng Anh đi làm vào lúc 6 giờ sáng vì rất thích đến cái môi trường đấy. Anh thấy ở đấy rất vui. Và anh cống hiến hết mình sau đấy rồi thì anh anh cố gắng để anh cống hiến về những cái ý tưởng cũng như việc đại khái là sáng tác về art yếc này nọ kia người ta yêu cầu sửa như thế nào anh cũng cố gắng hết sức để làm điều đấy vân vân và vân vân rồi cho đến một ngày thì nó thấy rằng là cái việc là anh xuất hiện ở trong công ty là một cái thứ cản trở đối với bọn nó bởi vì có thể là anh anh quá nhiệt huyết anh quá thế này quá thế nọ thế kia và nó đuổi anh nó tìm một cái lý do để nó đuổi rằng là uh, ông lách uh, một cái app ra ngoài và ông bị đuổi đấy kiểu kiểu như thế thì đấy là cái lần đầu tiên mà anh học được một cái bài học rằng là tức là không thân với bố con thằng nào ở trong công ty cả đến mức như vậy cả à, không gọi là cống hiến hết sức mình à, để mà mình phải nhận những cái trái đắng đến mức như vậy tức là mình luôn luôn có những cái cửa back up cho dạng rằng là à, nếu mà mình cống hiến mà họ không đồng ý thì thôi thì mình sẽ không làm điều đấy nữa kiểu kiểu như vậy thì mình Tức là luôn luôn mình suy nghĩ nó theo dạng ngược lại như vậy Thì đấy là cái lần đầu tiên mình bị như thế Nên cái việc mà em bị nghỉ việc dù em cháy hết mình thì Đấy là điều rất là bình thường nha nha Đấy điều rất là bình thường Nó là luôn luôn xảy ra với các công ty Mẹ Nó luôn như vậy à Nó luôn như vậy à Em cũng hay lắp bắp khi hồi hộp Đấy là điều bình thường em nha Đấy là điều rất bình thường Nên để Uh, anh uh, tức là anh giải quyết được cái điều đấy về sau là do như này tức là anh bị hồi hộp và không thể nào mà nói chuyện một cách đàng hoàng với bất kỳ một người nào cho kể cả đến tận năm 2015 đấy đến tận 2015 và sau đấy thì anh uh, thì anh um, bắt đầu tìm cách để đi dạy học và từ khi anh đi dạy học thì anh không còn cái Tức là không không còn bị cái kiểu lắp bắp đấy nữa Bởi vì là những người ở phía dưới của mình ấy Nó giống như là học viên của mình ấy Đấy thì kiểu kiểu đấy thì mình thấy không sợ hãi Đối với những người đấy Nên là mình sẽ nói mọi thứ rất thoải mái Thì khi khi mà em cảm thấy em bị hồi hộp hay là em, em khó khăn ấy hãy cứ coi họ như những người mà làm sao mà nó gần gũi với mình hơn những người mà có thể là uh, kiểu như là tức là mình đừng 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 gọi là như kiểu là quan trọng hóa về họ quá kể cả là một ông giám đốc thì em đi phỏng vấn đi em gặp một ông giám đốc ơ đương nhiên là ông là quyền rất to và ông hơn mình rất nhiều rồi thế này nọ kia mình 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 khi mà họ trả lời có thể nó sẽ là những câu gì đấy hay là những câu hỏi của họ có thể nó rất sâu sắc nó đang có một ý gì đấy để nó xoáy mình nó kệ mẽ đi chỉ đơn giản là ừ, ông anh này là ông à giám đốc ông ấy à, đang à, tuyển dụng mình và việc mình à, là, trả lời như nào thì đấy là quyền của mình còn ông ấy tuyển hay không đấy là quyền của ông ấy và rõ ràng là em sẽ thấy rằng ông ấy tuyển rất nhiều người chứ không phải một mình em nên là khi mà mình nhìn nhận cái vấn đề nó ra đơn giản như vậy và ông ấy cũng chỉ là một người bình thường giống như mình thôi thì thì em sẽ nói nó bình thường ngay à em, thì em sẽ không bị căng thẳng nữa nha tức là em sẽ không bị kiểu hồi hộp hồ, căng thẳng đến mức như vậy đâu đấy là mình bị tức là mình bị là đặt nặng về cái cá nhân với người mình đang đối diện ấy. mình 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 sợ người ta quá nói lại thì sẽ là thôi <laughs> trước khi đi mua đồ tạp hóa cũng ngại giờ thành quen hết cả dạy hàng tạp hóa đúng rồi cứ cứ giao tiếp bình thường rồi cứ nói bình thường là được à có gì đâu mình cần thì mình hỏi mình không cần thì thôi nhưng mà cái việc mà chào hỏi cơ bản thì mình vẫn phải có mình vẫn phải có nên là anh bây giờ anh anh dạy con anh ấy là anh tức là anh nói khá nhiều về điều đấy. À, anh sẽ cố gắng để làm cho nó rất fair. Ví dụ như cái việc mà à, mời ăn cơm nhé. À, thực ra cái mời đấy thì anh không biết là cái văn hóa đấy nó có phổ cập không nhưng mà nhưng mà nhà anh từ xưa nay thì vẫn có thói quen đấy, tức là à, khi mà ăn ấy thì như đứa con nít ở trong mâm cơm ấy nó sẽ phải mời nó nó sẽ phải mời người lớn hơn thì ngày xưa ấy thì ông già anh dạy anh điều đấy nó rất căng thẳng và mày mày ngồi ăn thì mày phải mời à, xong là mình quên à, ăn đòn ngay đấy, nhưng mà bây giờ thì anh sẽ tìm cách để cho nó đỡ ngại tại vì những cái lần đầu tiên khi mà à, là khi mà nó cố gắng để nói ra những cái câu mời đấy có thể nó sẽ rất ngại nên là mình sẽ gợi ý nó bằng cách là bảo, thôi từ mai nha, từ mai khi mà ăn cơm ấy thì uh, ba sẽ mời mẹ con ăn cơm mẹ con sẽ mời con ăn cơm và con thì sẽ mời cả hai ba mẹ ăn cơm thì con có đồng ý không đấy tức là mình sẽ làm cho nó thành một thói quen sau đấy dần dần về sau thì thì nó sẽ thấy cái việc mời đấy nó rất bình thường thì nó nó cứ mời thôi là vào bữa cơm là nó hứng vậy đấy là nó mời ơi là mời nó mời to ơi là to đấy thế thôi để xong rồi khi mà mình nghe nó mời thì mình cũng sẽ phải mời lại cho đàng hoàng à, Đấy. thì rồi nó quen đi. <laughs> lúc đầu anh làm công ty nào ạ à? thì công ty đầu tiên mà anh làm là VTC nha em nha VTC Studio em dự định luyện đến trình độ nhất định để có khả năng nhận job liệu có thể tích được một số tiền từ việc nhận job trong một hai năm để có thể khoảng tiền hai năm đại học hay nó hơi giảm anh nghĩ là nó nó cũng hơi giảm anh nghĩ là nó cũng hơi giảm nó hơi giảm bởi vì sao bởi vì là um, em luyện đến một cái trình độ nhất định thì anh không biết rằng là cái trình độ nhất định đấy là khi nào, tại vì em không thể tự xác định điều đấy được rằng là khi nào thì em ổn và khi nào thì không đấy. đây điều đầu tiên thứ hai là để em có thể nhận job thì em lại còn cần nhiều thứ khác nữa đấy là em còn phải uh, quảng cáo bản thân, em còn phải uh, có sản phẩm tốt, vân 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 vân, thế này nọ kia, rồi là đôi khi em phải uh, Tức là đại khái là, là 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 có những cái nơi để mà tìm kiếm giót để mà mà sống cho mình thì cái việc đấy vào cái giai đoạn mà đang tập luyện đấy, để mà kiếm gió như thế anh nghĩ là khó đấy anh nghĩ là khó đấy và và đến khi em làm được đến khi em làm được thì anh nói thật là cái việc học đại học nó không quan trọng đâu. Yeah. nó không quan trọng Tại vì học đại học để ra kiếm tiền Để để có thể sống được bằng nghề Hay là thế này nọ kia Mà sau khi học đại học ra Lúc đấy mới bắt đầu làm sản phẩm Thì bây giờ là em Em luyện trước rồi em làm được sản phẩm rồi Và em kiếm được tiền Thì, thì đại học hay không Nó có nhu cầu nữa Tức em đi thì nó bị ngược Nó bị ngược Nó bị ngược lộ trình học anatomy sao cho hiệu quả nhất anh nhỉ thì em chắc chắn em phải học xương trước rồi nha? tại vì cái cấu trúc xương thì nó rất quan trọng hay là tỷ lệ người rồi là cấu trúc xương thì em chắc chắn em phải học trước rồi em học xong tỷ lệ người em học xong cấu trúc xương thì em học đến cơ tại vì sao vì cơ nó sẽ bám theo xương tại vì nếu mình không thuộc xương thì mình sẽ không thể biết được là cơ nó bám vào phần nào chắc chắn em phải học Uh, tỷ lệ và học xương trước rồi mới học cơ thế thôi nó chỉ đến thế về sau rảnh thì có thể học thêm cả mỡ biết người này nọ kia <laughs> con naraka đó cần nạp tiền không chắc nó cũng giống như pubg nạp mua skin đúng rồi em nó chỉ nạp mua skin thôi và mua game lúc ban đầu thôi khoảng ba trăm mấy lúc ban đầu nhưng mà anh ghi chú nhé Đấy là một cái con game mà nó mang tính là hardcore cao nhé Tức là nó đòi hỏi kỹ năng rất nhiều Nên là những bạn nào mà chơi theo dạng lêu hêu Thì tốt nhất là không nên mua mấy game mới chơi tốn thời gian đấy. Em chào anh hôm nay anh có nhận xét tranh không anh Em mới vào học vẽ được một năm Được em, em cứ inbox chat với anh nhé Uh, em ghi inbox chat với anh là... Anh sẽ nhận xét tranh cho, cho em nhé. Đấy. Hmm. Video này có lưu lại không hả anh? Có lưu nhé. Tại vì anh đang... Uh, À, đang 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 like ở trên YouTube nên là đương nhiên là có có lưu nha sao mình tạo ra nhiều tiền cho họ mà họ lại muốn đuổi mình về anh à, cái này nó anh không biết là, là nó theo xu hướng nào bởi vì nó có rất nhiều kiểu mà họ sẽ có nhu cầu đuổi nhân viên Um, có những trường hợp mà anh chứng kiến có những trường hợp mà anh chứng kiến thì uh, có thể uh, ví dụ như trường hợp của anh thì, thì có thể em làm rất tốt uh, em làm được việc cho họ nhưng thực tế thì cái sản phẩm đấy khi mà họ uh, khi mà họ xuất bản thì thực ra thì họ cũng không kiếm được nhiều tiền và họ cảm thấy việc nuôi mình có thể nó hơi tốn kém nên họ đuổi mình uh, đấy là một cách có một cách thứ hai rằng là, là À, với khả năng của em thì thực tế họ có thể tìm được rất nhiều người cũng na ná như em và có thể những người mà na ná như em đấy họ sẽ cần một mức lương ít hơn cũng như họ có thái độ tốt hơn mình nên đấy cũng có thể là một điều mà họ sẽ kích em đấy là cách thứ hai cái cách thứ ba nữa mà họ có thể kích em đấy là đương nhiên là họ sẽ tìm được người thay thế em rồi nhưng mà ngoài ra thì vì một vài lý do chẳng hạn như là thưởng thưởng Tết chẳng hạn. Thì đáng lẽ họ hứa với em là họ sẽ thưởng cho em 3 tháng lương Tết. À, nhưng mà vì họ không muốn thưởng cho em. Và với 3 tháng đấy họ có thể nuôi một thằng khác và họ, và cái thằng khác đấy nó lại làm được tận 3 tháng cơ còn là thưởng cho em định trả được gì cả thì đấy cũng có thể là một lý do mà họ sẽ kích em thì có có vô vàn lý do tại vì nó nó phụ thuộc vào anh sếp tức là anh sếp đấy anh nhu cầu anh ấy muốn chơi theo dòng gì thì anh sẽ có rất nhiều kiểu để kích mình nên là anh thì anh thấy rằng cái việc đi làm công ty ấy, uh, nó tức là mình hãy nghĩ nó theo dạng sòng phẳng là uh, họ giả tiền để cho mình làm việc vậy mình hãy cứ làm việc hết sức có thể của mình, mình có quyền cống hiến hoặc mình có thể chỉ làm đúng cái bổn phận của mình thôi, cái đấy là tùy phong cách chơi của mình. thì uh, nếu mà làm một người sếp tốt và họ nhìn thấy sự cống hiến của mình, họ có thể đánh giá cao điều đấy và họ có thể uh, sẽ đối xử tốt với mình nhiều hơn. nhưng mà nếu không thì hãy cứ coi rằng là chúng ta đều là người xa lạ rồi, uh, tiền trao cho múc, tôi làm thì tôi được uh, nhận lương và ông không thích nữa ông có quyền đuổi tôi đây là điều rất bình thường Đấy, cứ kệ thôi thoải mái thôi em ạ anh ơi anh cho em hỏi có cách nào painting nào dễ kiểm soát nhất cho người mới nó thực ra nó trả cách nào em nó trả cách nào tại vì những cái đấy những cái mà em đang nói mà nó nó liên quan đến đậm nhạt hay nó liên quan đến màu sắc mà em nói là em muốn kiểm soát những thứ đấy cái đấy nó gọi là kỹ năng và cái kỹ năng đấy thì không thể dạy được Hay là cũng không thể nào Mà có một cái phương pháp nào đấy Để hỗ trợ cho em nó Nó tốt hơn cả à, Khi người ta ở một cái Tức là cái kỹ năng ở trình độ cao ấy Thì họ có vẽ bằng cái phong cách gì Họ có vẽ bằng cái phương pháp gì Nó vẫn sẽ ra vấn đề Thì nếu em ở trình độ thấp ấy Thì chỉ đơn giản là em hãy luyện Kỹ năng thật tốt thôi đấy, Tức là kỹ năng về đậm nhạt, kỹ năng về màu Kỹ năng về xử lý cạnh tất cả những cái kỹ năng đấy là phải luyện nha phải có kinh nghiệm với nó, cái đấy không dạy được. Cái đấy nó không có cách nào. Cả. Đấy. Nó, nó 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 là bản thân, nó là bản thân phải tự chơi. Tự chơi nó mới ra vấn đề. Anh ơi sắp tới anh mở cuộc thi vẽ tranh ngà thể lệ như nào thì thực ra thì nó cũng không có gì đâu. À, vẽ một, uh, vẽ một cái tranh uh, minh họa về một cái đề tài là Halloween hay gì đấy kiểu kiểu như thế thì um, sẽ có mấy cái giải thưởng như là một cái xp pen để uh, co 4 và bây giờ hiện tại đang có khoảng 2 triệu tiền thưởng uh, tiền mặt nữa thì anh sẽ tìm cách để anh chia ra thành ba giải với những cái uh, 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 ủng hộ đấy thì anh sẽ tìm cách anh chia thành ba giải đấy, uh, bọn anh chỉ cần vẽ ra một cái tranh cái tranh đấy có thể có một người có thể có nhiều người có thể là bất kỳ cái gì, nó có thể là bất kỳ cái gì. Cứ miễn là nó liên quan đến cái đề đề tài đấy, đề tài Halloween đấy là xong thế thôi. Thế thôi. Đợt anh làm VTC anh có làm với Phạm Tùng Quân không ạ? À? Có em, anh có làm với Phạm Tùng Quân anh có thấy mấy con game nft mà các studio việt đang thi nhau làm với mấy đồng tiền ảo họ tự tạo ra có đúng là dạng đa cấp trá hình không anh cái này thì nó không phải là đa cấp ấy nhé? Thì, tại vì là nó nó có phải đa cấp đâu sao lại là đa cấp được tức là đa cấp là như này này là, là đa cấp là Uh, cái người ở đằng trước ấy, họ tạo ra một cái hệ thống và sẽ có những cái cấp bậc cho những người bên dưới uh, những người bên dưới ấy, họ vào sau và để họ kiếm được tiền thì họ lại phải tạo ra một cái hệ thống nằm ở phía dưới họ nữa và cứ càng nhiều những cái hệ thống đấy thì những người ở trên ấy càng được ăn nhiều tiền bởi vì nó đang đẻ ra những nhánh nhỏ ở phía dưới và cái đa cấp đấy nó sẽ sập khi không còn những cái chân nằm ở phía dưới được đổ tiền vào nữa v vì xét cho cùng là ai cũng được ăn phần trăm từ cái vùng ở phía dưới vậy cái tiền đấy nếu không được đổ vào thêm nữa thì nó sẽ chết đấy gọi là đa cấp còn mấy cái game NFT này thì nó đâu có phải là em phải 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 là em chơi game đấy là quyền của em em nạp tiền vào để em chơi xong em em kiếm được vật phẩm a vật phẩm b vật phẩm c thì em thích thì em bán đấy quyền của em. em không thích bán thì thôi yeah. thì em không thích bán thì thôi đấy là quyền của em mà và chỉ đơn giản là 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 cái game nft đấy tức là nó sẽ nó khác với cái game bình thường ở chỗ tất cả những vật phẩm của em sẽ được xác nhận rõ ràng sẽ có địa chỉ rõ ràng và sở hữu là duy nhất của em hay thế này nọ kia okay. trong game có bao nhiêu dạng vật phẩm như vậy của những người nào đã tìm thấy chưa chưa tìm thấy vân vân thế này nọ kia okay. thì nó sẽ được công khai rõ ràng cụ thể nhất so với những cái game ngớ ngẩn ngày xưa là những game ngớ ngẩn ngày xưa là nó có thể tạo ra một cái um, vô danh giới chỉ nhưng mà khi mà người ta mua rồi thì nó thấy hot quá thì nó tạo ra thêm hai ba cái nữa thế này nó kia thì cái game này nó clear cái việc đấy rằng là nó chỉ có một cái vô danh giới chỉ thôi nó chỉ có một cái gọi là vòng cổ gọi là nga mi này nọ kia rồi nó chỉ có một cái áo này áo nọ kia thôi thì nó sẽ rất clear điều đấy nó khác mỗi thứ đấy thôi à và nó bán được có giá trị nhiều hơn nó bán có giá trị nhiều hơn bởi vì nó khẳng định được cái chủ quyền của cái việc cái sản phẩm đấy đấy sở hữu bởi ai gì thế thôi. Yeah. ở những cái game mà càng nhiều người chơi càng hot thì đương nhiên những vật phẩm nó sẽ có giá trị càng cao hơn. Thế thôi. Và nó có lừa đảo hay không thì anh nghĩ là có lừa đảo nhưng mà nó sẽ lừa đảo ở cái giai đoạn ng ngay ban đầu. Thế ví dụ như này này. Một cái studio game nó có một ý tưởng làm ra một con game NFT, ok, nó sẽ viết ra một cái gọi là roadmap, tức là một cái mà đường đi của cái con game đấy rằng là à, vào giai đoạn đầu bọn tôi sẽ xây dựng nó như này, vào giai đoạn sau con game này nó sẽ như thế này, rồi là chúng tôi sẽ public vào thời gian nào, vân vân và vân vân, kiểu kiểu như vậy, rồi là nó sẽ kêu gọi những người sẽ mua cái đồng coi của nó, cái đồng tiền trong game của nó ấy nó giống như một thứ gọi là ICO tức là một cái thứ mà kêu gọi vốn để làm dự án từ rất sớm nhưng nó scam tức là thực tế ra ấy, nó chỉ vẽ ra những cái hình ảnh ấy thôi và trông như thật vậy trông như là sẽ có một con game đấy có thật vậy nhưng thực ra là nó đéo có con game nào cả và sau khi là em mua những những cái đồng coi đấy của, là của em em mua em bỏ tiền ra mua thì nó huy động được một số vốn rất lớn để mua coi xong là nó biến mẹ mất thì nó gọi là scam yeah, thì nó gọi là scam thì cái bọn scam như thế là có nhưng đấy là nó sẽ scam khi con game đấy thậm chí còn chưa có là ra đời nhưng mà nó chỉ chỉ có vài cái ảnh tào lao thôi à yeah, đó. kiểu kiểu như thế thì anh được thuê rất nhiều để làm việc đấy nhé để làm cái việc mà anh anh nghĩ có lẽ là có cả scam và có cả tử tế thì có những con game NFT anh cũng đã từng vẽ rồi và nó là thử thế thật nó có trang web nó có thế này nó kia nó có gameplay vân 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 và cũng có những thằng vào thuê với mục đích nói rõ ràng luôn là người ta đéo làm game nhưng mà là bây giờ tao cần mày làm cho tao cái hình ảnh của con game đấy là này ý tưởng của, của con game của tao là này này xong là ờ ừ, mày làm cho tao một vài cái animation là ngớ ngẩn nhưng mà tao xua mày là tao đéo có cốt game nha Đấy. Sau là mình biết ngay là bọn nó làm ngay để làm gì Nó làm cái này để chỉ để làm cái web thôi Đấy Để nó làm cái web thôi Sau khi nó làm web xong là nó bán coi Nó bán coi là bán như bán ICO thì được giá rẻ Sau khi game public thì giá nó sẽ đắt hơn Thì bọn nó sẽ bán theo kiểu như thế Và người ta đổ và người ta mua Bởi vì cái hình ảnh nó quá hào nhoáng Nó quá đẹp đi Sau đấy là đi ăn cắp Nha yeah. À, sau đây đi ăn cắp bởi vì bọn nó được rốt nó giải tán thế thôi. À. nhưng mà nói chung khi, trước khi mà em nhận định về một cái thứ gì đấy nó gọi là lừa đảo hay nó là đa cấp hay coi kiếc nó là thế này nó kia ấy, thì em phải tìm hiểu rất sâu về nó em mới nhận định được về nó. À, vì sao anh biết nhiều như thế bởi vì anh chơi tất cả những thứ đấy rồi anh chơi coi anh chơi coi đa cấp coi đa cấp nhớ nhớ nó có hẳn một dòng coi đấy gọi là coi đa cấp là cái coi lừa đảo ấy đấy, anh có chơi cái dòng ấy rồi anh có chơi coi bình thường rồi đấy và anh có chơi NFT rồi thậm chí là tất cả những thứ mà vẽ về game NFT anh cũng làm rồi nên đương nhiên anh phải biết về về mấy thứ đấy hết đây là điều rất bình thường Anh ơi trình độ như thế nào mới đi dạy vẽ được cái này là cái này là quyền của em thôi thực ra thì thì vào cái thời điểm ban đầu ấy khi mà một người họ xác định rằng đi họ đi học uh, đi dạy vẽ là rõ ràng ở trong đầu họ hoặc là trong cái khả năng của họ ấy là họ biết là chắc chắn là họ có cái gì đấy để dạy cho người ta đấy. Thì anh nghĩ rằng là em cũng có cái nhu cầu đấy Rằng em có biết được rằng là em có một cái gì đấy Và em muốn dạy cho người ta Cái đấy nó có thể ít hoặc nhiều Nhưng mà nếu mà em muốn xác định chính xác ấy, Thì em hãy nhìn cái thị trường về việc dạy dỗ này này Rằng là những cái thằng thầy mà nó đang dạy ấy, Hay những cái trung tâm mà nó đang dạy ấy, Nó cho học viên được cái gì Và em sẽ cho học viên được cái gì nó có đủ để thu hút học viên không? Nó có đủ để làm cho học viên trở thành những cái người Mà đại khái là tốt hơn sau khi học em không? Nếu em xác định được em sẽ làm được những điều đấy Thì sure Em hãy tạo ra lớp học và em dạy Thế thôi Chứ đừng đi so sánh với người khác Đừng đi so sánh với người khác là so sánh rằng là tôi vẽ đẹp hơn ông ông vẽ đẹp hơn tôi hay thế này đó kia tôi ở trình độ nó rất là thế này đó kia nên là tôi đi dạy vẽ không phải như thế đâu chỉ đơn giản là em cho được cái thằng học viên của em ấy cái gì nha em cho thằng học viên của em được cái gì để nó sẽ thấy rằng cái khóa học của em ấy nó hữu ích đối với nó thì điều đấy thì điều đấy nó sẽ giúp cho em có học viên em sẽ kiếm được tiền việc dạy vẽ nha yeah. thế thôi học ở bên ngoài có cháy được như học đại học ra không anh thực ra học đại học ra thì nó cũng chả gì cháy cả nó cũng bình thường thôi vòng bên ngoài nó cũng chả gì cháy được nó cháy không là do em cháy yeah. chứ không phải là do học ở đâu cả Để học ở đâu nó cũng thế à thì nếu mà muốn tiếp cận với việc đi làm sớm hơn, học được những thứ mà liên quan thực sự đến đi đến digital art hơn, đến việc mà làm sản phẩm, concept rồi minh họa thế này nọ kia nhiều hơn thì đương nhiên em nên học ở ngoài. Bởi vì những người ở ngoài là những người đang làm việc về những lĩnh vực đấy và dạy cho em. Còn nếu em học ở trong trường đại học thì đương nhiên nó sẽ vẫn là những giáo trình cũ họ sẽ dạy cho em nền tảng nhưng vẫn sẽ là giáo trình cũ là uh, là vẫn là uh, vẽ những thứ truyền thống rồi là uh, không có thiết kế không phải là concept không phải là minh họa gì cả mà sẽ vẽ những cái bài chuyên khoa thôi làm sao để sử dụng sơn dầu sơn mài vẽ hình họa này đương nhiên là không phải là không có tác dụng nó sẽ có tác dụng rất nhiều về mặt nền tảng nhưng sau đấy em sẽ phải cần thêm nhiều thời gian để học làm sản phẩm đấy thì ở ngoài kia thì người ta dạy làm sản phẩm từ rất sớm họ cũng dạy cho em về những yếu tố nền tảng đấy thì em cũng có thể học ở ngoài nó ngắn hạn hơn em cần nhiều thời gian luyện tập hơn nhưng nó không kéo dài như ở trong trường mỹ thuật thế thôi còn cháy hay không thì như đã nói là do em một người mà mà có năng khiếu tốt, một người có sự thông minh sáng dạ thì em học ở đâu nó nó nổi trội à? Học bác sĩ xong chuyển hướng làm artist chắc giỏi giải phẫu lắm đúng đúng nha đúng nha. nhưng mà nó có những phần nó rất thừa tại vì những người bác sĩ ấy, thì họ thì họ cần cái độ giải phẫu nó rất chuyên sâu tức là nó thậm chí là đến từng cái mạch máu nó nằm ở đâu đấy từng cái dây này dây kia nó nằm ở chỗ nào thì họ đều biết hết thì những thứ đấy bản thân với người họa sĩ thì họ không cần học đến mức mạch máu họ không cần học đến mức đấy họ chỉ học phần cơ bên ngoài và cấu trúc xương thôi chứ giải phẫu nó giải phẫu của y khoa nó còn học cả nội tạng các thứ mà thì nó mất nhiều thời gian lắm nó mất nhiều thời gian lắm nhưng mà cái hiệu quả của những người mà họ học như thế mà họ thuộc rất nhanh ấy là bởi vì họ được quan sát những cái xác thật cũng như là những cái là mẫu vật mà nó rất cụ thể thì đấy cũng là một thứ có thể áp dụng cho mình tức là nếu mà bọn em muốn học thuộc giải phẫu nhanh ấy, thì bọn em cần có những cái mẫu vật cụ thể thì học nó sẽ nhanh hơn chẳng hạn như là một cái tượng tượng giải phẫu hay là những cái hình giải phẫu dạng 3D để mà xoay góc thì học thuộc nó sẽ dễ hơn là học trên một quyển sách cũ 2D ngày xưa nó sẽ rất khó thuộc. Rồi. Anh ơi em vừa nhắn là Ok, mình sẽ tạm dừng một chút để xem một con tranh đến từ nghệ sĩ tên là Bảo Bảo. Đây mình sẽ tạm dừng cái này một chút. Cái này lại không phải của em Con test là gì Đã khá là mọi thứ nó khá đơn sơ Cho đến hiện tại yeah. Cho đến hiện tại thì nó khá đơn sơ Anh không biết em vẽ bao lâu rồi Nhưng mà anh nghĩ rằng là nó khá mới thôi Nó khá mới Tức là nó là một cái khả, gọi là khởi điểm Vào lúc ban đầu à, Một khởi điểm tốt nha. Yeah. Một khởi điểm tốt Nhưng nó vẫn chỉ là một số không thôi Tức là nó chưa có gì cả nó chưa có gì cả Mình cần phải Chơi sâu hơn một thời gian nữa phải Chơi sâu hơn một thời gian nữa Rồi mình mới nói chuyện Chứ hiện tại thì thì không nói được gì cả Vì nó quá mới Nó quá mới Nó mới quá đi Nó không có gì NFT như đầu tư chứng khoán thực ra thì nó cũng không phải chứng khoán đâu nó không phải chứng khoán nó, nó là một thứ mà nó cũng nó khá riêng nó khá riêng nó khá riêng thường thì người ta hiểu bản chất thì người ta sẽ chơi còn người ta không hiểu bản chất đấy thì người ta sẽ người ta sẽ, người ta sẽ không muốn chơi người ta sẽ không muốn chơi và người ta sẽ sợ rằng nó sẽ lừa đảo đấy là điều bình thường nhé đấy là điều rất bình thường Đây là đến đoạn mà sẽ vẽ cái mặt con này thành một con khác nhé. Nó bơm ảo để kích FOMO nữa Cái đấy là điều bình thường em ạ Cái đấy điều bình thường Và và cái việc bơm ảo đấy nó đến từ tất cả mọi thứ nhé Chứ không phải đến chỉ ở COI và NFT nhé Anh anh có thể nói với em rằng trong bất động sản bình thường ở ngoài đời ấy, người ta vẫn có cái trò bơm ảo đấy đấy nó vẫn có trò bơm ảo bình thường ví dụ nha ở một cái ở một cái làng xóm ở một cái làng xóm nghèo tự nhiên bắt đầu xuất hiện khoảng hai ba thằng có đất nó đến nó hỏi mua nhà của một cái bà này à, Bà bài bán có giá là 1 tỷ cái mảnh đất đấy Uh, thì cái thằng đấy nó nó đồng ý mua nhưng mà hôm sau ấy khoảng vài ngày sau thì lại có một thằng có đất khác nữa đến đúng cái nhà bà đấy và hỏi là bà có bán cái mảnh này không từ từ nhá, chờ anh ấy uh, sau đấy thì uh, thì cái thằng mà thứ hai ấy, thì nó lại đến nó vẫn hỏi cái nhà đấy bà bảo là cái nhà này cô bán bao nhiêu thì bà bảo là thôi tôi bán rồi tôi bán cho cho cái người kia một tỷ rồi thì thằng đấy nó bảo thôi bác bán cho cháu đi tại vì cháu cực kỳ thích cái mảnh này cháu mua một tỷ hai đấy kiểu kiểu như thế và nó liên tục làm những cái động thái đấy với một số nhà khác nữa ở trong cái khu đấy và nó có thể mất tiền nha tức là nó sẽ bỏ cọc là bảo thôi cháu chốt lại này bề bê cho cọc cho bác là một trăm triệu đấy bác để ở đấy nhưng thực ra ấy, thì nó có một số mảnh cũng gần ở khu đấy từ rất lâu rồi, đấy, nhưng mà nó chưa bán lại cho ai cả và nó đang để im đấy và nó tạo ra cái động thái đấy để mà cho tiền nó bắt đầu ảo thì nó làm như thế với một vài nhà nữa và tự nhiên thấy rằng là thế đéo là bọn nó đến nó mua nhà nhiều vãi đấy toàn cọc hết rồi ngon lành rồi tức là nó mất mấy trăm triệu để nó cọc vào đấy thì tự nhiên có mấy bà cô là cũng giàu thì lại nghe hơi nổi chó ở đâu và ui mẹ đất chỗ này nó đang lên rồi nó đang lên rồi thì mày có đất để bán không này nọ kia gọi là tao định mua tao đầu tư để mấy hôm sau nó thế này nọ kia đấy thì là mấy bà cố mấy bà nhảy vào thì là mấy bà nhảy vào là mấy bà sơi đất của mấy anh đấy thì mấy anh đấy là nó bán giá cao hơn một chút nó ăn được tầm khoảng là năm sáu bảy trăm triệu này nọ kia từ chính cái mà nó là nó cọc cho mấy bà kia kìa xong nó bán đất của nó ấy, nằm ừ. ở vùng gần gần đấy ấy, kiểu kiểu thế. Xong là mấy người chết là mấy cái người mà bị ảo ấy vì là đất đây lên rồi đồng tiền đi uh, tôi, gọi là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn bây giờ mà không mua thì khi nào mới mua nữa đây đây chính là lúc đấy và đi ăn cắp. Yeah, thì nó có rất nhiều thứ như vậy à trong cuộc sống mà nó, nó luôn luôn như vậy còn rất nhiều thứ khác nữa nó kiểu Na ná như thế nữa thì thì đâu phải là chỉ một mình coi nó làm cho đấy đâu ngoài đời con mẹ cái gì nó cũng làm cho đấy à người chơi mà họ tỉnh táo thì họ biết thôi mình không thể nói được mình là người tỉnh nhất nhưng mà nói chung là chơi cái gì thì chơi nó phải có tư duy, đến khi có tư duy rồi có kiến thức rồi còn chết bỏ mẹ, hay như mấy ông mà phô mô với cả các thứ vào thì chắc chắn là mấy ông chỉ đi ăn cắp, yeah. chắc chắn là chỉ có đi ăn cắp. <laughs> Nên là hãy hiểu thực sự thì hãng chơi không thì thôi, còn không hiểu thì cũng đừng nói nó là nó lừa đảo hay không kệ mẹ, nách, thế thôi. <laughs> anh nghĩ Faraland có tương lai thực ra thì anh không quan tâm đến mấy cái đấy đâu tại vì anh rõ ràng là anh có làm mấy cái game để FT đấy thật nhưng mà anh không chơi mấy con game đấy anh không chơi mấy con game đấy vì sai không chơi bởi vì là anh Bận chơi những con game phức tạp hơn Ví dụ như là Naraka các thứ Thì thời gian đéo thì chơi mấy cái con game đấy Ví dụ như bọn em chơi Với nhu cầu là để bọn em Kiếm tiền Đấy bọn em chơi Nhu cầu bọn em, kiếm tiền. Bọn em có quyền chơi Đấy là quyền của bọn em còn anh không có nhu cầu kiếm tiền Nên anh chơi game là để giải trí Vậy tại sao phải chơi mấy con game kiếm tiền đấy Mà tại sao không chơi mấy con game như là Naraka các thứ thôi Thế anh bận để chơi mấy con game Naraka các thứ rồi Nên chắc chắn anh không chơi mấy con game nữa là NFT Đấy rồi. Còn nó có tương lai không thì anh không biết được Tại vì anh Anh không biết dự án nó như nào Anh cũng không quan tâm lắm Kiểu kiểu như vậy <laughs> nghe vì có chơi đâu mà tự đi tự nhiên đi nhận xét là nó dở nha em muốn học lớp của anh nhưng em không có qua com mà dùng ipad thôi thì có học được không thì vẫn học được bình thường nha em nha vẫn học được bình thường bởi vì là anh dạy là dựa trên kiến thức nền tức là kiến thức nền là những cái kiến thức đấy thì dù em có vẽ bằng bằng cái gì nó cũng vậy à đấy nhưng anh ghi chú rõ nhé nếu em dùng ipad để học thì em sẽ phải tự biết cách sử dụng những cái phần mềm ở trên ipad đấy anh sẽ không dạy được đấy nha tại vì anh dạy bằng photoshop đấy thì uh, còn lại những cái những cái kiến thức thì nó giống nhau thôi à nó giống nhau thôi Gần đây em mới quay lại vẽ và bắt đầu up tranh lên Artstation Nếu anh rảnh có thể nhận xét góp ý với em được không Thì em cứ gửi link đi nha Em cứ gửi link đi Thì à uh... Em gửi link Artstation của em đi thì em mới xem được <laughs> tranh chân dung anh đang vẽ là anh vẽ khoảng bao lâu nếu mà như anh nhìn thấy ở đây thì anh vẽ tổng trong khoảng thời gian là khoảng 4 tiếng khoảng 4 tiếng với hai cái chân dung nhưng không phải là một cái chân dung với hai cái chân dung tức là anh đang vẽ một cái chân dung con đầu tiên và bây giờ anh đổi sang con thứ hai tức là anh vẽ thành cái con bạn của nó anh ơi có cách nào để chuyển brush nhanh không ạ? Thực ra thì anh nghĩ rằng không cần thiết phải làm điều đấy đâu. Bấm chuột phải và chọn cũng được. Còn nếu mà em muốn chuyển nhanh thì nó chỉ có cách là em chọn những cái brush liền kề thôi. Thì nó có hai cái phím mở ngoặc đóng ngoặc ấy. Ở gần phím M ở trên bàn phím ấy, phím M rồi đến phím mở ngoặc đóng ngoặc đấy. Thì hai cái phím đấy là hai cái phím mà để chuyển brush nhanh. Nhưng mà là chuyển những cái brush ở cạnh nhau nha, đấy thế thôi. Những những cái brush nào nó nằm ở cạnh nhau thì mình chuyển thôi, cho nó giống kiểu như là Nách sang cái brush khác thế thôi. chứ còn để chọn đúng những cái brush mà mình muốn thì đương nhiên chỉ có bấm chuột phải vào chọn thôi là ok. Học photoshop grad, à, dùng photoshop grad mà học thì có Daijobu <laughs> là cái gì anh phải mẹ Weibo đó biết thế đấy mấy từ này là cái gì à. <laughs> Daijobu là gì <laughs> có cách chỉnh action mình thường gắn vào em 5 đến em 12 để chuyển nhanh cũng là một cách nhưng mà theo như thấy thì bọn em hãy để tất cả là mặc định thứ nhất là như thế thứ hai là cái cách mà đơn giản nhất thì nó luôn luôn là hiệu quả tức là đừng đừng tự làm nó phức tạp lên là gì mất thời gian <laughs> dùng photoshop grad mà học thì có ok không anh à, à ok thế anh không hiểu là 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 Photoshop crash là như nào nếu mà em muốn nói rằng là Photoshop của em hay bị crash thì chỉ đơn giản là em cài bản khác thôi <laughs> à, thì thì em cài bản khác cho đỡ crash thôi chứ còn crash là một hiện tượng cực kỳ bình thường của Photoshop mà có sao đâu Anh giới thiệu vài máy laptop dùng để vẽ digital được không? Thì đầu tiên nhé là máy nào cũng vẽ được, chỉ đơn giản là bật được Photoshop lên và khi vẽ nó không bị giật là ok. Laptop thì người ta hướng tới cái sự bền nhiều hơn, vậy nó có hai loại mà ổn định nhất, thực ra là ba loại mà ổn định nhất. Dành cho dòng laptop, đấy là một là dùng MacBook là MacBook thì nó khá ổn định Và nó vẽ nó cũng mượt mà nữa Đấy Thứ hai Là dòng uh, Workstation Tức là dòng gọi là máy chạm Laptop dòng máy chạm Đấy là một dòng mà nó sẽ có độ bền khá cao Nó cũng sẽ phải ngang với cả dòng uh, Nó cũng phải ngang với dòng uh, MacBook kia Thậm chí có thể nó còn bền hơn Đấy, thì đây là dòng thứ hai và việc tháo lắp pin biết các thứ của dòng workstation là nó khá tiện yeah. nhưng đương nhiên thì cả macbook và cả dòng workstation đấy đều có giá rất cao chứ không phải là dòng thấp workstation thì thường hay sẽ phải mua máy cũ à, vì nếu mua máy mới thì thà build mẹ pc còn hơn à, cái dòng thứ ba có thể mua và giá nó cũng không hề thấp và nó cũng sẽ làm cho độ bền của laptop nó khá cao hơn so với các dòng laptop bình thường đấy là dòng laptop gaming thì như anh nói rằng việc build một con pc chơi game để vẽ là rất ổn thì việc mua một con laptop gaming để vẽ nó cũng y hệt vậy đấy. độ bền của những dạng máy đấy nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng ít nhất được bốn năm năm ít nhất là được bốn năm năm còn tất cả những dòng laptop bình thường đối với anh nó được gọi là rác rưởi rác rưởi tức là sao nó có cấu hình rất cao trông như thật Nhưng thực tế ra nó chỉ là cá cả cảnh thôi Dùng một khoảng thời gian là nó sẽ cháy con mẹ em cạc Hay là nó sẽ chậm vãi đái bởi vì linh kiện nó bị chảy Nó không tản nhiệt được rồi vân vân rồi thế này nó kia Cực kỳ vớ vẩn Cực kỳ vớ vẩn nên tốt nhất là chỉ mua một trong ba dòng kia để vẽ thế thôi. Ghost Station, laptop gaming hoặc là MacBook, anh thì anh có thiên về laptop gaming nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì laptop gaming là thứ uh, là là thứ mà đại khái là dùng được nhiều thứ, vừa chơi game vừa có thể vẽ được. Còn workstation thì không thể chơi game được, tại vì cái cả của nó không phải dành để chơi game. Yeah. Macbook chơi game này là một thứ khá kỳ cục đối với anh là nó khá kỳ cục thì mẹ nút của nó ngu vãi đái cô măng cô biết cái thứ cá trôn thì nằm bên ngoài cô măng lại nằm bên trong lúc mà chơi điện tử khó khăn nơi là khó khăn Nếu một người mạnh về shape, form nhưng không giỏi anatomy. Cái đấy thì nó cũng tùy công ty em. Nó cũng tùy công ty em. Cái đấy anh không thể nói được. Tại vì là anatomy nó không phải là một thứ mà khi nào mình cần phải sâu diễn. Có những dạng cực kỳ đơn giản nó không cần phải sâu diễn về anatomy. Ví dụ như những cái art về dạng chibi. Hay là những cái art về dạng... Uh, máy móc này kia thì anatomy con mẹ gì đâu nó là kiểu khác mà thì những thứ đấy nó đâu cần cái đấy em hỏi cô đấy nó bị hơi tào lao em hỏi cô đấy nó bị hơi tào lao vì nó tức là chỉ đơn giản thì em cũng không cần phải nói rằng em có những cái nền tảng nào em có xếp có form em có cái gì không người ta không quan tâm em hiểu không người ta không bao giờ quan tâm những thứ đấy của em cả cái cơ bản đấy thì em tự biết còn bây giờ vấn đề ấy, khi người ta vào công ty ấy, người ta chỉ biết là em có làm được việc cho họ hay không đấy thế thôi không anh ơi em có thể không làm được việc cho anh giỏi nhưng mà anh nhớ kỹ nhá là xếp và form của em là hơi kinh đấy nếu mà anh đuổi em là anh hơi sai lầm đấy tại vì anh biết không sếp và form là hai yếu tố cực kỳ quan trọng trong hình nhá anh lại đuổi em là anh dở rồi mà không em ơi nhưng mà em nếu làm được việc bây giờ anh cần em làm được việc không em nói thật với anh việc hay không em không quan trọng nhưng anh có hiểu về xếp và form không đã đấy anh có hiểu không anh hiểu xếp và form là gì không em không giỏi anatomy đâu nhưng anh biết xếp và form là cái gì không mà anh lại dám đuổi em hả anh là như nào đấy, đéo anh người ta quan tâm đến mấy thứ đấy em họ cũng không cần biết ảnh cũng ảnh thực sự Som hay là phép hay là phép hay là som hay là form hay là xếp hay là cái gì đấy anh không quan tâm Nhưng bây giờ em có vẽ được cái sản phẩm này không Em không vẽ được thì em đi ra ngoài Thế thôi Đấy là em bị đuổi Anh nói cho em là vuông nha Đấy, là, là bây giờ là anh đưa cho em con chibi này em vẽ được không à, Nhưng cái này Cái này có cần anatomy không hả anh à, Anh cũng đều biết thì Anh có cần anatomy không Em có vẽ được không Đấy Người ta chỉ biết đấy tôi nên em đừng hỏi câu đấy Nha sếp với form với cả form với sếp với cả cái gì đấy mà ôi rồi ôi người ta không quan tâm đâu hãy thật đơn giản em làm được sản phẩm thì em đi làm được em không làm được sản phẩm thì em sếp với form với cả phép với form thì đứt tết em nha đứt giải tán hết giải giải tán hết Không thật mà cái đấy là đúng mà Đi làm là nó chỉ cần cái đấy thôi à là, Làm được việc thì thuê không thôi thì... Thực ra ngày xưa anh cũng thế đấy là Ngày xưa anh thế đấy Bảo là thế bây giờ mày có làm được cái này không bảo là cái này thì em chưa biết em làm được không nhưng mà anh có biết speed gọi là painting là gì em vẽ nhanh vãi đái luôn nhưng mà nh, nhưng mà họ bảo là không nhưng mà bây giờ anh bây giờ anh không cần là nhanh chậm mà anh cần là em có vẽ được cái này không nhưng mà em hỏi anh là anh có biết speed gọi là, gọi là painting là gì không speed tức là em vẽ được tốc độ vãi lì luôn đấy nhưng mà anh không cần cái đấy mà để phải làm cãi nhau vãi lìn cứ sờ pit về cả các thứ người ta cần sản phẩm nữa sở pit đi đéo thì sở pit hoài rồi bị đuổi thẳng thằng cổ ngay À crack á, à à ý là crack á. Ý là Photoshop crack chứ không phải là crack thì vãi lịt. <laughs> em dùng Photoshop crack thì có được không? Thế crack thì cài cái bản nào mà nó không bị crack ấy. Thì thì để bảo là crack nó là crack. Crack có được không thì anh nói với em luôn là dù anh kiếm khá nhiều tiền từ việc vẽ Photoshop và anh dùng Photoshop nhưng mà xét cho cùng thì anh vẫn đang dùng Crack nha anh vẫn đang dùng Crack đấy là đấy là điều mà ăn từ là bất con mẹ tử ở Việt Nam nha đấy nếu mà nếu mà thực ra mình cũng không phải cái gì tự hào nhưng mà nó 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 là một thứ mà mình cảm thấy mình không cần phải suy nghĩ nhiều về nó nên là thôi cứ dùng thôi nha. thì anh cũng đang dùng crack à thì anh có dùng bản bản uh, uh, mua đâu thực ra cũng muốn mua lắm nhưng mà thôi tại vì có một vài lần anh nghe có nhiều người họ nói về việc là họ cũng mua bản quyền và xin vẫn crack như thường và thì nhiều khi còn lỗi cả bản crack đấy nên là nên là thôi cứ dùng crack đi <laughs> anh không khuyến khích điều này tại vì nói thế hôm sau thằng nào lại bảo thì mẹ thầy giáo mất dạy nếu mà nếu mà mày mà không mua bản quyền mày lại dạy học viên của mày là không mua bản quyền thế là mày sẽ bị thần sáng tạo nguyền rủa hay là mày sẽ bị mày sẽ bị ăn cắp tranh đấy là quả báo kiểu kiểu thì đúng mẹ rồi mình bị thế vậy thật có lẽ đấy là quả báo của việc dùng crack đấy Đợt anh làm full-time remote cho Riot, họ có quản lý anh làm việc 8 tiếng? Có em nha. Có. Họ có quản lý ngày 8 tiếng nha. Mấy bức uh, splash Art của Liên minh huyền thoại PPI của nó khoảng bao nhiêu thì anh không biết đâu. Tại vì anh không làm điều đấy bao giờ. Nhưng mà nói chung thì anh thấy muốn có cái chi tiết cao như thế thì chắc chắn là kích thước của nó phải là rất lớn rồi. nó phải 10.000. Nó khoảng 10.000 pixel hay gì đấy Còn cái kia nó là 72 hay nó là 300 Thì anh nghĩ chắc nó cũng phải tầm khoảng 100 cộng đổ lên nhé 100 cho đến 300 pixel nha Ờ à, là, là DPI nha Ừ <laughs> <laughs> 30 triệu đủ làm con PC vừa chiến game ngon vừa vẽ vời không ạ? À, 30 triệu tính cả màn hình thì sẽ 30 triệu tính cả màn hình. Màn hình thì nếu mà màn hình trung bình thì nó rơi vào khoảng à, 5 5 triệu thì em còn khoảng 25 triệu, 25 triệu mà mua một con PC. Và hiện tại thì anh nghĩ là được, anh nghĩ là được. Nó là dạng tầm trung, tức là cạc nó cũng sẽ là cạc tầm trung. Ví dụ như là à, cạc nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng tầm khoảng à, 1660 hay gì đấy. Tầm tầm đấy chip thì chỉ được khoảng Ryzen 5 thôi, khoảng Ryzen 5 thôi, RAM thì được khoảng 16 GB. À, à ổ cứng các thứ ok. À, còn là mấy cái phụ, uh, phụ kiện còn lại thì nó không đáng bao tiền cả, tản nhiệt các thứ linh tinh. Nói chung là được, nói chung là được nhưng mà nhớ nhá là tầm trung thôi tức là là đừng mơ là mắc cấu hình những con game cháy này nọ kia mà nói mắc cấu hình với 25 triệu là không có đâu nha chắc chắn là không có đâu nó chỉ để được min cấu hình hoặc là medium là cao nhất thôi chứ không thể mắc được cấu hình đâu chắc chắn <laughs> Có bao giờ mấy công ty bé nó lấy cớ tuyển dụng artist mới nhưng mà mục đích của nó không phải là để tuyển dụng, thu hút người làm test của nó để lấy ý tưởng cho sản phẩm mới không ạ? Thì điều này nó rất hiếm khi xảy ra, nó rất hiếm khi xảy ra bởi vì sao? Bởi vì những công ty bé thì khi tuyển người ấy, khi tuyển dụng mà đòi người ta làm thực tập ấy, làm làm bài test ấy thì những người artist ở trình độ cao họ thường sẽ không roi vào những cái trường hợp như vậy Bởi vì họ không có nhu cầu test, họ có sản phẩm, họ có kinh nghiệm Họ sẽ không thử test Vậy những người để đi test vào những cái công ty đấy Sẽ thường là những người ở trình độ thấp hoặc thậm chí không có kinh nghiệm Trong việc làm việc Và như em biết đấy, những người ở trình độ thấp hoặc không có kinh nghiệm trong việc làm việc Thì cái sản phẩm của họ thực tế cũng chưa thể dùng được Uh, thậm chí mà nói là cũng có những sản phẩm mà trông như kết luận nên là nên là nếu cái công ty nào mà nó có cái ý định theo kiểu dạng như vậy ấy, để mà nó lấy ý tưởng để làm sản phẩm mới ấy, thì thực ra đấy là một cái nước đi nó gọi là cắm đầu xuống đất bởi vì nó mất thời gian mà nó sẽ không có hiệu quả nó sẽ, nó không có hiệu quả trong khi thay vì như thế chỉ cần thuê một thằng chuyên nghiệp một thằng artist đàng hoàng chuyên nghiệp mất vài chục triệu cho nó trong vòng vài tháng xong đuổi mẹ đi thôi. Thì có bét nhè thứ để dùng à? Chứ đâu cần phải như vậy đâu. Được chưa? Nên là bọn em đừng nghĩ rằng là khi mà bọn em đi tuyển dụng xong bọn em làm bài test xong rồi nó đuổi em nhưng mà sau này nó vẫn dùng. Những những trường hợp đấy rất hiếm nha, những trường hợp đấy rất hiếm. Có thể vẫn có nhưng mà anh cam đoan với em luôn là cái tỷ lệ nó chiếm cực kỳ ít bởi vì những người không có kinh nghiệm, những người mà ở trình độ thấp họ mới chơi những bộ môn đấy và họ chơi như thế thường nó đâu sử dụng được thôi nó không thể sử dụng được nhé yeah. anh nói câu kia xong người ta ghi âm rồi ao không nghe đoạn sau đâu được mà họ cứ xe đi xong rồi anh sẽ xe cái bài này của anh và xe uh, cái clip này của anh và có đầy đủ những cái đoạn ghi âm ở phía sau nữa đấy là một cách để mình quảng bá nên là cũng là content thôi à, à là cũng là content thôi à cứ xe thoải mái đi các bạn ơi không vấn đề gì chơi game mà còn bị chửi thì đúng rồi xài photoshop crack thì chắc là nó đánh cho nhưng mà thường mấy thằng mà nó mấy thằng mà gáy gáy đấy thường nó cũng dùng crack nên chưa chắc là nó lại lại đã gáy lại với mình đâu đấy thì lại thế nó mới hài thế mày có dùng bản full không thì thì nó lại bảo là tạo dùng crack thì lại đéo được mà nó đi mua bản full về xong là để nó chỉ chơi mình thôi thì nó lại khổ chơi thế nó khổ yeah. <laughs> nha nên, nên là kệ đã thôi vẽ độ phân giải cao thì ram hay vga quan trọng hơn là anh anh không biết đâu cái này không biết đâu thế anh không biết là nó do cái gì khả năng là nó do cả vga nó do cả vga Đấy, cái này thì anh chưa tìm hiểu sâu lắm nên là mỗi lần mà nhu cầu mà anh build máy ấy là anh build nó cứ khỏe mẹ thì nó tự nhiên là vẽ độ phân giải to là tự nhiên nó vào việc Đấy, thế thôi Đấy, không biết là như nào cả thì anh test với cái con máy này của anh thì nếu vẽ trên khoảng 10 10 layer đổ xuống thì có thể vẽ một cái kích thước khá lớn đấy là nó rơi vào đâu đấy khoảng hơn 30.000 pixel flip các thứ thoải mái đấy thì thì cứ view mạnh vẽ hết lên là nó tự nhiên nó vào việc à chị anh không biết là nó do cái gì với cả như anh nói rồi là anh build để anh chơi game nên là vẽ cũng chưa bao giờ vẽ to mức như vậy anh định mở Patreon xong có cả mentorship không ạ? À? Thì anh nghĩ là không bởi vì cái đấy như anh nói từ ban đầu ấy, đấy là anh rất sợ cam kết và cái Patreon đấy là một cái thứ mà nó mang tính cam kết cao. Tức là cam kết rằng là cứ mỗi tháng hay là mỗi tuần thì đấy phải vẽ để mà có reward cho mấy thằng fan ấy tại vì bọn nó đã bỏ tiền ra nộp cho mình này nọ kia mình không vẽ mình không chăm chút cái đấy thì nó chết dần chết mòn thôi nên là anh cảm thấy khá ngại với việc cam kết đấy anh thích thì anh vẽ mà không thích thì thôi nên là chắc chắn là anh sẽ không mở thứ đấy còn là mentorship thì có thể có thể vào một cái giai đoạn nào đấy về sau khi mà thay vì dạy học thì mình sẽ chuyển sang mình làm gọi là mentorship thì có thể có thể tức là sẽ là mentor cho người nào đấy trong vòng 1 2 3 tháng gì gì đấy kiểu kiểu đấy. Cho vài người kiểu kiểu vậy thì cũng có thể. Là, cũng cũng có thể suy nghĩ về việc đấy. Hình như Photoshop nó không cho bán ở Việt Nam anh ạ. Anh thì cũng không quan tâm lắm nó nó bán hay không thì nó nó vẫn bán mà những người Việt Nam họ vẫn mua mà. Còn uh, mua như nào thì anh cũng chịu tại vì uh, anh chưa bao giờ nghĩ điều đấy, anh chỉ nghĩ việc là Cái bản crack mới này nó chạy có mượt không thì anh cứ thế dùng thôi à Thường thường thì kích thước vẽ các bức tranh của anh khoảng cỡ là thì khoảng uh, 5.000px đổi lại thôi Khoảng 5.000px đổi lại Từ 2 3 000 đến 5.000px Anh có định đá sang 3D không? Anh thì không, anh không định đá sang 3D Uh, anh không học được 3D uh, Đối với anh là anh bị lười Chỉ thế thôi Và anh cũng không thông minh lắm Nên anh không nhu cầu học 3D lắm Em đang xài Y5 tư Đang tính mua VGA 3070Ti để vẽ 10k nhưng RAM có 16g em em mua 3070 Ti là để em chơi điện tử cho em lại bảo là để vẽ 10k nghe nó bốc phét vãi đai nha yeah. em mua 3070 Ti đấy xua với em là để em để em chơi điện tử em lại bảo là em vẽ 10k em đừng lấy lý do như thế nó không hợp lý Yeah. Em, em mua thì em cứ mua thôi và Em chơi điện tử là chính Còn như thế có vẽ 10k hay không Thì em cứ thử đi đến lúc là phải thêm ram thì em thêm thôi tại vì thực ra anh nói thật với em mà ram thì nó rẻ thì cái vga đấy nó mới đắt nó đã là hai mấy ba mươi triệu rồi chứ còn ram thì thêm có mấy triệu bạc à ram mới đáng bao tiền ram 16 sáu g lên ba hai g thêm có mấy triệu à rẻ vậy đấy ba mươi hai g ram mua mới toanh đâu còn có bốn triệu hay mấy triệu mà rẻ mà Ờ chứ mua 3070Ti mà lại vẽ file 10K <laughs> nghe, nghe nó không vào việc lắm 3070Ti là để FPS là nó lên là, Trăm mấy, hai trăm hay gì đấy chứ <laughs> uh, Ram thì đáng bao nhiêu Ram thì đáng bao nhiêu em đang theo học cốt nhưng dần thì em thấy cốt nó khó hiểu và không hợp với em. tay em hơi run, em muốn chuyển qua 2D thì thiếu được không ạ? Thực ra thì hình như anh nói về việc run này rồi. Nếu mà em run đến mức mà em không thể vẽ được một cái đường gì đấy mà nó, tức là nó không cần phải là thẳng thớm lắm mà nó hơi hơi thẳng thôi thì em thì em không thể vẽ đến mức như vậy mà em vẽ đường thẳng và thành hình chữ S thì thôi thôi em dở nha thì thôi thực ra thì cũng không nên nhưng mà nếu mà chỉ hơi run nhẹ thôi, thì nó là rất bình thường nó rất bình thường vẫn học bình thường em có thể dùng lasso xô vân 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 để cho nó thẳng bình thường nha, nha. thoải mái nhưng mà cốt thì anh thấy là cốt khá giàu nha. nếu mà em là trình độ cao về cốt ấy thì anh thực sự với em rằng cốt khá giàu giàu thậm chí là giàu rất nhiều do bọn artist nha tại vì mấy thằng artist làm sao ăn được mấy anh cốt nếu mà nói về kiếm tiền mà ở trình độ cao nhất là trong cái giai đoạn hiện tại mà mẹ cốt là block trên thì thôi ăn vào tầm là hốt bạc nghe em nha ăn tầm hốt bạc hốt ơi là hốt ơi luôn Đấy. truyền nó có mốt cam kết theo sản phẩm khi nào anh ra thì mới lấy được tiền trợ cấp thì cái đấy nó thì đấy nếu mà mình mình cũng vẫn phải làm đều đặn tại vì giả sử như tự nhiên là có tầm khoảng năm bảy tháng mình biến mẹ mất thì thì bọn nó cũng bỏ hết bỏ hết follow của mình đi ngay nên là nó dở lắm thôi tốt nhất là anh không thích chơi cái đấy chơi cái đấy nó 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 bị mệt mỏi ừ. em có định em có ý định làm công ty game một thời gian để biết môi trường làm game nhưng em chưa có kinh nghiệm em vẽ thì một hai bức cho vào CV công ty Anh nhận xét được không? Đấy thì em cứ gửi đi Em gửi đi, em gửi vào Facebook của anh ấy Để anh xem Để Xem trong... Đấy gửi đi, nó gửi đi anh gửi đi xem cho Thực ra anh thì lâu lắm ấy, có làm game đâu Nhưng anh chả biết được bây giờ các nhu cầu công ty Ở ngoài này bây giờ hiện tại nó như nào thì anh chả biết nữa à, Nhưng mà chắc nhìn qua thì cũng hiểu được rằng là kiểu là khả năng nó đến đâu ấy Để biết cho nó đi làm được không Một hai bức thì có lẽ là hơi ít Không, nó vẫn cần cạc đồ họa chứ em Chắc chắn là nó vẫn cần cạc nha nếu mà nó không cần cạc thì nó chả có cái chức năng uh, uh, là tích vào cạc để làm gì cả nó có uh. nếu mà tất cả đi thì vẫn vẽ được nha tất cả đi thì vẫn vẽ được xua sure. thì anh đã từng thử điều đấy rồi tức là anh không dùng đến cạc cho photoshop luôn vẫn vẽ được vua của mọi nghề đúng rồi cốt vua của mọi nghề chính là cốt đờ à, học bách khoa cơ khí bỏ ngang sau đấy là đi làm cốt à, các em gái nhìn thấy cốt đờ là dụng chứng à, đi làm thẻ ngân hàng gặp em à, cái <laughs> gì đấy <laughs> hốt cả chị lẫn em cái gì đấy thì phải câu chuyện này nó dài vãi đái về cốt đờ định nghe chú nói xong làm cháu hoang mang, lung lay việc học đại học luôn. Thực ra thì cái đấy không ai mà có thể quyết định hộ cho em được nha, uyên phương. Tức là việc học đại học hay không ấy không ai quyết định cho em được. Mà đối với anh thấy thì thì em thì em uh, học cũng được mà em không học thì nó cũng không sao cả, nó không sao cả. À, tại vì cách nào thì nó có con đường để đi à, nó nó có con đường để đi à. Tức là cách nào cũng có đường để đi hết, kể cả uh, học hay không học đại học vẫn có con đường để đi hết. Tùy tùy tùy. Học đại học cũng có những thứ mà em học ở ngoài em không học được. Đấy, mà ở ngoài cũng có những thứ vào đại học lại cũng không học được nên là phải do mình chọn cái hoa mang làm gì mình thích cái gì mình chơi cái đấy à vậy là đại khái là anh thấy cái hay nhất của của dòng cốt đấy là mấy thằng cốt ấy mấy cốt mà anh biết ấy, mấy thằng buổi đấy nó kiểu cái tư duy của nó rất khoa học nên nó rất là logic ấy, bởi vì là nó cực kỳ cần cái đấy trong khi nó làm cốt đấy nên là thường là mấy thằng đấy nó logic vậy đấy nhưng mà nhưng mà nhưng mà đa phần thì gặp mấy anh cu mà làm cốt đấy là nó cứ kiểu nó cứ mẹ ngơ ngơ thì đéo nào ấy nó cứ ngơ ngơ ấy mà nó kiểu nó nớt ơi là nớt ví dụ như bọn họa sĩ là nó nớt rồi nhá nhưng mà mẹ bọn đấy nó còn nớt hơn nữa mẹ nó cứ ngáo ơi là ngáo ngáo lỏi mẹ luôn buồn cười lắm nhưng mà là cốt rất điên đấy nhưng mà để, anh ngon bạn mà nó làm cốt nhưng mà thằng này nó kể chuyện là là thì phải nhạt vãi lìn <laughs> đéo hiểu cái gì cả <laughs> mà nó cứ bảo là buồn cười cực mà anh nghe mãi mà đéo thấy nó buồn cười thì mình cứ bảo ờ ừ, công nhận là hay đấy thì lại ừ, đường mà cái thứ như thực ra mình đéo hiểu gì cả mà nó cứ bảo buồn cười cực đéo thấy buồn cười với ông cốt ảo lắm cốt <laughs> nó bị vậy cốt nó bị vậy <laughs> Đó, xem tranh của bạn này à, Bạn này Em vẫn đang vẽ thêm Nhưng chưa biết là bước nào thì được Cái gì đây <laughs> cái này cái này thì sao xin việc cái này được. cái này mẫu giáo vãi trưởng ấy, này mẫu giáo ấy? không hiểu cái gì không hiểu cái này con nít quá không được vẽ này chưa, chưa 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 xin việc được em bạn cái này nó chưa xin việc được nó là gần như không thể vì nó yếu quá nó yếu quá nó lem nhem nó bẩn thỉu nó khối nó không có khối và cái đối tượng này nó không, không, chả giải quyết gì cả. Nó không phải là những cái design thú vị nữa. Phong cảnh cũng non. Đại khái là em sẽ không xin việc được. nha, yeah. Cái này thì ok. Những cái này gọi là, gọi là study chân dung thì ok. Nhưng mà những cái dạng mà ý là định hướng tới việc làm cái sản phẩm gì đấy. Mà theo dạng mấy thứ như này. Mấy thứ này là tào lao. Này, mấy thứ này là tào lao. Đây là điều đáng sợ của những người mà họ tự nhiên là họ chơi được một cái bộ môn này này. Là cái bộ môn mà họ vẽ sơ sơ được về chân dung và trông thì nó khá ok. Nhưng đến khi họ vẽ cái thứ này thì nó lại không như thế này. Thế nó mới đầu. Tức là em có thể vẽ rất sạch sẽ về mắt, em có thể rất vẽ rất sạch sẽ về mũi, về miệng các thứ từng cái miếng này nó rất sạch sẽ nhưng không hiểu vì sao bên cái hòm này nó lem nhem vậy đấy. Nó không thể sạch sẽ được giống như bên kia đây là điều quái dị, đây đều quái dị. tức là, tức là thậm chí đến cái quy trình làm việc của em nó còn chưa ổn định ấy, nó chưa ổn định ấy. thì làm sao mà mình làm sản phẩm được? thì đây không phải là sản phẩm tốt nha đây không phải là sản phẩm tốt. rất khó, rất khó để làm job, Rất khó để làm job và những thứ như này cũng không thể, cũng không thể đưa được vào trong uh, job của một cái công ty nào đấy thì người ta không thể chấp nhận cái 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 cái, cái sản phẩm ở trình độ này vì trình độ này nó quá thấp khối khiếc nó không có mọi thứ nó không mạch lạc nó không rõ ràng và nó lòe nhòe rồi nó tối tăm đấy nó không có gì cả nó cũng không có bố cả bố cục nữa xét cho cùng thì em có cái gì em chỉ có chép chép thôi à em chỉ có chép chép thôi là chép chép mấy cái chân dung này thì, uh, thì 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 kinh thôi. Không, ý là bạn có thể là, là study lại của Ruandie gì đấy chẳng hạn đấy study lại những cái này thì có quyền study nhưng mà thế, thế bảo là bạn chỉ có cái gì gọi là chép chép thôi. Uh, chứ thực ra thì để làm những cái sản phẩm kia thì vẫn chưa có mấy ông cốt ở công ty em trông già trước tuổi tóc bạc mẹ đúng rồi mấy nó nó phải suy nghĩ nhiều mà mẹ, logic của nó là nổ não vậy đấy anh yeah. okay, có một bạn nữa lại cũng hỏi về về việc là mấy con chanh Xin nhận xét uhm. Anh ấy không biết là em sẽ học khóa nào Nhưng mà đối với anh thì uh, Tức là khối của em Đầu tiên nhất là khối của em nó không tốt uh, Khối của em nó rất nhì nhằng Ví dụ như mấy ngày này không hiểu là cái khối nó là cái khối gì Không biết là nó đi về đâu thứ hai là cái cách mà em điều khiển những cái phối cảnh này nó bị quá kém tức là nó làm cho không gian này trông nó rất lộn xộn và nó nó kiểu như nó không tạo được nhiều độ sâu ở trong những cái uh, tranh đấy của em hai hai tranh này của em thì nó không có nền uh, thì cứ coi như là chân dung đi thì về sơ sơ ấy gọi là em biết vẽ nhưng mà uh, để thực sự mà ý là mình mình vẽ ra một cái tranh ấy, thì mình cần phải nắm rõ về luật xa gần về uh, việc vẽ ra những cái dáng tâu về việc cái cấu trúc của cái cơ thể nó rõ ràng nó như thế nào về việc những cái khối ở đây thường thì em rất hay bỏ quên về những cái khối đấy ví dụ như những cái khối của tay này nó dày mỏng bao nhiêu em không hề nói ở đây những cái tay này cái cấu trúc dày mỏng của những cái tay này khối nó là bao nhiêu em cũng không hề nói về nó Em chưa giờ nói về những thứ này trong rất nhiều tranh và thậm chí kể cả cái con này khối của nó như nào ấy, em chả nói tức là nó cứ rất lùng bùng nó rất lùng bùng nên là à, em là đang rơi vào cái tình trạng là nó nó nằm ở giữa giờ giờ ngương giờ giờ ngương là, là nếu mà học cơ bản thì có thể cũng không thích bởi vì dù sao thì em cũng vẽ được vài cái tranh nên nó không phải đến mức là em phải study kiểu kiểu như thế nhưng mà để học nâng cao thì em lại chưa đủ bởi vì là mọi thứ nó vẫn còn quá lộn xộn thì khuyên em là một thì em nên học cơ bản. Mà hai nếu không thích học cơ bản thì em nên tự luyện cơ bản ở nhà. Em nên tự luyện cơ bản ở nhà Để em vẽ mọi thứ nó rõ khối hơn, nó đầy đủ hơn, điều khiển được à, luật xa gần, điều khiển được dáng uh, pâu rồi vân vân thế này nó kia. Rồi hiểu đậm nhạt, thực sự rõ ràng rằng nó là cái gì sau đấy rồi mình học nâng cao sau cũng được nhé thì nó cũng có cách như vậy. Hiện tại nó bị giờ giờ gương nó ở giữa vậy. Nên nó hơi non. Nó hơi non. có ai hỏi gì thì hỏi tiếp đi, không thì anh em mình uh, xem nốt <laughs> con clip này rồi nghỉ nhé. đây là đang à, học cơ bản về khối thì học ở đâu học cơ bản về khối tức là mình sẽ vẽ những cái chân dung vẽ những cái tĩnh vật vẽ những cái khối hộp cơ bản đấy vẽ cho đến khi nào mình hiểu cái quy tắc cơ bản của khối làm sao để tạo ra độ sâu cho khối là như thế nào thì đấy đấy là cơ bản về khối tiêu chí khi render một tranh hoàn thiện là gì khi render một tranh hoàn thiện thì tiêu chí của nó là nó sẽ bao gồm có nếu nói về render tại vì em đang hỏi về là về render tức là nếu nói về render thì tất cả các đối tượng bé tất cả các đối tượng dù lớn dù bé đều phải có khối rõ ràng và mạch lạc người ta phải biết được đối tượng nào là trước, đối tượng nào là đằng sau. Sau khi đảm bảo được về tiêu chí về khối cũng như sự mạch lạc của chi tiết thì cần phải miêu tả được chất liệu của các đối tượng chính. Nếu không thể hiện được chất liệu của các đối tượng chính một cách rõ ràng thì cũng chưa gọi là xong. Thì đấy, đấy là tiêu chí. Thế thôi. H1060P giờ mua ổn luôn thì cứ mua thôi cái đấy thì nó đơn giản mà cái, cái, cái bảng đến bây giờ nó rẻ vãi rồi có gì đâu yeah, nó, nó rẻ mà nó có triệu mấy à nó ổn mà mà kể cả đấy, em mua em dùng thời gian mà em thấy chán em bán mẹ đi nó lỗ mấy trăm nghìn nữa à quan trọng mới đâu <laughs> yêu cầu để học khóa nâng cao của anh là gì? Ơ ừ, thì uh, em muốn nên biết vẽ một chút, nên biết vẽ một chút, sử dụng được uh, bâu, vẽ được luật xa gần ít nhất là em có hai thứ đấy thì ít nhất là em còn phát ra được cái ý tưởng của em. Nếu em em không sử dụng được mấy thứ đấy thì em không phát được ra ý tưởng thì học cái đấy nó cũng khó. Còn sẽ artit với artit chuyên vẽ minh họa thì cần thì những cái cần học có khác nhau không thì gần như là nó chỉ khác nhau rất ít thôi nó khác nhau rất ít thôi đa phần thì những cái nền tảng về về hội họa thì hai bên cần như nhau hai bên cần như nhau những thứ nó hơi khác một chút tức là về phần concept artist thì có thể nó sẽ đào sâu nhiều hơn về việc thiết kế tức là đào sâu nhiều hơn về việc thiết kế nó rất quan trọng về đấy nó rất quan trọng về việc đấy việc là thiết kế như thế nào cái cái cần uh, những gì rồi là uh, đại khái là nó hiểu rõ về cái cái quy trình trong việc thiết kế và đưa cho những thành phần nào sau khi thiết kế. Còn uh, bên minh họa thì có thể nó không cần điều đấy, nó vẫn cần thiết kế nhưng nó sẽ cần ít hơn so với uh, có Sebastian bởi vì ở đằng sau nó có thể không có ai cả bởi vì uh, minh họa là một sản phẩm hoàn thiện nó có thể vẽ cực kỳ quái dị, nó có thể vẽ kỳ cục kinh khủng và cái đấy không thể biến thành uh, để làm animation hay gì đấy cũng chả sao cả. Tại vì nó là một sản phẩm hoàn thiện. Đấy, còn concept là chủ yếu là để hình ảnh hóa cái ý tưởng của thằng game design hay là của uh, người viết kịch bản phim hay gì đấy thì nó 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 chỉ là người lên cái ý tưởng thành hình ảnh thôi. À, sau khi lên ý tưởng đấy, bám theo nội dung đấy thì nó cần rất rõ về về việc là tức là những cái thứ mà nó vẽ ra đấy sẽ hoạt động như thế nào để giúp ích cho cái thằng 3D cũng như cái thằng animation có thể xây dựng được nó lên. thì Nó sẽ khác nhau ở cái ở cái đoạn đấy thôi. Đại khái thì em em vào cái kênh của anh thì anh có <laughs> anh có cái clip đấy luôn nha anh có cái clip đấy luôn nha anh có cái clip mà nói về việc là concept và minh họa nó khác nhau như thế nào thì em xem qua cái đấy là ok rồi à, đâu nhỉ đây đây em cứ xem qua cái này là được à đây. Em như nào là concept như nào là minh họa thì em xem qua cái đấy là ok Nếu uh, nếu mà học vẽ digital thì có cần học uh, ý là truyền thống không ấy hả? À? Hay là nhảy thẳng vào digital luôn thì em có thể nhảy thẳng vào digital luôn nhé. Chứ không cần thiết phải uh, học uh, truyền thống bởi vì học truyền thống hay học digital thì em vẫn cần những cái kiến thức đấy, em vẫn cần những cái kiến thức nền tảng đấy. Học truyền thống thì cũng phải học tỷ lệ người Học digital thì cũng phải học tỷ lệ người Học uh, truyền thống thì cũng phải học giải phẫu Mà học digital cũng phải học giải phẫu Học truyền thống thì cũng phải học về lý thuyết màu sắc Mà học digital cũng phải học về lý thuyết màu sắc Học truyền thống cũng phải học về tỷ lệ mặt Và học digital cũng phải học về tỷ lệ mặt giống nhau hết à Đấy là kiến thức Và kiến thức đấy thì xét cho cùng Thì nếu em học những cái kiến thức đấy rồi thì cái còn lại nó là công cụ mà Photoshop là công cụ truyền thống cũng là công cụ thay vì vẽ bằng uh, bằng uh, Photoshop thì em vẽ bằng bút chì thay vì em vẽ bằng bút chì thì em vẽ bằng Photoshop nó chỉ khác nhau mỗi công cụ ấy thôi chứ vì sao lại cứ phải là phải học truyền thống trước thì mới được học digital đi, đi tổ tào lao anh không hiểu vì sao cái khái niệm đấy được ghim vào đầu bọn em rất nhiều trong rất nhiều năm nhé trong rất nhiều năm và có hẳn một thế hệ như vậy họ luôn giao giảng về điều đấy mà anh cảm thấy nó nó không hợp lý anh cảm thấy nó không hợp lý đương nhiên anh không cố gắng để anh nâng cao quan điểm nhưng mà anh thấy thì những cái kiến thức đấy là kiến thức nền tảng về hội họa còn lại thì là công cụ thì em vẽ máy hay vẽ tay nó cũng vậy à Vì sao cứ phải đề cao việc là phải vẽ tay trước Thì mới được vẽ máy là sao Không đúng Không đúng nha Giống như là cái người mà họ bán phở ngày xưa ấy Họ nhất quyết là sẽ cắt bánh phở bằng tay Và họ gọi đấy là cách truyền thống Nhưng mà bây giờ bọn bán phở hiện đại bây giờ Nó có thể thậm chí là cắt cả thịt bò bằng máy Và cắt cả uh, bánh phở bằng máy đấy và nó có những cái cân tiểu ly để nó cân đo đong đếm chính xác về cái lượng nấu uh, cho từng ngày đấy là cần bao nhiêu không bao giờ nó thay đổi thì điều đấy thì nó cũng đâu có sao đâu nó chỉ là một thứ hỗ trợ thôi mà còn cái nội dung chính là nó vẫn nấu phở mà <laughs> đúng không và nó vẫn phải cần có kiến thức về việc nấu phở đấy nó mới nấu được chứ đâu phải là nó cứ dùng mấy cái đấy nó cắt cho nhanh thì thì nó sẽ ra phở đâu đâu phải thế đâu style vẽ của anh giờ thay đổi nhiều ghê nhìn khác biệt hẳn không phải đâu <laughs> anh vẽ kiểu gì nó cũng vậy à yeah. anh có khóa cơ bản ở hà nội không thì anh không có nha anh chỉ dạy online nha Yeah, anh chỉ dạy online nhá. Yeah. anh không dạy uh, offline đấy nhá yeah. gọi là không bao giờ luôn đấy nói rõ câu đấy luôn đấy không bao giờ luôn đấy mà với cái tình hình mà dịch dã như hiện tại thì mẹ dạy offline nó là một cực hình đấy tại vì anh sẽ phải thuê cái nơi để dạy và khi anh thuê nơi để dạy thì tự nhiên lại bùng dịch thế là mất mẹ tiền về việc thuê mướn mấy cái nơi dạy đấy Điều đấy nó rất khổ Và anh dạy online anh dạy được mà và anh uh, chịu trách nhiệm được về cái 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 um, về cái chất lượng mà nên là đâu nên là đâu đâu có sao đâu nếu thích thì cứ học thử nếu thích thì cứ học thử không sao có artist nào hay vẽ anime mà anh thích không ạ? À? Artist nào vẽ anime mà anh thích không ạ? À? Nếu mà là One Piece thì cũng là có anime đúng không? Thì là đấy, Oda. Oda. À, ngoài ra thì có ai nữa? Ngoài ra thì Anh chỉ nhớ mỗi ông đấy thôi nhé chắc là cũng có nhiều ông khác đấy uhm. à. anh có thích nghe nhạc rock không thì anh có anh có à, đại khái là anh nghe tất cả loại nhạc trên cuộc đời này thậm chí kể cả chipu anh nghe nha. tức là chipu có thứ nhạc sài gòn rồi là ưng ừ, hoàng phúc các thứ là anh nghe hết à, rồi anh nghe thậm chí kể cả là nhạc vàng luôn nhé là quang lê, quang lũng là anh cũng nghe nha. ví dụ như là uh, nhạc rock thì anh nghe bọn nào thì đây. Uh, đây là hai cái ban nhạc uh, mà anh hay nghe nhiều nhất. Uh, đầu tiên là đầu tiên là đây, uh, đầu tiên là ban này là Pink Floyd Uh, anh rất hay nghe một cái show của của cái ban này. <laughs> Và ngày xưa thì anh hay nghe cái đĩa <laughs> gọi là đĩa uh, bức tường <laughs> của ban này. Thì đây là bọn đầu tiên mà anh nghe. Bọn thứ hai là Đây là là ban này. À, là anh hay nghe ban này là ban thứ hai và có một khoảng thời gian cũng khá dài thì anh nghe một bọn nữa đấy là đấy là, đấy là bọn này đây là là bọn thứ ba mà anh nghe còn ví dụ như chẳng hạn như là à, cũng có nhiều ban đấy anh nghe nhưng mà đại khái là anh nghe chính là ba là bọn này Yeah, anh nghe chính là ba cái bên này. Đã khai anh nghe nhiều nhạc lắm bởi vì sao? Bởi vì uh, nhà anh là 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 dân âm nhạc ấy. Uh, từ từ ông già anh uh, ông chú anh cũng nghe nhạc uh, Tây từ ngày xưa. Rồi thằng em anh về sau nó học nhạc viện ấy thì nhà anh là là dân nhạc mà nên là nhà anh nó không có cái gì ngoài nhạc đâu nên là cái gì anh cũng nghe hết rồi à. Uh nhưng mà anh thích ba cái đấy chính thôi về sau thì nhạc rap nhạc hết cũng nghe hết rồi đấy lâu di lâu dũng rồi các thứ cũng nghe hết tại vì anh thấy cái nhạc nào nó cũng có một cái dạng hay của nó chứ nó không phải là nó tức là mình nghe dòng này thì mình sẽ kiểu <laughs> mẹ chê dòng khác hay này nó cái nó không phải thế như anh nói anh nghe cả nhạc vàng luôn đấy và nhiều lúc anh thấy là nhạc vàng nó hay vãi đái luôn đấy. nó có bài hay nó có bài không thì nhạc gì nó cũng có cái hay của nó cả nên là vụt tất, là vụt tất, chơi chừa loại nhạc gì cả mà nhiều khi nhá thi thoảng nhá, thi thoảng anh nghe cải lương, anh thấy cải lương nó hay vãi đái luôn, đấy kể cả cải lương luôn. mà ngày mà ngày bé thì anh thực sự lấy không thể ngửi được cái dòng cải lương đấy. tức là cái dòng cải lương là cái dòng mà anh cảm thấy nó mệt mỏi vãi đái. nhưng mà tự nhiên không hiểu cũng cũng có khoảng thời gian mà anh thấy cải lương nó rất vào việc rất vào việc đấy Là anh nghe hết rồi anh nghe hết rồi chưa chừa loại gì cả chưa chừa loại gì Uh, Pink Floyd anh nghe lâu lắm rồi anh nghe từ hồi mà để anh xem nào từ năm chín mấy ấy. từ năm chín mấy là anh đã là anh đã nghe này từ thời mà nó còn là băng này băng 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 video ấy đấy <laughs> cô gái này cổ bị dài phải không? anh? Thực ra đây là cái cổ của cái con kia chứ không phải cổ của con này. <laughs> nên, là, nên anh cứ để ở đây anh chỉ thay cái mặt này thôi. Mà. <laughs> Nếu em muốn học khóa digital painting nâng cao của anh thì em có thể đưa cho anh xem những tranh đã vẽ. Đấy thì anh nói rồi em cứ inbox thôi nha, em cứ inbox thôi thì anh sẽ xem. Xem uh, ngay bây giờ luôn được. em luyện tập một thời gian rồi thầy xem giúp em phát em đi học việc là công ty game được không cái gì cơ gọi là, là in inkaku chấm nguyên á à? inkaku chấm nguyên sao, sao 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 ảo thế là cái gì vậy? gì <laughs> vậy? À, có bạn này có bạn này bạn ấy hỏi à, chưa có được anh xem tranh em hiện tại đang lấy trung bình ok cho bức bên dưới em đang muốn tăng giá một chút em xem hộ xem có nên không thì uh, đây là bức tranh của bạn ấy đấy đấy bức tranh của, của bạn ấy và anh nghĩ rằng là với cái giá mà em đang đọc thực ra thì anh cũng không tiện là nói ra ở đây nha với các bạn khác à, nhưng mà anh nghĩ thì tranh của em nó sẽ lòng vòng tầm khoảng ba bốn trăm đổ lại nha, tầm khoảng ba bốn trăm đổ lại à, thế thôi chứ để chứ để hơn nữa thì chưa được à, có thể là em sẽ đi được với một khách nào đấy nó cao hơn thì anh không biết nhưng mà đối với anh thì nó sẽ chỉ khoảng đấy thôi nó sẽ chỉ khoảng giá đấy thôi. khoảng 3 400 đổ lại nha. khoảng 3 400 đổ lại. Tranh anh đang vẽ có kích thước với độ phân giải như nào anh? Em mới xem ở đây, em nhìn ở dưới góc, 2000 ở dưới góc bên trái này. 2500 nhân 2009 72 DPI. Được rồi anh thấy chu tiến thăng sinh viên hội họa trường anh vẽ vừ thịt, anh biết thế đéo được mấy này là ai ừ. tại vì anh đánh ra trường lâu lắm rồi anh còn không anh là loại gọi là vét đĩa trong trường đấy thì bây giờ anh biết làm sao được mấy cái cá nhân này là ai nha anh anh không biết được đâu anh không biết được đâu chứ em là người đang học trong trường hay là em là người đang 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 kiểu gọi là rất là quan tâm đến những cái bạn đồng trang lứa thì thì em mới biết được người này anh chịu anh không biết được đâu anh không thể biết được và đương nhiên thì sinh viên sẽ có những người càng thế hệ càng về sau thì vẫn sẽ có những người rất giỏi rất giỏi họ họ rất nổi bật ở trong trường cũng như là kể cả so với những người bên ngoài họ cũng là những người rất giỏi thì điều đấy điều rất bình thường có thể bạn đấy là một bạn mà họ vẽ đẹp nhưng mà anh thì thực sự không quan tâm bởi vì uh, anh có quá nhiều thứ để quan tâm anh chưa biết được bạn đấy là ai cả uh, phải xem tranh mới biết được phải xem tranh mới biết được. anh học trường nào ngành gì vậy anh anh học trường mỹ thuật Việt Nam khoa hội họa em nhé khoa hội họa khoa hội họa thông tin khóa học online ở đâu thì em uh, thì em xem ở trên đây nha đây anh sẽ show đây 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 nha đấy thì em có thể xem ở trên này cái thông tin khóa học của anh ở trên này đây. Anh thấy sự phát triển của game artist trong những năm tới sẽ như thế nào? Các công ty game Việt Nam sẽ đẩy mạnh phát triển game PC thật chỉnh chu hay sẽ chỉ làm game mảng mobile sổi thôi? thì có lẽ thì nó vẫn phải như thế này trong vòng nhiều năm nữa bởi vì đương nhiên thì anh cũng tìm được thấy có một vài những cái studio nó có cái 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 cái, cái độ chất lượng gọi là nhất định ở trong hiện tại bây giờ thì nó nó đã có những cái studio nó dạng như là nó có chất lượng cũng khá cao rồi Uh, nhưng mà có lẽ thì cái giai đoạn hiện tại ấy, ở trong một hai năm tới ấy, thì người ta đang rất bận với việc làm game nft nha, nha họ đang rất bận làm game nft và sau cái khoảng thời gian làm game nft này thì sẽ khi nào mà nó hết trend ấy, khi nào nó hết trend ấy thì nó sẽ đẻ ra những công ty mà giàu vãi đái và có những công ty thì nó vẫn không kiếm được gì cả. Thì những công ty mà không kiếm được gì cả khi nó hết trend ấy thì nó sẽ quay về việc làm game mobile bởi vì bản chất thì bọn nó vẫn nghèo thôi. Nó không thể làm được những game xịn. Còn cái định hướng của những cái công ty mà sau khi nó đã rất giàu đấy rồi thì anh cũng không biết là mấy giám đốc đấy nhu cầu nó như nào. Có thể là vì nó giàu quá, nó đéo làm game nữa, nó đi chơi, nó nghỉ. đấy Còn nếu ai thực sự đam mê thì có thể bọn em sẽ được nhìn thấy những cái sản phẩm thực sự đầu tư vào khoảng thời gian tới nha. sẽ sớm thôi trong khoảng vài năm tới sẽ sớm rồi sẽ sớm đẻ ra những thằng dầu như vậy tại vì không phải là um, là chỉ có một mình cái công ty kia cái công ty gì đấy mà làm ra cái game NFT mà mà đang nổi tiếng đấy nó có thể thành công nó có thể có rất nhiều công ty khác nữa nó đi theo và nó cũng có thể thành công được như vậy bởi vì cái thị trường đấy nó là như thế. Nó rất dễ nổ nó rất dễ nổ và xịt thì cũng không mất quá nhiều đâu xịt thì cũng không mất quá nhiều đối đối với dạng đấy đâu nên là nên là khi mà nó nổ rất to ấy mà nó thực sự đam mê làm game thì sẽ sớm rồi sẽ sớm có những công ty mà làm ra là những game có chất lượng cao sớm thôi sớm thôi và cái trình độ artist của Việt Nam hiện tại ấy, thì anh nghĩ là nó đã sang một cái thời kỳ mới rồi tức là nó sang một cái thời kỳ mà mà những người trẻ họ được tiếp cận nhanh hơn, họ họ đi nhanh hơn rất nhiều gọi là tốc độ rất cao so với cái thế hệ của anh ngày xưa và cũng như là việc mà cái trình độ của họ nó gần nó gần sát với nước ngoài ấy. là bây giờ hiện tại là nó khá mạnh rồi đấy nên là mình mình có lẽ là mình đủ mình đủ lực để mình làm được những con game tốt hơn rồi nha những con game tốt hơn rồi những con game mà có dạng như là có có cái đồ họa mà nó trau chuốt ấy là làm được rồi anh chỉ có băn khoăn đúng một thứ của của cái nền công nghiệp game ở Việt Nam này đấy là về game designer về game designer thì anh vẫn thực sự là không 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 có niềm tin lắm về về game designer của Việt Nam, tại vì họ không được đào tạo bài bản nhiều, tức là những người được đào tạo bài bản hiện tại là quá ít đấy và và lại khá để làm ra cái gì nó thực sự đặc biệt thì bây giờ hiện tại game design ở Việt Nam ấy được đối xử một cách mà nó đối với anh rằng nó khá tệ, lương nó quá thấp và gần như không coi ra gì trong khi những cái công việc mà nó phải làm hiện tại đang là quá nhiều đấy thì thì có lẽ cần tôn trọng họ hơn có lẽ cần đầu tư hơn cho họ để để họ có thể là sáng tạo tốt hơn còn artist thì là ok đấy nó chưa phải là mạnh nhất nhưng nó là ok lắm rồi nó là ok lắm rồi cho việc có thể làm sản phẩm xị ok lắm rồi và chỉ có những công ty mà nổ to nhé tức là tức là có rất nhiều tiền và trả tiền xứng đáng thì mới làm được ra sản phẩm tử tế bởi vì bây giờ hiện tại thì artist của việt nam ấy cái trend của họ vẫn chỉ là làm freelance thôi tức là họ không có nhu cầu thực sự với việc là cống hiến cho các công ty ở việt nam bởi vì cái mức lương của các công ty việt nam giả ấy nó quá thấp so với trình độ của họ vào hiện tại và nếu họ làm freelance họ vẫn kiếm được quá nhiều tiền so với làm gọi là chính thức gọi là cho một công ty. Và những công ty Việt Nam thì có có khá nhiều phần trăm mà những công ty mà những thằng giáo đốc nó nó khá bẩn tính về việc là, gọi là những cái chế độ đãi ngộ cho nhân viên cũng là thế này nọ kia okay. thì người ta cảm thấy đó, đấy là một cái môi trường nó không đáng để cống hiến. Nên là để bây giờ họ tìm được những artist mà có chất lượng ấy để cống hiến cho cho các công ty ấy. hiện tại là anh thấy nó bị khó. Là nếu họ không thay đổi cái điều đấy, đương nhiên là họ không thể nào mà họ đi lên được nữa đâu. nên là chờ chờ hết cái trend là NFT này là nó vào việc, nó sẽ vào việc. Anh có theo dõi streamer Việt Nam nào không ạ? À? Nghe anh nói hơi giống anh Dũng CT thì anh không chắc là cái chất nói chuyện nó giống nhau thôi chứ còn anh thì anh cũng không xem streamer Việt Nam nhiều à, mà dạo vừa rồi thì anh có hay xem bằng Pew Pew bởi vì là nó chơi cái game gọi là Naraka thế thôi chứ còn uh, hay là anh uh, hay xem ông uh, là Đỗ đổ ấy tại vì là nó cũng khá hài và nó giải trí trong lúc mình vẽ thì thì, thì có xem người đây. đấy thế thôi khóa của anh một tuần một buổi vậy ngoài giờ dạy ra anh có nhận sửa bài hay chỉ sửa lúc dạy thôi thì anh chỉ sửa lúc dạy thôi ngoài ngoài cái lúc dạy ra thì bọn em có thể hỏi ở trong cái group à, uh, chat của lớp và anh vẫn sẽ Nhận xét cũng như hướng dẫn Nhưng không sửa bài Nhớ nha, nhưng không sửa bài đấy, Nói rất rõ đấy, tức là anh chỉ chat thôi nha Anh chỉ chát Các có nhiều năm kinh nghiệm như anh Sau một thời gian Có còn tâm huyết làm cho các công ty game Việt Nam hay sẽ tách ra làm Cho các dự án nước ngoài Với thu nhập cao hơn nhiều Đây là điều chắc chắn em nha tại vì anh là một người mà anh thực sự là anh nếm trải cực kỳ nhiều cái nỗi đau đến từ việc làm cho các công ty của việt nam nên là uh, tức là anh tức là anh bị đối xử một cách mà nó 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 không công bằng chẳng hạn này hay là uh, những cái môi trường làm việc nó, nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình bởi vì những cái sự tô xích ở trong cái môi trường làm việc đấy này hay là những sự so sánh rồi vân 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 rồi là trả lương không thỏa đáng rồi tìm cách đuổi người bởi vì là không thưởng rồi thế này nó kia vân 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 nên là anh thực sự thì anh không có nhu cầu anh thực sự không nhu cầu làm cho các công ty game Việt Nam dù bằng bất kỳ giá nào anh không có nhu cầu à, và thêm nữa rằng là hiện tại thì làm freelance thì kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều so với làm cho các cái công ty Việt Nam như đã nói lúc nãy nên chắc chắn rằng là là không còn cái tâm huyết đấy đấy điều chắc chắn nhé cái tâm huyết đấy nó chỉ có được với một người mà họ tức là thứ nhất đấy là họ phải chơi với mình và họ thực sự hiểu rằng là À, thằng này nó như nào à, mình sẽ dùng nó vào việc gì à, họ tôn trọng mình thì may ra mình làm việc được nhưng lại mấy cái thằng studio ở Việt Nam nó có tôn trọng artist đâu nó coi bọn artist như kiểu cỏ rác ấy mà mấy cái thằng đầu bùi này mày làm được không mà làm mà không làm được thì phải nick con mẹ đi kiểu kiểu thế thì, bọn đấy nó toàn thế à xong rồi là nó chế độ đãi ngộ thì như cứt đi. nhưng mà nó đòi hỏi thì nhiều nó cứ đòi là mình phải cống hiến trong khi lương mình đâu được bao nhiêu đâu cống hiến con mẹ thì trong đến lúc mà mình bảo tăng lương thì nó lại bảo là um, anh thấy em á là um, em làm được việc em em ok nhưng mà thực sự thì anh tức là anh tức là anh cảm thấy thì em vẫn chưa xứng đáng với mức lương này anh sẽ cần thử thách em thêm nửa năm nữa đi con mẹ xong là mình làm thêm nửa năm nữa mình bảo là anh ơi, bây giờ em muốn tăng lương ừ, đại khái bây giờ tình hình công ty ấy, thì nó đối với anh là nó khá khó khăn nên là anh thực sự là cần em chung tay vào những cái khoảng thời gian này bởi vì là những khoảng thời gian này là những khoảng thời gian mà à, khó khăn nhất của công ty nếu mà em vượt qua được cái cái lúc này cùng với công ty thì anh hứa với em rằng chúng ta sẽ có một cái tương lai cực kỳ rực rỡ về sau ít mẹ Xong đến lúc là cái công ty nó thành công xong là game nó nổ nó mấy triệu lượt tải Xong thế này nọ kia Ê, mình bảo là à, anh ơi thế team em đợt vừa rồi làm nó cũng ok thì à, em nghĩ là là chắc là cũng phải được thưởng một tí chứ uhm, em nhìn thế thôi mấy cái số đấy ấy, nó là ảo ảnh hết Em đừng tin vào nó Anh nói thật với em ấy Chả kiếm được bao nhiêu cả Mà Thôi được rồi Thì anh thì anh cũng thưởng cho em Thì bây giờ thì tại game Nó kiếm được tầm khoảng à, Ví dụ như là 500.000 đô Hay là một triệu đô Giả sử thế đi à, <laughs> Đợt này dự án nó thành công nhá Mỗi bạn được thưởng 2 triệu tiền hoa quả ở Vãi lìn Ok nản ơi là nản ơi đấy hiểu lại hai triệu tiền hoa quả tức là tất cả những thứ đấy nó đều không xứng đáng ấy nó đều không bao giờ xứng đáng đối với mình cả rồi nó làm rất nhiều những thứ mà theo kiểu dạng như vậy thì mẹ ông cày thôi phong bạt hết nó là phong bạt hết không mẹ không chơi với bọn nó đâu anh bảo rồi bây giờ bọn em cứ, cứ nghĩ mà xem anh em trong gia đình nha anh em trong gia đình Đấy, thì mẹ nó thương nhau vãi lìn nhưng đến khi ấy mà chia ra tài và tài sản ấy thì mẹ nó đánh nhau là vỡ mẹ đầu luôn đây là anh em ruột nhé chứ đây lại là người ngoài nó lại là người cầm trịch nó thưởng thế đéo cho mình được bây giờ tiền đổ vào người nó bây giờ nó cho mình bao nhiêu mình biết bấy nhiêu à, biết thế đéo nó được mà tiền thì thằng đéo nó chả tha mình lại là dạng cù bơ cù bất mình có phải anh em ruột nó đéo anh em ruột nó còn đánh cho vỡ con mẹ cả đầu rồi đây còn là người ngoài Nó cho 2 triệu là mày Nó cho 2 triệu là mày Nên là thôi Các công ty ạ à. Thôi thôi Cảm ơn Thank you Không có đâu đương nhiên thì cái tư duy của anh có lẽ rằng nó sẽ bị hơi tiêu cực nó sẽ bị hơi tiêu cực đối với một số người tại vì sẽ có một số người ví dụ chẳng hạn như là họ là giám đốc à, gọi là giám đốc mà họ vào họ nghe anh nói và mẹ thằng này mày nói thế không được tao là một giám đốc uy tín và tao là một người đã từng thưởng cho nhân viên cực kỳ nhiều tiền chỉ để đơn giản là họ gắn bó hơn với công ty đương nhiên là vẫn sẽ có những người như vậy nhưng mà anh đéo gặp trường hợp đấy Nha sau nhiều năm mình làm việc là anh đéo gặp còn ông bốc phét với ai hay là ông thì mẹ ông bảo ông là người tốt thì tôi cũng kệ mẹ ông rồi tôi, tôi biết thế đéo được ông là ai tại vì tôi không chứng kiến điều đấy tôi chứng kiến những người đã làm với tôi và họ đối xử với tôi như nào tôi nói lại đúng như vậy thôi nó chỉ thế thôi nhá. nên là xin lỗi với mấy anh studio nhá. nó xua mẹ luôn đấy là tôi bị đối xử như thế nên tôi chỉ làm freelance thôi vuông khi nào mình có khóa cơ bản về anh khóa này mình có được học về gesture không ạ à? thì đương nhiên khóa cơ bản anh sẽ dạy về cái đấy khóa cơ bản thì ngày à 14 giờ ngày 21 tháng 10 em inbox lại đăng ký nha đầu tháng 11 mình sẽ học <laughs> em cứ nghĩ chỉ mình em mới ăn tạp như thế một đợt toàn nghe nhạc vàng là... thật nhạc vàng nhiều khi nó vào việc vậy đấy nghe nó lại hay thêm cái đầu đây là anh nghe hết mà cái điện anh nghe mà bức chân dung này anh dùng rep nào ạ à? thì anh google thôi thì anh thì anh nhìn thấy con rep nào thì anh táng vào đấy thôi thì anh anh không để ý lắm đâu, đâu bây giờ tìm lại cứ tìm tên gọi là nhân vật này thì nó ra rồi à chắc do trải nghiệm cuộc đời khác nên nghe mấy dòng đấy nó ngớ... thực ra nó do độ tuổi nó do độ tuổi có thể nó là như vậy đấy tức là nó do độ tuổi có những độ tuổi mà mình thích nghe những dòng nhạc đấy thì phải thế nó bị ảo nick insta anh youtube không cho gửi link nghĩa chung nick insta thì phải thôi em inbox ấy cho anh đi em em inbox cho anh uh, uh, qua facebook đi để anh xem bây giờ anh tìm insta của em thì anh lú luôn à, anh không biết đâu mà lần được cả anh nghĩa chung nha ba bốn trăm đô hả anh ờ ba bốn trăm đô hôm nay em có thằng bạn con tách anh mà anh báo giá nó như vậy nó là do anh không thích làm việc với nó hay là do lý do nào ạ? <laughs> đây bạn em à? à thực ra là không thích cũng là một phần nhé, thực ra không thích cũng là một phần nhưng mà nhưng mà cái giá bạn em đưa thì nó cũng hơi rẻ, thực ra cái giá cái cái giá mà cái giá mà 800 ấy thì chắc là cũng sẽ có người làm đấy nhưng mà anh thì không làm. Đấy, anh xua là, là anh không làm luôn nhá. À, tại vì giá đấy không phải là đắt đâu Giá đấy không phải đắt đâu Cái giá đấy là là giá rất trung bình rồi. Giá đấy giá rất, rất, trung bình rồi. Nhưng mà trong đấy rõ ràng là anh cũng có một chút Rằng là anh không thích làm đâu nha đép game PC chắc 10 15 20 năm nữa quá. Thực ra game PC thì đương nhiên là Việt Nam mình không nhu cầu làm nhiều. Không không nhu cầu làm nhiều. Anh chỉ nói về việc là họ sẽ làm những con game chất lượng hơn trong khoảng vài năm tới. Là điều đấy có, tức là họ sẽ đầu tư rất sâu về những con game đấy là có. Đấy còn PC hay không thì không biết, tại vì cái trend xu hướng bây giờ thực ra là nó cái người mà họ chơi mobile nó cũng nhiều lắm nên là vẫn đem game là mobile nó vẫn được à chứ nó đâu cần phải là pc đó còn một đoạn nữa đoạn khoảng hai mấy phút nữa này. này. Uh, chip ấy thì thì khó đấy uh, chip ở ở ở Việt Nam mình thì khó tại vì uh, không biết đến khi nào nhưng chắc rồi nó cũng sẽ có thôi thì 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 bọn em cứ nhìn cái uh, nhìn cái cái cách phát triển của bọn tàu ấy thì tại, tại vì bọn tàu ấy nó không phải là một bọn mà mà đi đầu trong gọi là ngành game vào ngày xưa nhé vào ngày xưa, tức là ngày xưa cái thời mà ngày xưa thì nó sẽ có là những game, những những, những dòng game hay ấy, thì nó sẽ đến từ mỹ hoặc là đến từ hàn, thì hầu như hoàn toàn là là những cái game hay là từ là đến từ những là mấy cái nước này hết à? thì bọn tàu lúc đấy nó mới học làm game và khi khi mà nó học làm game thì như mình xem ấy thì có lẽ nó rơi vào đâu đấy khoảng 10 năm là bọn tàu ấy nó khoảng khoảng đấy ánh Áng nó khoảng khoảng như thế tức là nó làm game rất lêu hêu này và nó không hề hay gì cả nhưng nó đã làm ra được game và thành công với một số những cái con game nó không phải thực sự là đình đám ở bên tây nhưng ví dụ như việt nam mình là dạng biết thì những con game như kiểu võ lâm truyền kỳ các thứ kiểu kiểu như thế thì cái thời đấy nó đã làm ra được những sản phẩm hoàn thiện như thế rồi nhưng nó không phải là dạng đình đám như kia nhưng mà sau khoảng thời gian đấy thì Artist của nó phát triển này, ngành game của nó phát triển này, nó làm gia công rất nhiều này, nó học làm game rồi nó sao chép game vân 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 rất nhiều trong khoảng thời gian đấy. Và cho đến hiện tại thì anh đánh giá rằng khoảng mấy năm đổ lại đây thì game bọn tàu khá hay ấy. và và nó khá đỉnh luôn nhé. Tức là nó khá đỉnh kể cả về mặt đồ họa, kể cả về lối chơi nhé. Và gần như những cái dòng game của bọn Hàn ấy cho tới hiện tại đối với anh là nó bị nhạt nhòa so với game của tàu. Đấy, thực sự game tàu nó hay Game của bọn Tây thì nó vẫn có một cái đặc biệt gì đấy Nó vẫn có một cái đặc biệt gì đấy Nhưng bọn tàu nó đang là bọn mà Nó đang có xu hướng đi lên rất mạnh Nó cũng vào top ở đấy Thì mình mình cũng Nếu mà mình có cái lực mạnh như nó Thì mình cũng phải trải qua ít nhất là khoảng 10 năm nữa ít nhất là 10 năm nữa Nhưng mà anh nghĩ là 10 năm Có khi để mà uh, Gọi là ba con A mà 10 năm Thì 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 cũng chưa được đâu thì cũng chưa Không được đâu được. vẫn còn mấy ông sếp mà phải nợ lương nhân viên với cả là đến tết thì đuổi để cho đỡ phải thưởng thì lấy đéo ra mà a a à. à. Yeah, chỉ có ccc thôi yeah. em học thiết kế đồ họa có theo được vẽ minh họa theo vẽ minh họa thì ai cũng theo được còn vẽ đến đâu đẹp hay xấu thì nó còn chưa biết vì cái đấy là nó do em chứ còn thứ hai nó cũng có nguyên tắc nó cũng có kiến thức của nó đàng hoàng chứ không phải là nó không có vì thế nên là à, có thể theo được nhé. có thể theo được Uh, những cái công ty ở Việt Nam mà làm mà làm ao uh, suộc cho nước ngoài ấy, thì mẹ, mẹ, chỉ là chất lượng về hình ảnh của nó là hơi kinh ấy nha animation rồi các thứ là hơi kinh đấy chẳng qua Việt Nam mình là nó không chịu đầu tư hay là nó không chịu chơi khô máu nó gọi mẹ hết mấy anh đấy về rồi tại vì mấy anh đấy lương nó bị cao quá vì nó làm cho Tây thì lương nó phải cao thôi đấy thì chưa mà quy tụ được hết cái bọn đấy về là làm được đấy, là làm được đấy là kinh luôn đấy. Uh, gọi là bị chảy máu, yeah. bị chảy máu là nó làm cho tây hết à. Em đang có tầm 6m. Có hai mã đều P. P là không được rồi. dòng dòng P là không được rồi em. Dòng P là dòng gì ấy nhỉ? Thường 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 người ta mua dòng U em ạ. U là U, U là Ultra Sharp ấy thì đừng mua dòng P em nhé. Mua dòng U ấy. Anh không nhớ về những cái mã dòng này để anh để để anh tìm lại này. các mã màn hình đeo. Để xem xem là nó dòng P là uh, professional à? professional là là dòng gì nhỉ? chống chói chân đế chưa cao màn hình dòng U là dòng màn hình đeo rất chất lượng chất lượng và thiết kế của màn hình này miễn chê chỉ sử dụng tấm nền chưa hai phân khúc UP và AW dòng UP cái dòng cái dòng đắt nhất là dòng UP thì phải uh, dòng UP thường 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 thì người ta mua với dòng U này chứ người ta không mua cái dòng P bây giờ anh cũng chưa biết là có ai mua dòng P này không nó gọi là màn hình đeo chuyên nghiệp chúng ta thừa chúng thường được trang bị tấm nền chống chói IPS thì cái màn đeo nó trả là IPS chống chói nhưng cái màn U ấy là cái màn mà có cái chất lượng hiển thị nó rất cao vì nó là Ultra Sharp à, Đấy Thì người ta hay mua dòng U hơn em nhé Thì anh cũng không biết là dòng P như nào đâu Thì em đang chọn là cả hai cái màn đấy là hai là hai màn P Bây giờ anh sẽ thử tìm xem một con hai uh, P2421 này P2421 thì rơi vào đâu đấy khoảng 6 triệu Mà một con là U2421 có không? U2421H này nè. Ừm. U2421 HE 5 triệu 9 nó cũng xem xem tiền chắc nó cũng ná nhau rồi Nó cũng ná nhau rồi 2719 2719 Nói chung là thấy nó cũng xem xem hết à Có con này thì là, 2, là 27 inch hả à? con này là 27 inch 29 p mà 5 triệu 7 mà 27 inch mà full HD thôi mua to này đâu để gì đâu nó vẫn là full HD thôi à có gì hot đâu mấy con này xem xem ạ à. mấy con này xem xem rồi có thể nó sẽ có một cái thay đổi gì đấy nhưng mà theo như thấy thì với giá tiền bằng nhau như thế thì thường nó sẽ không có cái gì gọi là nổi trội đâu nó nan ná hết cả anh vẽ freelance cho game thì có thỏa thuận hoa hồng doanh thu không hay chốt giá cố định thì mẹ vẽ... không làm sao có cái thỏa thuận đấy được cái thỏa thuận đấy không nó em em là bạn thân thằng 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 kia thì em mới có cái thỏa thuận đấy nha còn bình thường thì không có thỏa thuận đấy đâu tức là em làm xong việc thì thôi giải tán như nó giả tiền cho em tức là hết như... Uh, doanh thu gì đâu rep như thế nào thì mới gọi là rep tốt không nó không quan trọng rồi mà. nó nó không quan trọng đâu rep nào cũng được nó do người sử dụng chứ nó không phải do cái rep đấy mà là nó do người sử dụng anh ăn cơm chưa anh chưa ăn cơm không biết anh thấy thế nào chứ trong phim con thứ hai chết không có cảm xúc lắm ơ ừ, thực ra thì uh, thực ra thì mình có thể đoán được điều đấy mình có thể là đoán được điều đấy thực ra cái phim này có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều uh, mà nhất là nó đến từ bọn châu âu uh, nó đến từ bọn tây ấy. thì anh thì anh có một cái suy nghĩ như này này tức là cái phim này có lẽ là nó sẽ hay hơn với những người châu Á bởi vì sao bởi vì cái cách chơi, chơi các cái trò chơi trong này ấy, nó 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 rất gần gũi với bọn uh, với cái tuổi thơ của dân châu Á cái bọn châu Âu ấy hay bọn Mỹ mùng các thứ ấy nó không nó thấy cái phim này cũng bình thường bởi vì là nó sẽ đi so sánh với uh, với đấu trường sinh tử với cả các thứ này nào kia giờ uh, Hunger game hay cái gì đấy kiểu kiểu như thế bởi vì là nó nói rằng đây là một dạng như kiểu như game là um, uh, sinh tử xong uh, là nội dung nó cũng chỉ vậy thôi nhưng mà nếu nếu mà bọn em để ý kỹ thì thì cái tuổi thơ của dân châu á và dân châu âu nó khác nhau rất nhiều nó khác nhau cái gì đây uh, dân châu âu khi mà còn bé bọn nó sẽ không chơi những cái trò như là ném lon, liếc ảnh này nọ kia, những trò bắn bi này nọ kia, nó sẽ không chơi những trò đấy. Những trò mà bọn nó chơi, ấy, nó sẽ liên quan đến như là bóng rổ, uh, bóng chày, là các thứ như thế. Và những thứ đấy ấy, nó không sinh ra những cái trò khốn nạn như bọn dân châu Á nó chơi. Cái bọn con nít chơi ngày xưa, ấy, ví dụ giống như anh là một người mà ngày xưa anh sống ở một khu gọi là khu chợ và cái cách mà cái cách mà bọn anh chơi những cái trò con nít ấy nó giống y hệt như là chơi mà không có ngày mai vậy <laughs> là tức là chơi mà như không có không có ngày mai ấy. tức là mình là mình chơi mà mình cảm thấy rằng là mẹ cái lần này cái việc mà mình ném cái lon này ấy, mà mình ném trượt đấy là mình bốc kết rồi là tức là coi như là mình thì bị chết, tức là mình bị hầm đến chết mẹ luôn ấy và mình chơi rất căng thẳng và mình cũng lừa bọn con nít đấy để mình lấy cái ảnh của nó, mình lừa bọn nít mình dụ dỗ này nọ kia để mình lấy cái viên bi của nó thì ở trong cái trò chơi đấy, trong cái phim đấy bọn nó khắc họa rất rõ về cái về cái cách chơi đấy gọi là về những cái tư duy mà giống y hệt về cái tuổi thơ đấy và nó giống y hệt những thằng châu Á mà đã từng chơi gọi là những con game đấy và cái ông cái ông mà cái ông già ấy thì ông có nói rằng là về sau như kiểu cái việc mà người nghèo ấy, người ta không có thú vui cũng như những cái người giàu ấy họ cũng chả có thú vui với mẹ gì cả và ông muốn tìm lại cái thú vui duy nhất của ông ấy đấy chính là giống như, như cái tuổi thơ của ông ấy là ông ấy được chơi thật vui và chơi những những cái game đấy thực sự đúng là chơi luôn ấy. đấy đấy thì thì cái tư tưởng đấy bọn tây nó đéo hiểu đâu bọn tây nó hiểu thì đéo được cái tư tưởng đấy là bọn tây nó chơi là nó là gọi là bóng rổ nó chơi là bóng bầu dục nó chơi là nó toàn mấy cái môn đấy không à nó làm sao mà nó biết được là cởi chuồng liếc long xong là hầm đến chết mẹ ông cảm thấy là đau khổ vãi đái với cái việc đấy mày bắn trượt một viên bi rồi mày sẽ bốc cất đi vì mày sẽ mất hết toàn bộ bi của mày này nọ kia cái tư tưởng đấy mới là cái mà anh cảm nhận được ở trong cái bộ phim đấy có thể là người khác sẽ cảm nhận thứ khác nhưng đối với anh nó là như vậy và cả cái bộ phim đấy nó là dạng như thế tức là hãy chơi thật vui chơi nhưng khi còn con nít ấy và con nít mình chơi như nào mình chơi đến chết luôn tức là mình chơi như là mình không thể được chơi nữa ấy. đấy nó đúng là như thế đấy thì chắc là thằng đạo diễn hay là thằng gì đấy trong cái bộ phim đấy thằng biên kịch hay là thằng đạo diễn đấy là nó có cái tư tưởng này thật đấy là hồi bé là nó sẽ chơi đúng như thế và bây giờ khi lớn rồi thì chỉ có một cách duy nhất rồi đấy là cược mạng sống ra thì mới chơi lại đúng như thế được còn không thì sẽ chơi thì kiểu rất đẹp, lêu hều đội người Nhật nói tiếng Việt chơi phim. <laughs> không thực ra thì mấy tây nó cũng nó cũng không phải thằng nào cũng thích đâu. <laughs> Anh uh, như như mà bọn em xem cái lúc mà bọn nó chơi bắn bi ấy, bọn nó chơi bắn bi ấy. Xong bắt đầu là cái thằng là nhân vật chính ấy Mà tự nhiên là ông già kia ông lòi ra là ông bị quên Thực ra có phải ông quên đéo đâu Nhưng mà rõ ràng là bọn con nít ấy Là ngày xưa chuyên có trò lươn lẹo vậy Thực sự luôn ấy Là khi mà anh chơi ngày xưa anh chơi đúng như thế luôn ấy Nên là anh cảm nhận cái điều đấy rất rõ Tức là bọn em sẽ Khi khi bọn em thua ấy Là bọn em sẽ tìm một cái văn gì đấy Để bọn em lừa mấy cô cháu bên cạnh Và bọn em sẽ ăn lại bi của nó đấy phải kiểu kiểu như thế và sau đấy thì bọn em sẽ bị lộ ra và 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 khi mà mình còn ở cái giai đoạn mà tuổi thơ ấy thì phải cái việc mà lừa gọi là một thằng khác ấy nó là to tìm vãi đái luôn mình thì phải thở gấp là liên tục vậy luôn ấy đấy sau là về nhà mình suy nghĩ mãi về việc đấy vì mình đã lừa thằng đấy thì cả ngày hôm đấy thì là bọn này đang chơi đúng như vậy thì chơi như, như, chơi như những đứa con nít chơi luôn tất cả những cái gì đấy mà mà nó gọi là nó gọi là, là chính là cái bản chất của cái con người nó ấy, nó sẽ được bộc lộ ra hết bởi vì bây giờ bọn nó đang chơi bằng mạng sống của bọn nó, nên nó chả còn cái đéo ấy để mà để gọi là, tỏ vẻ là, 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 là cao thượng hay thế này nọ kia rồi. Thì con nít ngày xưa chơi đúng vậy đấy, không khác gì đâu, không khác gì đâu, y hệt. Em thấy bây giờ bọn tàu nó bắt chen rất nhanh Mà làm khá cháy Cũng không phải được, Không phải bọn đấy bây giờ tốt rồi em Bọn tàu rồi nó là tốt rồi Bọn tàu giờ nó tốt là game mà Bọn Tây nó phải chơi game tàu rất nhiều là em hiểu đấy Ngày xưa là nó không bao giờ chơi luôn Nhưng bây giờ là nó nó sẵn sàng chơi game tàu rất nhiều Là biết rồi đấy Có mấy công ty nhận thực tập rồi nó trên cho mình Rồi mới lên nhân viên thì nó có trên cho mình thật không anh? Thì có em ạ, nó có trên thật nha em nha Thậm chí nó có giả lương, uh, tức, tức là giả lương cho em uh, là lương thực tập Là có nha em nha, có nha Nhưng mà chắc chắn là không được nhiều tại vì nó còn trên cho em nữa Nhưng sau đấy thì em nên nhớ một điều rất rõ là nó sẽ có ràng buộc với cái việc trên đấy của em tức là khi nó trên cho em xong thì em bắt buộc phải làm việc cho nó trong vòng bao nhiêu năm đấy khoảng một hai năm hay gì đấy đấy là không được nghỉ ngang còn sau đấy thì em thích đi đâu thì em đi thì nó cũng sẽ có những cái nội dung ràng buộc dạng như vậy còn nơi nào nó không có ràng buộc đấy thì lại quá thoải mái rồi yeah. nhưng mà nó sẽ trên cho em chứ nó trái thì nó phải lừa em cả tại vì nó cần người mà Thực ra game thì cũng là một thứ kiếm ăn thôi Bảo tiền không có mà ăn thì nó cũng không đúng Nhưng mà đại khái là uh, Mình gọi là đang học làm game thôi Mình đang học làm game thôi Mình bị hơi đầu voi đôi chuột Tức là có những phần phát triển Mạnh hơn rồi Nhưng có những phần thì nó vẫn ù lì tại chỗ Nên là nó chưa thể nào sản phẩm ra một cái sản phẩm nó gọi là hoàn thiện được như 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 bọn em biết thì ở trong một cái công ty game ấy thì nó sẽ cần rất nhiều những bộ phận từ marketing cho đến quản lý dự án cho đến art cho đến code vân vân và vân vân thì những cái hệ thống đấy của mình những cái bộ phận đấy của mình hiện tại nó không cùng đẳng cấp tức là có những cái level nó bị chênh lệch nên nó không thể làm ra một cái gọi là con game mà nó thực sự hay được thì khi nào tất cả những cái đẳng cấp đấy nó nó lên một cái tầm từ tầm trung trở lên thì lúc đấy những cái sản phẩm nó sẽ hay ví dụ như anh nói bọn em chẳng hạn như vẽ tranh nhé thì mình cũng sẽ có những cái cục giống như những cái bộ phận vậy gọi là nền tảng chẳng hạn như là bọn em sẽ có là hình là bố cục là màu sắc là đậm nhạt là vân 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 kiểu kiểu như thế thì mỗi cái bộ phận đấy của bọn em nó đang ở cái trình độ 3 điểm ở trên 10 điểm thì khi bọn em vẽ cái tranh ra cái sản phẩm hoàn thiện bọn em nó nó chỉ được 3 điểm thôi Vậy bây giờ bọn em sẽ đẩy hết tất cả những cái thành phần đấy lên thành 5 7 điểm hết nhưng vẫn có một thành phần ở trong đấy là 3 điểm. Thì cái tranh của bọn em nó vẫn gây ra một cái sự khó chịu tức là nó gọi là sạn. Tức là à cái sản phẩm này của mày có những thứ rất hay nhưng mà thực sự vẫn không thể gọi là thú vị bởi vì nó có một vài thứ nó gọi là sạn chẳng hạn như là hình của mày nó vẫn quá méo dù tất cả những thứ khác của mày đều rất ok rồi. Nhưng mà hình của mày thì vẫn quá méo và tao là thấy rằng là nói chung tranh của mày thì nó cũng gọi là tạm được thôi. Thì cái game của mình nó cũng như thế. art nó có thể đẹp, animation có thể rất ok, đấy, uh, cốt truyện các thứ cực kỳ thú vị. Thậm chí là việc mà uh, chơi ở trong game thì uh, là đại khái là làm cho người ta không thấy là nó hút máu quá nhiều. Ừ, mọi thứ nó rất ổn nhưng cái lối chơi mẹ cực kỳ ngu nó khó chịu vãi đái kiểu kiểu như thế là tự nhiên gọi là cái game đấy là nó lại thành chất lượng thấp Bà là ơi trong mọi thứ nó ổn đấy nhưng mà nó vẫn chưa thể nào chấp nhận được đấy hay là ngược lại thì có thể là à, kể cả design cũng hay tất cả mọi thứ cũng hay nhưng đeo hiểu ra là cốt nó lỗi thì vãi cả đái ra nào thi thoảng nó lại lỗi thi thoảng nó lại lỗi xong nó cờ đát người ta chơi thì không loát được rồi vân 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 đấy thì những cái level đấy ấy, khi nó nâng lên một cái tầm chỉ cần 5 điểm thôi tức là tất cả mọi thứ đều là 5 điểm thì cái sản phẩm đấy của anh bắt đầu được gọi rằng là à đây là một con game có thể chơi được và đối với tôi là nó tạm ổn đấy sau là nâng hết lên tầm 7 điểm vẫn có một thứ năng điểm thì ứ ừ, nó vẫn là ổn đấy và có một vài thứ thực sự là nó khá hơn rất nhiều rồi và sau đấy nó nâng hết lên thành 7 điểm thì tự nhiên là nó thành là những sản phẩm tốt thôi Thì nhưng mình đang bị như vậy mình đang bị là tất cả những cái uh, gọi là bộ phận ở trong một cái công ty game nó không đồng đều nên nó không đồng đều mà nó thành công được là bởi vì tất cả những thứ đấy nó đều phải tốt nó tốt ở đây không phải là nó cứ phải là đỉnh cao mà nó rất khớp với nhau nó đều là năm điểm nó ăn khớp với nhau là nó tốt thế tức à anh live lâu chưa ạ à? thì anh like khá lâu rồi nha tức là anh sẽ like thêm một đoạn nữa và nghỉ nha. thêm một đoạn nữa thêm khoảng à, nửa tiếng nữa chắc đấy tuổi thơ anh căng thẳng và không thật đấy là tuổi thơ anh căng thẳng vãi đái luôn đấy thực sự nó là như vậy đấy tại vì anh tức là anh ở cái khu là khu chợ và anh chơi toàn bọn lớn hơn không à thì mẹ chơi nó khó khăn vãi lìn luôn là mẹ đi đâu gặp thằng ăn dỗ hay là thằng mẹ nó lừa mình nó lấy con mẹ hết cả tiền mừng tuổi rồi các thứ ấy ủa căng lắm <laughs> đánh nhau ở liên miên mẹ luôn đấy rồi chơi tức là bọn anh chơi nó không giống những cái khu khác tức là có những khu ấy mà khi tức là khi mà anh khi mà anh bước ra khỏi khu của anh mà anh sang một khu khác để anh chơi gọi là, là ném long ấy thì mẹ bọn khu bên kia nó chơi kiểu nó lịch sự vãi lìm trong là kiểu ý là nó bị dễ chơi ấy còn còn chơi ở khu của anh ấy là có thể là có những thằng nha là bọn anh gọi là bị hầm thì mẹ là là vác cái long đấy nhá để mà đặt vào cái ô đấy là nó ăn vào tầm là mấy tiếng mẹ luôn là không thể bắt được một thằng nào luôn đấy. và chỉ đi gọi là nhặt lo xong là cầm về thôi xong là chơi thì đến lúc là khóc mẹ luôn nhưng mà vẫn phải vừa khóc vừa nhặt lon về cái khu này nó hát co vãi đái chơi nó phải thế hiểu không thầy xem tranh cho em được không ạ à? em muốn đăng ký học để cải thiện tranh đấy thì em cứ gửi qua facebook cho anh nha yeah, em cứ gửi qua facebook cho anh Anh để đi thực tập thì mình cứ nên học một khóa làm một game anh nhỉ? Ơ ừ, cũng được, cũng được. Thì thì cứ đi học làm game nó là ok mà. Xong rồi xin đi thực tập. Tại vì nó có sản phẩm thì nó vẫn hơn, thì nó vẫn hơn. Nhá. Yeah. Biết ba thứ tiếng có lợi cho artist không anh? Anh gặp trường hợp nào công ty mời sang nước ngoài làm chưa nhiều, ui rồi gặp nhiều cái bọn mà gần nhất mà có thể bọn em biết chính là bọn làm ra con âm dương sư đấy. Đây là nó mời anh sang tàu làm à. Ở tại công ty nó luôn, nó có hẳn một cái building luôn. Nó hẳn một cái building luôn. Nó không nhớ bao tiền à, khoảng đâu đấy rơi vào khoảng 3 tỷ, khoảng 3 tỷ một năm. ờ à, có bao ăn bao uống và uh, có gọi là gì nhỉ có bao ăn bao uống và có vé máy bay cho mình về thăm nhà và uh, cho người nhà sang thăm mình đấy tức là nó bao những thứ đấy luôn bao ăn bao uống bao ở đấy cái đợt đấy là nó gọi sang trung quốc này đợt đấy là nó gọi sang trung quốc này anh được uh, bọn nó gọi sang Trung Quốc là một sang Đài Loan là hai uh, đấy đấy là hai nơi mà nó gọi nhiều nhất còn bọn là uh, mẹ đi làm sao được em đi làm sao được cái đợt đấy nó bùng dịch uh, anh lên anh hỏi uh, anh anh lên anh tìm xem cái trụ sở chính của cái bọn đấy là gì bọn bọn net Easy đấy uh, thì anh lên anh tìm xem cái trụ sở của nó, nó nằm ở đâu rồi. nó ghi mẹ là ở vũ hán thì mẹ sang vào mắt rồi đây bảo thôi tao không sang đâu đang vũ hán đang dịch thế mày bảo tao sang đây làm việc Địt mẹ giờ hơi à Thế sao nó bảo không bọn tao không làm ở vũ hán đâu mẹ, trụ sở chuyển về cái gì đấy đéo cái gì cái hàng châu hay là hay là hay quảng châu hay là cái gì đấy ấy hay là Quảng Đông cái gì đấy và thôi thì mẹ bây giờ bên này dịch vậy đấy thì đúng cái đợt đấy là nó như thế nên là anh không muốn đi anh không muốn đi Ờ ừ, nếu mà không có dịch thì anh đi sợ gì không đi tại vì thực ra nó gần mà có gì đâu mình xa Trung Quốc thì con mẹ đâu à, sang xong rồi là thi thoảng người nhà sang thăm sang chơi rồi mình thích thì mình đi về từ Trung Quốc về nó gần không à Thoải mái mà mình làm lên lấy 1, 2 năm cho nó vui thôi cũng được Thì đợt đấy mình không đi, mình từ chối nên bây giờ mình chẳng muốn đi thì Thực ra nó gọi lâu lắm rồi Đấy nó gọi cách đây 2, 3, 4 năm rồi đấy Mà nó gọi mấy lần nhưng chứ không phải gọi một lần những những cái lần đầu mình còn tỏ ra là ý là như kiểu mình mình cũng muốn sai nhưng mình mình đang bận này nọ kia thì cái lần cuối cùng mà nó hỏi ấy, thì anh còn bảo là Ê, tao nói mẹ luôn như là tao đéo biết tiếng Trung Quốc rồi tao cũng đéo biết tiếng Anh luôn để tao nói thế cho vuông bây giờ mày thích thuê ra không tao bảo có thì uh, mày cứ sang đây xong rồi sẽ có phiên dịch đàng hoàng cho mày uh, cho mỗi công việc mà mày làm ở trong công ty mình bảo đi, mẹ nói thế thì chịu rồi và nhưng mà ta đéo chỗ ăn ở tạo đéo thích đi thuê nhà nên tôi đéo sang là nó bảo là không mày sẽ ở trong building của công ty đấy, và sẽ được bao ăn bao ở và nhưng mà thôi, thôi đéo sang rồi tại vì bây giờ nếu mà sang thì phải người nhà người nhiếc thì nó rất khổ ta phải đi về ta có vợ con mà không công ty có chế độ mua vé máy bay cho người nhà sang thăm à, vài tháng một lần đấy đi mẹ thế cơ mà nó thế cơ mà nhưng mà anh vẫn không sang Tại vì câu của anh chốt lại là Tức là anh kiểu lúc đấy là nó nó dịch ấy Thì thì anh nói rằng là anh không muốn sang Nhưng mà nó cứ đảm bảo rằng là sẽ không có vấn đề gì cả Thì cứ sang đi Thì thì anh mới chốt câu của anh bảo là Thực ra cái mức lương mày giả tao ấy, thì, khi tao đang ở Việt Nam và tao kiếm được mức lương nó y mẹ hết Nên là thực ra tao đã muốn sang làm gì cả Đấy Em bảo ừ thế thôi <laughs> bắt cóc đấy. à bắt cóc thiếu thì người bắt cóc phải bắt cóc mình điền này. Ờ nhưng mà anh thì anh đấy vì vì đợt đấy là nó cản trở thế nên là hay là cuối cùng là là thôi đấy cũng không đi đấy tại vì thực ra mình ngại đi vì dịch dã vãi cả đái à. không nó không lừa được mình đâu tại vì như này này tức là tất cả những thứ đấy nó sẽ phải mua mua bán hết uh, vé vùng các thứ là nó phải mua hết thế sau đấy thì uh, đại khái là những cái việc mà điêu đứa các thứ hợp đồng là mình phải ký mình phải chắc tay thì mình mới sang chứ không tự nhiên là gọi là trả gọi là ký kiếp gì xong mình sang xong mình đi về không nhá nếu có đây mình phải không mất cái gì thì mình mới sang chứ đây nó lại bảo là mày cứ mua vé sang đi này nó kia không có đâu với cả là với cả không ai đi lừa như thế cả tại vì lừa lừa như thế nó chỉ có bán tạng thôi mà tạng anh thì đéo bán được anh hỏng mẽ hết người rồi có gì đâu mà bán đó sao nó lừa thằng trẻ trẻ hơn mấy artist trẻ mẹ lừa anh làm gì già vậy đấy hỏng hết cả người hút thuốc người hút thuốc lào, thuốc liếc phổi phía có bán nó cho ai đâu vậy là thật mà cái điều đấy vẫn còn mà bây giờ tìm lại nó bị dài rồi chưa là anh chat nó trên Ad station mà là anh vẫn còn cái điều đấy mà bây giờ tìm lại nó nó mấy năm rồi tìm cái đéo nó dài quá À, Trung Quốc nó thiếu gì bộ môn trời, ấy. chắc nó phải có điếu. Ấy. Anh có định hướng cho con anh sau này là Atit à, không thì nó nó là chắc chắn đấy nhưng mà chủ yếu là nó có thích hay không thôi. Thì đấy là vấn đề của nó. Tại vì à, tại vì mình biết cái, cái con đường nó đi như thế nào, <laughs> mình biết là. là à, nó sẽ phải học gì, nó sẽ phải luyện gì, nó giống như chơi game vậy nên là nó khá tiện. À, về việc là mình có thể hỗ, gọi là hỗ trợ nó, mình có thể hướng dẫn nó để nó đi chuẩn. Chỉ có cái là nó có thích hay không thôi thì thì vẫn phải chờ nó. Nó phải xác nhận điều đấy. Tức là nếu mà nó thích thì sẽ dạy nó từ lớp 6. Dạy từ lớp 6 đến hết lớp 12 là nó thậm chí nó không cần học đại học rồi làm job được rồi, kiếm được tiền rồi. Sau đấy thì uh, nó đi du học. Và đi du học mình vẫn cho nó tiền. Nhưng mà sang đấy nó lại vẫn có thể vừa làm job freelance, vừa kiếm tiền. Và vừa học được, Ở ấm vại đái, đơn giản. Xong rồi là nếu mà nó ngon thật. Thì uh, sau khi nó học xong thì nó làm cho một cái studio nào bên đấy. Thế là tự nhiên nó có cuộc sống thôi. Nhưng mà đấy là phải là do nó thích biết đâu nọ. Nó, nó thích cái đấy, nó lại bà là không còn thích bán phở rồi, đấy còn thích bán phở, thì bán bún riêu thì, thì phải chịu thì biết sao được, chưa biết được là nó thích cái gì, nói chung mình không nên ép nó bởi vì đấy là đấy là nhu cầu của nó, mình chỉ định hướng nó thế thôi, còn nó không thích thì phải chịu, không thích thì phải chịu, định hướng thôi, định hướng. tất cả đều là định hướng thôi du học nước nào à du học nước nào thì anh cũng chưa biết được tại vì anh không biết là đến cái thời của nó thì cái nước nào nó cháy nhưng mà chắc chắn là mỹ là không du học rồi vì mỹ anh không có tiền mỹ nhiều tiền quá đéo học được mà có lẽ là anh hướng tới nhiều hơn là canada chẳng hạn đấy còn bên úc thì lại đéo cái gì để học thì phải đấy, bên úc thì nó lại nó lại hơi ảo <laughs> còn bên úc thì nó khá dễ thì bên úc thì nó có cậu nó ở bên đấy gì đấy thì thì có thể <laughs> đỡ hơn đỡ... có người thân thì nó dễ hơn không thì canada không cũng chả biết học đâu nhưng mỹ thì 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 hốp no rồi mỹ thì khó mỹ thì nhiều tiền quá để học được bố em muốn em học cốt, ơ ờ, thì cái đấy là 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 nhu cầu của ông già em cũng giống nhu cầu của anh nhưng mà sau đấy thì uh, do con cái nó tự lựa chọn rồi nói chung mình không ép được tại vì cái gì mà người ta thích thì người ta mới làm được nó 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 thoải mái hơn nó mới đi được xa hơn có thể cái thích đấy của họ nó là nó là sai lầm hay là nó là đúng đắn hay không thì mình cũng không biết nhưng mà dù sao thì đấy là họ tự chọn yeah. giống như em ấy em tự chọn đấy là em chọn làm artist đấy là quyền của em mỗi người người ta chỉ có một cuộc sống thôi làm sao mà ai chọn hộ được nên là tự chọn thôi còn bố mẹ hỗ trợ được bao nhiêu thì hỗ trợ không hỗ trợ được thì thôi chứ không biết sao được bây giờ thì anh chỉ hỗ trợ thôi gọi là support thôi Qua Úc làm tay chân còn giàu hơn đi làm văn phòng Ừ có thể như vậy MZD có phải là một trường tốt đầu về art trên thế giới không Thì anh không thì anh cũng không thích trường đấy lắm nhé Anh thấy trường đấy đối với anh nó cũng bình thường thôi thì Có thể là cái ông Phan Du đấy ông khá mạnh Ông ấy khá đỉnh à, Ông ấy dạy khá kinh Và thực ra là học viên ở trong trường đấy cũng cũng có rất nhiều người giỏi mà đối với anh thấy thì anh tức là, có lẽ từng đấy thời gian nó không đủ đâu học một hai năm gì đấy nó không đủ học át nó phải 5 năm nó phải 5 năm nó mới ra vấn đề được nhật hàn trung là phát triển đi mẹ thực ra thực ra game của bọn nhật nó dị thế đéo là game game bọn nhật nó khá riêng nhé nó khá riêng nhé nó khá riêng tức là nó là một cái dạng mà nó dành riêng cho một cái dòng nào đấy nó chơi thôi ấy. chứ thực ra thì anh thì anh, anh anh ít chơi game nhật kinh khủng bởi vì gọi là game nhật là nó thế đéo nào ấy nó 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 chỉ có một vài dòng nào đấy nó đỉnh đám thôi còn lại thì trong cái giao diện của nó nhìn nó thì mẹ rối não vãi lìn uh, game Hàn thì anh thấy ok hơn game Hàn trông nó phổ cập hơn game Trung nó cũng mạnh còn game của Việt Nam thì nó gì? game Việt Nam thì nó đang là tập làm game thôi mà thì làm sao nó so sánh được với với mấy cái dòng game kia cứ để thêm nhiều năm nữa để xem nó như nào đã hiện tại thì chưa đâu tại thi thoảng cũng có một số những cái con game mà cá nhân là nó nổi lên khá mạnh nhưng mà chưa 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 nó vẫn chỉ là số ít thôi khi nào mà nó tràn lan những thứ đấy thì tức là cái nền gọi là công nghiệp game đấy của mình nó mới gọi là phát triển game nhật anh ít chơi đó anh ít chơi đó nó nó cứ thế đeo nào khó nói vậy đấy từ cái giao diện của nó nhìn nó đã dối hết cả não đó nhìn nó đã dối hết cả não rồi nhìn đã, đã đéo thích rồi chơi nó khó khăn à tất cả là nó hay theo kiểu dạng kiểu tơn bay cái thứ nhiều thì phải thôi có lẽ là nghỉ nhỉ à, chào anh em nha Hôm nay đến đây thôi nha. Và hẹn anh em vào một ngày nào đấy khác nha. Chắc là sớm thôi. Tại vì nếu mà tổ chức ra cái cái event của cái group đấy thì uh, sẽ sớm là gặp lại thôi để uh, mình sẽ kiểm phiếu vote các thứ của những cái ad đấy ở trên chính cái YouTube.